Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tập 181. Chương 3296, phạm sai lầm lớn. Cứ rằng coi như vậy cũng không giải quyết được gì, hơn nữa, còn phải lập tức hành động, cứ kéo dài ra càng có hại. Nếu không thì giơ tay biểu quyết xem thế nào. Phó Chủ tịch tỉnh Triệu Hướng Vân nói ra đề nghị. Được, nếu ý kiến của các đồng chí không đồng nhất, tôi nghĩ đề nghị của Phó Chủ tịch tỉnh Triệu cũng tốt. Dương Chí Thăng nói. Bí thư Diệp, anh thấy thế nào? Chiêm Hữu Quang hỏi Diệp Phàm, việc này, Diệp Phàm là chủ nhà, dù sao cũng phải tôn trọng một chút. Cho dù không giơ tay biểu quyết, tôi cũng phản đối việc giải phóng. Hiện trường xây dựng chẳng những không thể vắng vẻ, mà còn phải được tăng cường. Người lãnh đạo tạo thành một loại nhiệt rất tốt cho việc chế tạo. Phải khiến cho rầm rộ, khiến cho lãnh đạo vui vẻ, việc xin của chúng ta mới có dấu hiệu đạt được. Đời người, phải chiến đấu một lần. Ai muốn đi theo tôi chiến đấu một phen giơ tay lên? Diệp Phàm giơ tay lên. Khí thể của hắn phát ra vẫn có ảnh hưởng rất lớn. Bao Nghị, Vũ Vân Lượng, Cung Chí Quân, Lam Tồn Quần giơ tay lên một cách không do dự. Tuy nhiên, ở trong chuyện này, cho dù Diệp Phàm đã ủng hộ đám người Tào Nguyệt, Dương Chấn Đông vẫn trầm lặng. Mà ngay cả cái Thiệu Trung cũng không hé răng lên tiếng, bởi vì, chuyện quá lớn. Hơn nữa, bọn họ đều cho rằng việc giải phóng là an toàn hơn một chút. Dương Chí Thăng thấy tình hình như vậy liền làm bộ cười lạnh. Bí thư Diệp, cũng không nhiều đồng chí sẵn lòng chiến đấu một phen với anh. Buổi họp hôm nay của chúng ta có đến 20 đồng chí, cứ giơ tay biểu quyết xem nào. Vẻ mặt Dương Chí Thăng nghiền ngẫm giống như cười. Hơn nữa, còn cố ý dừng lại một chút, đầu ngón tay chỉ. Một vị, hai vị, ba vị, bốn vị, ha ha, cả bí thư Diệp nữa mới là 5 vị, so với tổng số 20 vị, có phải là quá ít đúng không? Dương Chí Thăng cười đắc ý. Thật vất vả tìm được cơ hội cuối cùng tìm ra một hơi ác khí. Hai người An Bình Phong, Chiêm Hữu Quang đều nhíu mày, phỏng chừng cảm thấy Dương Chí Thăng rất đang đắc ý. Tuy nhiên, hai vị lãnh đạo chính cũng chưa lên tiếng. Bí thư Diệp, việc này anh muốn thông qua sao? Triệu Hướng Vân hỏi, dường như muốn cố gắng đổ dầu vào lửa. Ha ha, việc này mà thông qua thì cơ bản cuộc họp này không có sự dân chủ. Đa số lại phục tùng thiểu số. Dương Chí Thăng cười lạnh hai tiếng. Chuyện này sẽ không có dân chủ, tôi là bí thư đảng ủy tập đoàn Hoành Không. Hơn nữa, lần này tập đoàn Hoành Không tiếp đón là chính. Chúng tôi có thể thành lập một ban tiếp đón an toàn lâm thời. Từ bây giờ ban này phụ trách toàn bộ an toàn của lãnh đạo đến tuần tra ở địa phương. Nếu như có chuyện gì xảy ra các đồng chí trong ban này chịu trách nhiệm. Diệp Phàm tôi phụ trách toàn bộ, các đồng chí nào tham gia có thể đăng ký. Đồng chí nào không tham gia có thể ra về, bởi vì, ở lại cũng chỉ để thảo luận việc giữ an toàn khi lãnh đạo đến đây. Vẻ mặt Diệp Phàm nghiêm túc, giờ phút này hắn chính là loại người chuyên chế quân phiệt. Ngay cả câu, không có dân chủ, cũng dám nói ra. Việc này đối với một cán bộ lãnh đạo mà nói, tuyệt đối là phạm sai lầm lớn. Tôi tham gia. Bao Nghĩ nói, sau đó Lam Tồn Quân, Cung Chí Quân và Ngũ Vân Lượng đều tiến lên nói theo. Được rồi. Đồng chí Diệp Phàm chúng ta hãy thương lượng chuyện đi xin đi. Nếu như lần này tập đoàn Hoành không tiếp đãi là chính, chúng tôi sẽ không tham gia. An Bình Phong cùng với Chiêm Hữu Quang đều thở dài đứng dậy chạy lấy người. Nhìn thấy thái độ của các lãnh đạo chín, tất cả các đồng chí đều đứng lên, chỉ còn lại 5 người Diệp Phàm, Lam Tồn Quân, Ngũ Vân Lượng, Bao Nghị, Cung Chí Quân không đứng lên. Bí thư Chiêm, tôi nghĩ nếu là đồng chí Diệp Phàm quyết định chuyện này. Mà hắn lại là bí thư đảng ủy tập đoàn Hoành Không. Đồng chí Diệp Phàm đề nghị thành La Oi ban tiếp đón an toàn, các đồng chí ngồi ở đây không tham gia có phải là cũng giơ tay đồng ý tán thành. Mà một khi hình thành nghị quyết còn phải báo cáo lên tỉnh. Triệu Hướng Vân sợ trách nhiệm, muốn đem việc hình thành ban an ninh báo cáo bằng văn bản. Đến lúc đó có xảy ra chuyện gì truy cứu đến mình cũng có thể thoát thân. Vậy được rồi, giơ tay biểu quyết đi. Chiêm Hữu Quang gật đầu bất đắc dĩ. Các đồng chí không tham gia đều giơ tay tỏ vẻ tán thành quyết định của Diệp Phàm. Rồi sau đó, tất cả đều đi ra ngoài. Toàn bộ chúng nó là một đám hèn nhát. Bao Nghị không nhịn được đem đá chiếc ghế dựa vào một góc. Ha ha, việc tiếp đón an toàn trách nhiệm là rất lớn. Bọn họ không tham gia cũng là bình thường, việc này, tôi đã sớm dự liệu trước rồi. Nhưng mà, nếu như giải tỏa phỏng chừng chúng ta sẽ thất bại.
Lãnh đạo không cảm nhận được tình hình xây dựng làm sao có thể đồng ý việc anh xin chứ? Các đồng chí này, không nói về nó nữa. Ý Hùng, anh lập tức soạn văn bản nghị quyết cuộc họp lần này báo cáo lên trên tỉnh. Trước khi gửi đi lấy chữ ký của tôi cùng với lãnh đạo chủ quản hai tỉnh. Diệp Phàm nói. Bí thư Diệp, tôi. Khổng Ý Hùng đứng lên, ấp a ấp úng nhìn Diệp Phàm. Ý Hùng, có chuyện gì nói thẳng ra đi. Diệp Phàm nói. Tôi vốn không đủ tư cách để nói về chuyện này, bởi vì, hôm nay tôi có thể ngồi trong phòng họp này là bởi vì tôi là một nhân viên ghi chép biên bản. Tuy nhiên, tôi muốn nói, tôi có thể tham gia vào danh sách những người này hay không? Đương nhiên, tên của tôi không phải là người ghi biên bản, mà trên thực tế là một ủy viên trong Ủy ban An ninh. Tôi biết chức vị của tôi thấp không là cái gì cả. Tuy nhiên, tôi muốn tham gia. Khổng Ý Hùng nói. Anh đúng là đồ ngốc lão Khổng ạ, vấn đề là việc này không thể hành động theo cảm tính được. Nếu anh là nhân viên ghi chép coi như là nhân viên ghi chép đi. Việc này không liên quan gì đến anh cả, bởi vì, anh không có giơ tay biểu quyết có phải hay không. Cho nên, đừng đến để giao du với kẻ xấu. Tấm lòng của anh tin rằng bí thư Diệp sẽ hiểu được. Bao Nghị thốt ra. Ý Hùng, đây không phải là chuyện nói giỡn, rất nghiêm trọng đó. Anh vốn là người ngoài cuộc. Không cần thiết không nên tiến vào. Diệp Phàm gật gật đầu nói. Bí thư Diệp, Diệp, tuy nói tôi không đủ tư cách tham gia, nhưng mà, tôi vẫn muốn tham gia. Tôi cũng là một phần tử của tập đoàn Hoành Không. Tập đoàn có thể xin được thành công, tôi rất vui mừng. Hơn nữa, chuyện tiếp đón lần này quan trọng như vậy, liên quan đến việc xin thành công hay không của tập đoàn. Bí thư Diệp, anh xuống đây đã hơn một năm rồi. Cho tới bây giờ, anh chiếu cố sử dụng Ý Hùng. Không có anh sẽ không có Khổng Ý Hùng tôi ngày hôm nay. Có lẽ, tôi vẫn còn đang giãy giụa đau khổ ở vị trí phó chủ nhiệm văn phòng. Sư Vi biết đã giả chết, Ý Hùng không có tư cách làm người, tri kỷ của anh, nhưng mà, Ý Hùng thầm mong muốn là một người nhân viên tùy tùng trung thành của anh. Anh cho tôi một cơ hội đi. Khổng Ý Hùng có chút xúc động, nước mắt đang ở hốc mắt chờ chảy ra, nhưng thật ra khiến cho Cung Chí Quân cảm thấy bất ngờ, không thể tưởng tượng được Diệp Phàm có sức cuốn hút lớn như vậy. Giống như việc các đồng chí có sự e sợ, sẵn sàng nhảy vào bên trong hố lửa. Mà chính mình hạ quyết tâm đi theo Diệp Phàm, trên thực tế là bởi vì do cha mình là Cung Khai Hà giao cho, đã từng, bất chấp chuyện gì, cứ đi theo Diệp Phàm là được. Cung Chí Quân vẫn không tình nguyện tham gia ban tiếp đón an toàn, hơn nữa, thậm chí Cung Chí Quân còn tính toán mượn người của cha mình đến đây để bảo vệ lãnh đạo. Được, Ý Hùng, tôi không nhìn lầm anh, nhập thêm vào. Anh cũng là một thành viên chính thức trong ban tiếp đón an toàn. Anh phụ trách công tác liên lạc nhé. Diệp Phàm vỗ vỗ nhẹ vào vai Khổng Ý Hùng, anh ta bị Diệp Phàm vỗ khiến nước mắt đang trực trên mắt rơi xuống. Ha ha, nhìn tôi này, quá vui sướng khi được lên cấp. Làm cho các vị lãnh đạo chế giễu rồi. Khổng Ý Hùng có chút ngượng ngùng cúi mặt xuống lau nước mắt. Không sao cả, Ý Hùng, làm rất tốt. Diệp Phàm nói. Bí thư Diệp. Nghe nói lần này tiếp đón tập đoàn thành lại một ủy ban an ninh, tôi có thể tham gia hay không? Tuy tôi không phải là nhân viên công an, nhưng mà, Khương quân tôi xuất thân từ quân đội. Hơn nữa, bây giờ tôi còn kiêm chức vị đội trưởng tuần tra phòng ngự thị trấn Hoành Không. Lần này công ty tuyển nhân viên xây dựng công trình có hơn 300 người đều là bộ đội chính quy đã về hưu. Đến lúc đó, khi nào cần tôi sẽ gọi toàn bộ bọn họ tới. Thông thường tôi đều chú ý quản lý quân sự bọn họ. Ha ha, bọn người đó thật đúng là có thể làm được. Hơn nữa, từng người một còn có cảm giác như mình đã quay trở lại doanh trại. Khương quân vội vàng vào phòng họp. Anh ta đi vội vàng, không cẩn thận liền đụng vào cả người. May mà cửa phòng họp mở, bằng không thật đúng là dọa mấy người Diệp Phàm nhảy dựng lên. Thêm người. Diệp Phàm không nói hai lời, gật đầu. Bí thư Diệp, vừa đi ra ngoài nghĩ, tôi cảm thấy được tham gia vẫn là tốt hơn. Có thể ghi tên của tôi vào, hội viên ủy ban an ninh có thể tính tôi là một phần tử. Lúc này, Bạch Hoa Giang lại xuất hiện ở cửa tiến vào. Bởi vì Bạch Hoa Giang là ủy viên địa ủy Giang Hoa, lần này cũng xin ghi danh vào tổ này. Trong tổ này có vài vị là thường ủy hai địa khu Giang Hoa và Hạng Nam. Việc này, đương nhiên là sẽ bù lại một phần cho Diệp Phàm. Nếu như anh thấy tốt, vẻ mặt Diệp Phàm nghiêm túc, hỏi. Tôi nghĩ tốt lắm. Muốn tham gia, tuy tôi không xuất từ công an, tuy nhiên, tôi có thể tổ chức các đồng chí đáng tin cậy trong thành phố Giang Hoa đến tham gia,
làm một số công việc ở ngoài có được không? Bạch Hoa Giang nói. Vậy đi, đồng ý. Diệp Phàm gật đầu, trong lòng còn có chút cảm động. Phỏng chừng sau khi Bạch Hoa Giang đi ra nhà vệ sinh đã gọi điện thoại cho Bạch Vạn Thăng. Mà Diệp Phàm có hỏi thăm Bạch Vạn Thăng qua Lão Lưu một chút. Nếu như Diệp Phàm có gan lớn làm chuyện này, tuy trong đầu Bạch Vạn Thăng có cảm giác phiêu lưu, nhưng lại ẩn chứa một cơ hội rất lớn. Bởi vì sau khi lãnh đạo an toàn rời đi, muốn báo cáo với tỉnh ủy, các đồng chí trong ban an toàn CSTO phải sẽ sáng rọi. Hơn nữa, trong tỉnh phỏng chừng còn muốn ca ngợi những đồng chí đó. Điều quan trọng hơn chính là, tham gia vào cùng Diệp Phàm sẽ có được sự ủng hộ. Bởi vì, ngày hôm nay đối với Diệp Phàm là một ngày thực sự u ám. Bởi vì, đại đa số các đồng chí cũng không đứng về phía hắn, ngay cả các đồng chí cấp dưới như Dương Chấn Đông, Tào Nguyệt cũng chưa đứng về phía Diệp Phàm. Khổng Ý Hùng đi sửa lại văn bản tìm các đồng chí không tham gia xin chữ ký. Tất cả các đồng chí đang trong phòng họp thảo luận xin sắp xếp tình huống. Ý Hùng, anh cũng tham gia à? Chiêm Hữu Quang thật là có chút bất ngờ, cầm văn bản ký tên liếc nhìn một cái. Đồng chí Lão Chiêm hiểu lầm, còn tưởng rằng Diệp Phàm buộc anh ta tham gia. Đúng vậy, tôi tự nguyện tham gia. Bí thư Diệp còn khuyên tôi không nên tham gia, tuy nhiên, tôi cảm thấy được Khổng Ý Hùng tôi là một phần tử của tập đoàn Hoành Không. Vẻ mặt Khổng Ý Hùng trang nghiêm. Ha ha! Chiêm Hữu Quang cười không hỏi lại, cầm lấy bút để ký. Chương 3297, cơ hội với những thách thức. Ha ha, lại có thêm vài đồng chí nữa tham gia. Đồng chí Bạch Hoa Giang cũng tham gia, còn có đồng chí Khương Quân nhanh chóng muốn tham gia. Khổng Ý Hùng cầm văn bản cười nói, đương nhiên, làm cho thể diện của lãnh đạo nhà mình quay về. Tôi phải chúc mừng các đồng chí này rồi. Lúc Dương Chí Thăng cầm bút ký có chút kỳ quặc, châm chọc nói. Những đồng chí này đều là những đồng chí tốt. Triệu Hướng Vân nói một câu, trong lời nói có chút ý vị. Các đồng chí tham gia thật là tốt, còn những đồng chí không tham gia chẳng phải là hư sao. Dương Chấn Đông, Tào Nguyệt và các thành viên trong đảng ủy tập đoàn Hoành Không đều cúi đầu, bởi vì, hôm nay bọn họ khiến cho Diệp Phàm thất vọng thậm chí còn cảm thấy phẫn nộ. Trong lòng bọn họ rất không bình tĩnh, chỉ sợ Diệp Phàm để trong lòng. Cho nên, bọn họ có chút xấu hổ, cúi đầu xuống ký tên. Không cả dám ngẩng đầu lên. Sơn Trang Hoàng Long nghe cũng rất bình thường, nhưng nó là một vùng được biết đến ở thành phố Hạng Nam. Sơn Trang thật sự là một ngôi biệt thự lớn, được xây dựng bên cạnh một khúc sông. Dòng nước nhẹ nhàng chảy qua, cảnh vật xung quanh rất đẹp. Ở trên một lô ghế, một vài người đang ăn uống. Người ngồi ở vị trí chính giữa là đồng chí Dương Chí Thăng. Tiếp khách cùng anh ta có Thiết Cán, cũng chính là phó bí thư thành ủy Hạng Nam Ngưu Đắc Toàn cùng toàn bộ đồng chí. Trưởng phòng tổ chức Phương Bình Minh cùng với Cục trưởng Cục Tài chính thành phố đồng chí Tống Nhất Kỳ, còn có Cục trưởng Cục phát thanh truyền hình thành phố Thái Phương Muội. Thái Phương Muội là do Dương Chí Thăng đề bạt lên thành phố Hạng Nam, tuy nói người này trung tuổi, cũng có vài cái 30. Trước kia Thái Phương Muội chính là vai chính trong đoàn ca múa thành phố, bộ dạng trông rất gầy gò. Bây giờ đến trung tuổi mới phát tướng, hiện tại eo như thùng phi nước. Tuy nhiên, cũng không làm mất đi sự lôi cuốn của Thái Phương Muội. Bởi vì, chiếc mông của Thái Phương Muội lắc lư có thể làm cho rất nhiều người phải hoa mắt. Dù sao cũng xuất thân từ đoàn ca múa, lúc còn trẻ tuổi vẫn hay lắc mông bây giờ cũng không có bỏ. Hơn nữa, phỏng chừng khi đang làm chuyện gì đó mà cái mông uốn éo cũng khiến cho hứng thú hơn. Dương Chí Thăng đến Hạng Nam không lâu, cũng không hiểu được nguyên nhân gì khiến cho hai người vừa ý nhau. Thoải mái đi. Ngưu Đắc Toàn vừa đun cá vừa nói chuyện. Thoải mái gì thế bí thư Ngưu? Thái Phương Muội liếc mắt nhìn Ngưu Đắc Toàn một cái, cười nói. Không phải là thoải mái, anh không hiểu sao, cứ nghĩ đến bộ dạng cùng quẫn của Diệp Phàm ở tập đoàn Hoành Không hôm nay, tôi lại cảm thấy được con cá trong buổi tối hôm nay thật là có mùi vị đặc biệt. Ngưu Đắc Toàn cười nói, bởi vì Ngưu Đắc Toàn cũng chỉ là một thành viên thôi. Nói tôi nghe một chút xem nào. Thái Phương Muội và Tống Nhất Kỳ thật sự đều rất tò mò. Ngay cả Phương Thiên Minh cũng vểnh tai lên. Một chút việc nhỏ như vậy nói để làm gì? Dương Chí Thăng nói. Bí thư Dương, anh bảo bí thư Ngưu nói một chút đi. Thái Phương Muội nói. Thấy không, Thái Muội có chút giận cá chém thớt chúng ta rồi. Ngưu Đắc Toàn cười nói, mấy người kia cũng cười ha ha. Ngưu Đắc Toàn biết, đương nhiên Dương Chí Thăng muốn mọi người nghe một chút, để có hơi ác khí. Việc như thế này để cho mình nghe lại một chút cũng không tồi.
Vì thế, Ngưu Đắc Toàn thêm mắm thêm muối nói chuyện này. Hơn 20 người mà chỉ có 5 người bọn họ giơ tay, ha ha, đồng chí Diệp Phàm của Hoành không có kêu gọi cũng không thế nào mạnh được như chúng ta. Phương Thiên Minh cười nói. Không phải là không mạnh, cơ bản là đồng chí Diệp Phàm đã bị mất mặt một cách thảm hại. Thiếu chút nữa trở thành người cô độc. Bao Nghị là do Diệp Phàm đưa tới, còn Ngũ Vân Lượng là do Diệp Phàm đề bạt. Còn Lam Tồn Quân, là bạn nối khố, ngoài ra không có khuôn mặt nào khác. Khẳng định ba người này tán thành, chỉ là để báo ân thôi. Cho dù có không muốn cũng không có biện pháp nào có phải hay không. Nhưng thật ra Cung Chí Quân cũng vừa tới, làm sao lại đứng về phía Diệp Phàm, trong chuyện này có phải có chút khéo léo có phải không? Tuy nói Ngưu Đắc Toàn là họ Ngưu, nhưng anh ta so với Ngưu có thông minh hơn một chút. Anh có biết rõ về Cung Chí Quân không? Phương Thiên Minh hỏi Kiêu Phong. Không rõ lắm, người này từ văn phòng quốc vụ viện xuống đây. Trước kia làm việc ở thủ đô, còn trước kia Diệp Phàm cũng chỉ lo lịa công việc, có lẽ chỉ là do nhận thức thôi. Tuy nhiên, gần đây Cung Chí Quân đi theo Diệp Phàm, đây thật sự là điều tôi không nghĩ tới. Dương Chí Thăng lắc lắc đầu. Có thể trước kia đã có quan hệ. Phương Thiên Minh nói. Tuy nhiên, tại sao Bạch Hoa Giang lại thế này? Nghe nói ông ta và lão Bạch Vạn Thăng còn có chút khoảng cách với Diệp Phàm. Tự nhiên bây giờ lại muốn giúp đỡ Diệp Phàm, việc này thật là có vẻ kỳ lạ. Tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên, lúc đầu ông ta không nói bất cứ điều gì. Sau đó đi ra ngoài một chút sau lại quay trở lại tham gia vào ban an toàn. Ngưu Đắc Toàn nói. Khẳng định thái độ của ông ta thay đổi ngay trong khoảng thời gian đi ra ngoài, phỏng chừng là gọi điện thoại cho cao nhân để thỉnh giáo. Đúng rồi, nhất định là hỏi cha ông ta. Nếu Bạch Vạn Thăng không thể nào đối phó được Diệp Phàm, tại sao lại bảo con trai của mình giúp đỡ Diệp Phàm? Hôm nay Diệp Phàm bị như thế, Bạch Vạn Thăng phải cảm thấy vui mừng mới đúng. Phương Thiên Minh nói, có phải đầu óc Diệp Phàm lần này hồ đồ hay không, việc như vậy hắn cũng dám làm. Hơn nữa, lại còn khá kiêu ngạo. Dám nói với hai lãnh đạo tỉnh như vậy, đúng là rất hỗn xược. Mà hai lãnh đạo tỉnh nói chuyện với Diệp Phàm cũng hợp với tâm ý bọn họ, đương nhiên là cho hắn hỗn xược một ngày. Thái Phương Muội nói, tôi nghĩ hắn đã bị Quy Hoạch Hoành không lấy mất hồn rồi. Ngưu Đắc Toàn hừ nói, người này, vì muốn tranh thủ sự tuần tra của lãnh đạo để xin trở thành công trình trọng điểm quốc gia, đương nhiên là sẵn sàng chấp nhận nguy hiểm. Đúng là quá can đảm, cái này căn bản là làm liều thôi. Hắn cũng đang có tâm lý của một con bạc, tất nhiên, chúng ta phải chú ý nắm chặt công việc. Lãnh đạo có thể an toàn đó là hạnh phúc lớn nhất của chúng ta. Hơn nữa, việc này, thật ra, tất cả mọi người đều hiểu được. Nếu có một chút sơ suất trong lời nói không ai có thể thoát khỏi liên quan, chẳng qua là trách nhiệm nhiều hay ít thôi. Cho nên, cũng phải an toàn mới được, có lẽ Diệp Phàm nhìn thấy được điểm này. Dương Chí Thăng nói, sau khi ăn xong mọi người giải tán đi về. Tuy nhiên, Dương Chí Thăng vừa dạo qua một vòng lại quay trở lại. Bởi vì, Thái Phương Muội đã thuê một phòng để tắm rửa. Dương Chí Thăng vừa vào phòng, hai luồng lửa nóng đột nhiên dối vào với nhau. Mà Thái Phương Muội cũng hết sức phối hợp với người đàn ông có kinh nghiệm. Điểm nhẹ, mau cho nó sưng lên. Đôi mắt Thái Phương Muội dẫn dắt như tơ phát, lại gợi lên bản năng của Dương Chí Thăng. Người này đẩy ngã Thái Phương Muội xuống giường, hai cái miệng như dính liền vào nhau, hai cơ thể đang làm những động tác đùa đẩy cơ bản. Cửa phòng ngủ đóng lại. Mặc dù đồng chí Dương Chí Thăng đã 40 tuổi, nhưng thực sự giống như một chàng trai trung niên có thể làm cho Thái Phương Muội thở như trâu, tiếng la hét rên rỉ không ngừng. Cuối cùng rất nhiều chất nhờn rỉ ra trên bụng Dương Chí Thăng, giống như một con bạch tuộc. Dương Chí Thăng nằm nghiêng sang một bên, đưa tay ra hiệu cho Thái Phương Muội, Thái Phương Muội hiểu được đi vào nhà vệ sinh. Tuy rằng trong lòng có chút bất mãn, nhưng biết tính tình của Dương Chí Thăng, có điện thoại quan trong tuyệt đối sẽ không cho nàng nghe. Sau đó Dương Chí Thăng nghe điện thoại, anh ta đem chuyện ngày hôm nay kể lại cho Ninh Chí Hòa. Mỗi khi thấy tập đoàn Hoành không có hoạt động lớn Dương Chí Thăng đều báo cáo lại với Ninh Chí Hòa. Tuy nói ở trong tỉnh có phái người trú ở tập đoàn Hoành không, nhưng những người này bình thường đều là tỉnh phụ trách. Mà gần đây Ninh Chí Hòa rất chú ý đến tập đoàn Hoành không. Vì vậy, ý tưởng là khi có yêu cầu em họ hoạt động giống như một phần tử gián điệp để báo có tình hình thực tế cho mình. Hơn nữa, các nhân viên công tác bình thường không thể tiếp xúc với những chuyện như này được. Cuối cùng hỏi. Anh họ, anh nói một chút đi,
quyết định của Bạch Vạn Thăng có phải là có phần qua loa đại khái. Tuy nhiên, cuối cùng em cảm thấy có chút kỳ lạ. Bạch Vạn Thăng không nhìn ra trong đó có nguy hiểm sao? Tự nhiên lại để cho con trai mình nhảy vào chỗ nước sôi lửa bỏng. Cậu biết cái gì, chờ khi nào cậu có thể đi đến vị trí của Bạch Vạn Thăng mới có thể hiểu được. Chữ Chí Trường bất mãn hừ một tiếng. Chẳng nhẽ tôi suy nghĩ sai rồi sao? Dương Chí Thăng hỏi. Cậu không sai, nhưng mà, cậu mất đi một cơ hội lớn rất tốt. Ninh Chí Hòa hừ nói. Tôi không hiểu, việc này rõ ràng là chỗ chết tại sao lại thành cơ hội tốt được. Dương Chí Thăng hỏi. Cậu làm sao thông minh được bằng Diệp Phàm, bề ngoài dường như là các cậu thắng, bằng cách này có thể giảm bớt được rất nhiều trách nhiệm. Thực sự đối với các cậu mà nói, mỗi người đều bị trách nhiệm mông tệ hai mắt. Lãnh đạo tuần tra, việc đảm bảo an toàn cơ bản là không cần người ở phía dưới lo lắng nhiều. Các đồng chí ở phía dưới phải nghe theo sự sắp xếp của cảnh vệ. Đơn giản các cậu chỉ làm công tác ở bên ngoài. Mà người của hai tỉnh chúng ta mới chính là lực lượng chủ lực trong việc bảo vệ an ninh. Lãnh đạo tới chỗ nào, nhân viên an ninh của hai tỉnh đi theo đến chỗ đó. Các cậu muốn làm như vậy, sau này có chuyện tốt tất cả Diệp Phàm đều được hưởng. Triệu Hướng Vân thật ngu ngốc, tự nhiên còn muốn yêu cầu đem chuyện thành lập ban này báo cáo lên lãnh đạo tỉnh. Chẳng phải là muốn tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh ca ngợi Diệp Phàm sao? Ninh Chí Hòa nói. Đến lúc đó, sẽ có sự tương phản hai giai đoạn. Các cậu chịu trách nhiệm cho các đồng chí đã có thể không chịu đựng nổi. Cấp trên không bao giờ cho lợi ích cho một người nhát gan sợ phiền phức và không dám nhận trách nhiệm. Việc này, là tôi sợ nhận trách nhiệm. Tuy nhiên, cấp bậc của hai vị đồng chí An Bình Phong, Chiêm Hữu Quang không thấp, chẳng lẽ cũng là không có đầu óc. Hai người bọn họ chính là nhân vật quan trọng trong tỉnh, chẳng lẽ cũng không nhìn thấy cách giải quyết tốt. Trong lòng Dương Chí Thăng có chút phức tạp. Đương nhiên là bọn họ nhận ra được, tuy nhiên, bọn họ và cậu không giống nhau, chỉ muốn yên ổn. Cuối cùng còn là một chữ, trách nhiệm. Mà Diệp Phàm cũng nhìn thấy điểm này, mới có thể nói ra những lời nói bá đạo như vậy. Trong chuyện này, Diệp Phàm trong mắt các cậu không phải là người lỗ mãng, cũng không phải là ngu ngốc. Mà ngược lại hắn là một, anh hùng, hiểu chưa? Ninh Chí Hòa nói. Ôi! Dương Chí Thăng thở dài, sự hối hận quanh quẩn trong lòng. Chí Thăng, làm tốt công tác, đừng có cả ngày nghĩ muốn nghĩ làm thế nào để giữ lấy chân Diệp Phàm. Làm thế nào để lấy được vinh quang? Cậu muốn lấy cũng được, nhưng phải công tác thật tốt để có thành tích làm cho cấp trên nhìn thấy năng lực của cậu. Chương 3298, thủ trưởng cuối cùng cũng đến rồi. Quy hoạch hoành không một khi xin được thông qua, Diệp Phàm căn bản không phải là người cậu có thể vượt qua được. Cho nên, tôi thấy, cậu vẫn nên sống yên trước mắt, biết được vị trí chính xác của mình, hiện giờ cậu là một vai phụ. Đừng vọng tưởng vượt được vòng sáng của Diệp Phàm. Bởi vì, cậu không có khả năng làm được điều này. Hơn nữa, về quan hệ cậu cũng không thể bằng hắn. Cậu xem, cái Thiệu Trung đã biết điều này. Hiện giờ can tâm làm vai phụ diễn với Diệp Phàm. Hai người bọn họ không tồi. Mà Diệp Phàm cũng có giúp đỡ. Lần này ban đầu cái Thiệu Trung không có cơ hội vào trong ekip. Hơn nữa, đây là sự thật mà hội nghị thường vụ tỉnh đã thông qua. Nhưng, Diệp Phàm người ta lợi hại hơn, đầu óc linh hoạt. Không ngờ lừa gạt, làm cho chức chủ tịch tập đoàn Hoành không vào tay cái Thiệu Trung. Buộc tỉnh ủy không thể không lo lắng nhét cái Thiệu Trung vào một trong những nhân viên trong tiểu tổ mà tỉnh ủy sắp xếp. Nếu cậu cũng có thể nghĩ vậy, tôi sẽ rất vui. Ninh Chí Hòa nói. Hơn nữa, một người dũng cảm gánh vác nhiệm vụ, đó cũng là thể hiện năng lực. Sau khi cúp điện thoại, Ninh Chí Hòa không khỏi thở dài. Lão Ninh, có phải em họ lại có chuyện gì không? Phí Phương Ngọc đau lòng lau trán cho chồng. Ôi đồ hỗn hào này, cũng không biết cái được cái mất, dám cùng Diệp Phàm so cao thấp. Ninh Chí Hòa thở dài. Ôi, Chí Thăng vẫn muốn có thành tích, sau khi đến hạng Nam vẫn bị Diệp Phàm áp chế, trong lòng chắc chắn không phục. Bảo nó đến hạng Nam hình như có chút. Phí Phương Ngọc nói. Lúc trước bảo y đến đó là tôi nhìn được tập đoàn Hoành không sẽ phát triển, thành phố hạng Nam nhất định có thể tiến xa. Không thể tưởng tượng được Chí Thăng lòng dạ như vậy, nếu như có thể nắm lấy cơ hội thích hợp với Diệp Phàm hắn sẽ cho y một ít ưu đãi. Nhưng cứ làm như vậy càng khóc, sau này có xong việc không cũng khó nói. Ninh Chí Hòa nói, hay là chuyển đi chỗ khác thì sao? Muốn đổi Diệp Phàm là không có khả năng, chỉ có thể đổi Chí Thăng. Có lẽ chuyển chỗ khác với sự mạnh mẽ của Chí Thăng ngược lại có thể tạo được sự nghiệp,
Phí Phương Ngọc nói. Việc này nói thì dễ nhưng làm thì lại khó. Chí Thăng đến hạng nam bao lâu, chức vụ không phải hàng trên vỉa hè muốn đổi thì đổi. Hơn nữa, quy hoạch Hoành Không sắp tới một khi xin thành công, thành phố hạng nam cũng là một trong những địa điểm thuộc quy hoạch, sự ủng hộ không thể đo lường. Cho nên, tôi không muốn Chí Thăng mất đi cơ hội này. Dù sao, y là em họ của tôi, có thể giúp thì giúp y. Ninh Chí Hòa nói, nếu không chờ Chí Thăng lần sau đến đây tôi sẽ nói chuyện với y, ông không tiện để tôi nói. Phí Hương Ngọc nói, vô dụng, tôi biết tính tình của y, nhìn ngoài thì bình thản, trên thực tế con ngựa đã đứng dậy khó kéo trở về. Nhưng gia tăng một chút áp lực không tưởng đối với Diệp Phàm chưa chắc không phải là chuyện tốt. Hiện giờ tập đoàn Hoành Không đã là thiên hạ của Diệp Phàm, không thể để cho hắn quá mức độc quyền trong việc quản lý tập đoàn. Nếu không, một tay che tưởng sẽ nảy sinh một ít suy nghĩ có vấn đề. Diệp Phàm tuy nói hắn không có vấn đề gì ở việc hủ bại, bởi vì hắn có tài khoản lớn làm hậu thuẫn. Nhưng không hủ bại cũng không thể nói thuận buồm xuôi gió, có lẽ còn có thể nảy sinh vấn đề khác. Đây là vấn đề không thể đoán được, vì cái gì nhiều lãnh đạo đều thích nghệ thuật cân bằng, vì sao Mỹ có hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ. Đây cũng chính là quá trình giám sát nhau, mà chúng ta là một đảng chuyên chính, nhưng một đảng chuyên chính càng phải tăng cường giám sát lẫn nhau trong nội bộ. Bản chất Diệp Phàm không xấu, cố gắng vì dân là sự thực, vì dân không sợ đắc tội với người khác. Nhưng đây cũng không thể thể hiện hắn là một con người toàn vẹn. Một người không thể trở thành một con người toàn vẹn, mọi người đều có khuyết điểm. Tôi không hy vọng hắn có quyền lực quá lớn, một khi có ngược lại sẽ nuôi dưỡng hắn thành một thói quen tự cao tự đại bất lương. Đây đối với con đường phát triển sau này của hắn là một sự bất lợi. Cho nên, cản tay thích hợp cũng không có gì không tốt. Ninh Chí Hòa nói, ôi, đây là dùng tích xưa. Phí Hương Ngọc gật đầu. Còn nữ, Diệp Phàm là một cao thủ, tôi và bà đều biết rõ. Nhưng Chí Thăng lại không biết rõ điểm này của hắn. Cho nên, khi thủ trưởng xuống tuần tra, trong vấn đề bảo vệ Chí Thăng đã làm một chút chuyện, thật ra y đang làm chuyện ngu xuẩn. Ninh Chí Hòa nói, ôi, y không biết rõ về Diệp Phàm đương nhiên cho rằng mình làm chút chuyện gọn gàng. Trên thực tế với năng lực của Diệp Phàm, còn có các anh em của hắn. Mỗi người đều là cao thủ. Có bọn họ tương trợ, hơn nữa, cục cảnh vệ sắp xếp tốt. An toàn của thủ trưởng căn bản không phải là vấn đề lớn. Chí Thăng vì không biết rõ điểm này, lại bỏ qua một cơ hội tốt. Phí Hương Ngọc gật đầu nói. Có lẽ Chí Thăng sẽ có thay đổi, không biết có kịp không? Ninh Chí Hòa nói. Buổi sáng ngày hôm sau, 10 giờ, Khổng Ý Hùng vội vàng vào văn phòng Diệp Phàm. Bí thư Diệp, vừa rồi thư ký Dương của thành phố hạng Nam gọi điện thoại đến hỏi vấn đề anh sách ủy ban an ninh. Hả, anh ta quan tâm đến để làm gì? Diệp Phàm có chút bất ngờ. Anh ta hỏi có ai tham gia thêm không, đã báo cáo lên tỉnh chưa? Khổng Ý Hùng nói. Hả, cậu trả lời như thế nào? Diệp Phàm sửng sốt, như suy nghĩ điều gì? Có lẽ Dương Chí Thăng có chút động tâm, có thể cũng là được cao nhân chỉ điểm, cao nhân này chính là Ninh Chí Hòa. Tôi nói đã báo cáo tỉnh rồi, nhân viên là những người hôm đó quyết định, sau đó cũng không có ai gia nhập thêm. Khổng Ý Hùng nói. Sau đó anh ta không hỏi gì, việc này tôi cảm thấy hơi lạ, thư ký Dương lúc trước phản đối mãnh liệt, thậm chí khiến bí thư Diệp sượng mặt, sao lại đột nhiên quan tâm đến vấn đề này. Ha ha, có lẽ đột nhiên anh ta muốn thay đổi chủ ý. Diệp Phàm cười lạnh, Khổng Ý Hùng không ngốc, lập tức như là đang suy nghĩ gật gật đầu. Hai ngày sau chủ tịch Đường cuối cùng đi xuống. Mà xây dựng của tập đoàn Hoành Không chẳng những không dừng lại, ngược lại tăng thêm nhân viên, công trường lại loạn thành một đống, người cũng rất hăng say. Chủ tịch Đường đầu tiên là đến thành phố Quang Vinh của tỉnh Thiên Vân kiểm tra một vòng, sau đó bay thẳng đến thành phố Côn Đức của tỉnh Điền Nam kiểm tra một vòng. Cuối cùng chủ tịch Đường đến bến phà Thông Thiên, Chiêm Hữu Quang dẫn theo đoàn người Diệp Phàm đến bờ sông Thông Thiên nghênh đón. Hộ tống còn bí thư Điền Nam Trần Đại Đức cùng với bí thư Thiên Vân Ninh Chí Hòa cùng với chủ tịch Khúc. Câu cầu qua sông Thông Thiên đã lộ ra mấy trụ cầu màu xám, cách đó không xa có bến tàu. Vệ bảo vệ có Vương Nhân Bàng tự mình cùng đi, kỳ thật đã sớm nói chuyện điện thoại với Diệp Phàm. Mà Diệp Phàm cùng với Cung Khai Hà đã bàn bạc sắp xếp mấy người Sa Thiên và Ngô Tuấn vào đội ngũ của Vương Nhân Bàng, đảm nhiệm công việc bí mật. Sắp xếp phòng bị ở quy hoạch Hoành Không. Nhất Kiều Phi Giá Nam Bắc, Thiên Tiệm Biến Năng Đồ. Chủ tịch Đường rất vui chỉ vào cầu Thông Thiên nói.
Chủ tịch sang năm ngày này ngài đến sẽ rất khác, cây cầu này sẽ hoàn thành trong nửa năm. Đến lúc đó cầu thông thiên của chúng tôi là khu du lịch nổi tiếng. Nhưng, vì vấn đề tài chính, cây cầu áp dụng chính quyền và tư nhân cùng làm. Đến lúc đó chủ tịch qua phải mua phiếu tham quan. Diệp Phàm cười ha hả. Có thể giảm giá không? Chủ tịch Đường đùa, làm mọi người cười vang. Chủ tịch một khi cầu thông thiên xây dựng thuận lợi, đến lúc đó tỉnh Thiên Vân và Điền Nam có thể thông đường, ý nghĩa rất lớn. Mà ba địa phương của hai tỉnh cũng gộp lại làm một, Diệp Phàm muốn làm quy hoạch hoành không thành kết hợp cả hai tỉnh. Ưu thế bù chỗ thiếu, khai thác một cách hoàn toàn mới, quy hoạch hoành không một khi thành công, sẽ bao gồm cả hoành không của Hạng Nam và địa khu Giang Hoa. Sẽ thay đổi cuộc sống của mấy vạn dân chúng. Đây là một vấn đề rất lớn. Ninh Chí Hòa cười, còn không quên tạo thế cho Diệp Phàm, tạo thế cho quy hoạch hoành không. Đúng vậy, Chủ tịch, từ năm trước đến nay, dự án quy hoạch hoành không đã đầu tư lên đến 18 tỷ. Cái này chưa tính đến đầu tư cố định trước kia. Trong lịch sử hai tỉnh Điền Nam và Thiên Vân cũng là dự án đầu tư lớn nhất trong lịch sử. Nói thật, dù bí thư tỉnh Điền Nam như tôi cũng không có quyết tâm lớn như Diệp Phàm. Trần Đại Đức lại tâng bốc Diệp Phàm. Trên thực tế mục đích cũng là vì tạo thế cho quy hoạch hoành không. Để có thể thuận lợi được tổ chuyên gia thông qua. Hai vị lãnh đạo tâng bốc tôi cao quá, trên thực tế quy hoạch hoành không chính là suy nghĩ của Diệp Phàm tôi. Thực hiện cũng là tỉnh ủy và ủy ban nhân dân hai tỉnh Điền Nam và Thiên Vân ủng hộ mạnh mẽ mới có thể trở thành hiện thực. Lúc trước tôi đã báo cáo thì lãnh đạo hai địa phương đã lập tức tới thực địa xem xét. Sau khi xem xét xong, đặc biệt Bí thư Ninh và Bí thư Trần cùng với Chủ tịch Khúc và Chủ tịch Dương đều đưa ra nhiều đề nghị có lợi cho xây dựng. Chúng tôi lập tức tiến hành chỉnh đốn và cải cách, các đồng chí của thành phố Hạng Nam và địa khu Giang Hoa cũng rất ủng hộ công trình này. Có thể nói, quy hoạch hoành không có thể xây dựng như ngày hôm nay là kết quả cố gắng của tập đoàn Hoành Không và các đồng chí ở hai tỉnh. Về việc này cũng có sự ủng hộ mạnh mẽ của Chủ tịch. Quy hoạch hoành không thuận lợi tiến hành. Không tách rời được tư tưởng chỉ đạo của Quốc vụ viện và sự ủng hộ mạnh mẽ của lãnh đạo. Diệp Phàm nói, hả, tôi cũng ủng hộ, thật ra tôi đã quên mất. Chủ tịch Đường cười nói, Chủ tịch lúc trước nghe nói xong liền phê 3 tỷ. Mà Thủ tướng cũng rất ủng hộ quy hoạch chúng tôi về chính sách, vật lực, nhân lực và tài lực. Vấn đề nào cũng nghiêng về quy hoạch hoành không chúng tôi. Quy hoạch hoành không là giấc mơ của người hoành không, là một trong những dự án hợp tác của hai tỉnh. Cũng là thể hiện tính hợp tác phát triển giữa các khu vực của nhà nước. Mà quy hoạch hoành không về vấn đề bảo vệ môi trường, sản xuất công nghiệp, đều thể hiện tiêu chí trong 10 quy hoạch lớn. Đương nhiên, chúng tôi có ý thức dựa trên 11 quy hoạch lớn để tiến hành. Diệp Phàm nói, chương 3299, nói rất hay. 115, nói rất hay, ha ha, cả nước đều nói quy hoạch 115, mà thời kỳ của các cậu điểm này rất khá. Công trình của các cậu chính là một công trình thể hiện sự thật của quy hoạch 115 mà. Chủ tịch Đường nói những lời này quá quan trọng. Giống như ông ta thừa nhận quy hoạch hoành không là phù hợp với quy hoạch 115. Có thể xin là một trong các công trình trọng điểm của quốc gia. Quả nhiên, một số chuyên gia cùng đi tới đã vểnh tai nghe. Phí Phạm Bạc của Viện Công trình Trung Quốc cười nói. Hôm nay nhìn thấy quy hoạch hoành không sôi sục xây dựng, tôi nghĩ đến tinh thần thanh niên trước kia. Phạm vi rất lớn như vậy, đầu tư lại là tiền tự có. Đặc biệt giữa xây dựng và bảo vệ môi trường rất nghiêm ngặt. Vừa rồi tôi đã quan sát ống dẫn được trang bị cho công trường, thật tinh mắt mới biết tính chất. Hơn nữa, do nhiều đơn vị lắp ráp, xây dựng đô thị chúng ta thường hay lãng phí, mà quy hoạch hoành không làm lại rất xuất sắc. Đúng vậy, quy hoạch hoành không ngay từ đầu đã chú ý đến vấn đề này. Trong quy hoạch đã tập hợp viễn thông, điện lực, quốc phòng cùng các ngành để bàn bạc. Trong xây dựng ban đầu đã trang bị thống nhất, như vậy sẽ tiết kiệm tài nguyên, trách phải trang bị lại lần nữa lãng phí tài nguyên. Đừng nghĩ đây là việc nhỏ, nhưng làm thêm thì cần số lượng tài nguyên không nhỏ. Nước ta dân số đông, tiết kiệm và sử dụng hợp lý tài nguyên là mục đích cần thiết. Chiêm Hữu Quang cũng nói một câu. Ôi, quy hoạch hoành không đề cập nội dung rất rộng lớn. Sản xuất cơ giới, thiết bị điện lực, xây dựng công trình, khu du lịch, đóng tàu, giải trí. Thậm chí còn có nhiều ngành nhỏ nữa. Làm thế nào để bố trí các ngành nghề là một vấn đề quan trọng. Mà trong sản xuất công nghiệp lại mang đến sự ô nhiễm lớn cho môi trường. Mà tập đoàn Hoành Không đã đầu tư rất lớn vào du lịch.
Mà trong quy hoạch Hoành Không thì là khu du lịch, nên làm sao để giải quyết vấn đề ô nhiễm trong sản xuất công nghiệp kết hợp với khu du lịch, đây là vấn đề đáng để chúng tôi nghiên cứu. Vừa rồi đi qua tôi thấy quy hoạch Hoành Không giải quyết vấn đề này không tệ lắm. Đương nhiên, trong đó còn có khá nhiều vấn đề chúng tôi phải đi nghiên cứu, cải thiện. Chủ tịch sau khi trở về tôi sẽ thành lập tổ nghiên cứu về quy hoạch Hoành Không. Tập trung nghiên cứu ưu nhược điểm trong quy hoạch Hoành Không. Giải quyết vấn đề trong đó như thế nào cũng là một vấn đề khá khó giải quyết. Để quy hoạch Hoành Không hoàn thiện hơn, càng phát huy tác dụng vì dân hơn. Tào Phương Lý của Viện Công trình nói. Tốt lắm, một quy hoạch liên quan đến mấy triệu dân đáng để các anh nghiên cứu. Nếu như có thể nghiên cứu ra thành quả, thứ nhất có thể dùng để cải thiện quy hoạch Hoành Không, thứ hai có thể mở rộng ra, nhà nước và nhân dân đều có lợi. Chủ tịch Đường cười nói. Sau đó qua sông. Chủ tịch Đường đi thăm khu công nghiệp Hoành Không, xây dựng huyện Hoành Không, còn tham quan thành phố Hạng Nam một vòng, cuối cùng trở lại tỉnh thành lên máy bay về. Một tuần trôi qua, mọi người ở Hoành Không lo lắng đợi phản ứng của cấp trên. Cấp trên vẫn rất bình tĩnh, tổ khảo sát cũng không xuống đây. Lời đồn đại nổi lên bốn phía, có người chỉ trích Diệp Phàm muốn làm mánh lưới, phạm vi lớn như vậy, hỗn độn không nói, hơn nữa, càng làm càng loạn. Hơn nữa cũng bởi vì như thế mới làm cho cấp trên không cử người xuống. Khổng Ý Hùng tức giận bất bình báo cáo một hồi với Diệp Phàm. Ha ha, Ý Hùng, anh phải bình tĩnh, có một số việc không vội được, cấp trên có lo lắng của cấp trên, mặc dù chúng ta xin không đùa, nhưng cuối cùng cũng phải trải qua quá trình có phải không? Cuộc đời là cuộc đọ sức quyết liệt, chỉ cần làm rồi sẽ không phải tiếc nuối. Diệp Phàm thật ra bình tĩnh cười. Nhưng những người có dụng tâm xấu này cũng quá đáng giận, nói đều là nói bậy thôi. Khổng Ý Hùng nói. Chuyện phiếm chắc chắn có, không việc gì, chúng ta làm chuyện chúng mình là được, đừng để ý đến mấy lời bàn tán này. Nếu anh chỉ chú tâm vào chuyện này, vậy chỉ sợ anh cũng không dám làm, đây không phải là ý muốn của người này sao? Diệp Phàm nói. Ngày 13 tháng 5, thư ký của bí thư tỉnh ủy đến. Trong hội nghị với tiểu tổ nhắn lời khen của tỉnh ủy Thiên Vân đối với Diệp Phàm, Lam Tồn Quân và các đồng chí tham gia ủy ban an toàn. Khen ngợi Diệp Phàm, bao nghị đều có ý thức trách nhiệm. Khi Đỗ Kiếm đọc đương nhiên các đồng chí ngồi dưới đều rất răng hàm. Hai người Dương Chí Thăng, Triệu Hướng Vân đặc biệt cảm thấy trong người không thoải mái. Bởi vì, lúc trước cực lực ngăn trở chính là hai người bọn họ. Mà An Bình Phong cùng Chiếm Hữu Quang đều là người bị hại. Hơn nữa, lần này thủ trưởng tuần tra an toàn chấm dứt, cũng làm cho hai vị đồng chí trong lòng có chút khác thường. Nhưng lần này hai tỉnh ủy ca ngợi mấy người Diệp Phàm chỉ là một an ủi nhỏ. Nhưng chuyện tổ khảo sát vẫn không có tin tức gì. Lại 10 ngày trôi qua, thời gian lặng lẽ đến cuối tháng 5. Thấy cấp trên vẫn không có động tĩnh gì, lãnh đạo hai tỉnh trong lòng cũng có chút dao động. Bí thư Chiêm, đã một tháng rồi, việc này có phải có chút mơ hồ không? An Bình Phong vào. Văn phòng của Chiêm Hữu Quang ở tập đoàn Hoành Không. Đúng vậy, một tháng, cấp trên cũng không có chút động tĩnh nào. Các đồng chí ở tỉnh chúng ta tiếp tục đóng quân ở tập đoàn Hoành Không là một sự lãng phí. Tỉnh rất nhiều việc chờ chúng ta về giải quyết, ngồi đây đợi cũng không phải là chuyện hay. Chiêm Hữu Quang vẻ mặt có chút phức tạp. Bí thư Chiêm, tôi tính mai về, trên tỉnh nhiều việc thật sự là tôi không chờ nổi nữa. Bí thư Trần bảo tôi tạm thời về trước, nếu không, bên đó không sắp xếp được. An Bình Phong nói, tôi cũng vậy, tỉnh vẫn luôn giục chúng ta trở về. Vậy trong một hai ngày tới quyết định đi. Tỉnh có hỏi, thì xin không cần thiết thành lập tổ này nữa. Tuy nói nhân viên của tổ không nhiều hơn, nhưng không có tác dụng thì cũng là lãng phí. Huống chi, mấy đồng chí phụ trách đều công tác ở tỉnh. An Bình Phong nói, người không nhiều lắm, tôi thấy vẫn cứ cố gắng. Tính cả tỉnh Điền Nam đến thì cũng có 30 đồng chí. Tỉnh Thiên Vân chúng ta nhiều hơn, 50 đồng chí. Hơn nữa, các đồng chí của hai địa khu cũng gần 100 người. Nhiều người lực lượng lớn, việc chuẩn bị đã tốt, các mặt đều quan tâm hết, chẳng qua hiện giờ tập đoàn Hoành Không cũng không phải là một vật lớn. 200 người mỗi ngày ăn ở ngủ nghỉ hết bao nhiêu tiền. Còn xe cộ đi lại ra công trường khảo sát lại càng nhiều. Ý của tỉnh là xuất phát từ tiết kiệm. Chiêm Hữu Quang nói. Ngày mai có phải nên nói với đồng chí Diệp Phàm? An Bình Phong hỏi. Nói đi, dù sao sớm hay muộn đều phải nói. Chiêm Hữu Quang gật đầu. 9 giờ sáng ngày hôm sau, tiểu tổ mở hội nghị.
Trong hội nghị An Bình Phong và Chiêm Hữu Quang nhất trí ý kiến quyết định rút các đồng chí ở tỉnh về. Lý do đương nhiên chính là không gia tăng gánh nặng cho tập đoàn Hoành Không. Việc này Diệp Phàm đương nhiên hiểu được, hai vị lãnh đạo để là nể mặt mình. Bí thư Chiêm, Phó Chủ tịch An, việc này chẳng lẽ không thể tiếp tục một thời gian ngắn sao? Xin một dự án lớn như vậy, không phải dễ dàng lập tức quyết định. Mặc dù là Quốc vụ viện cử tổ khảo sát xuống cũng không dễ dàng có phải không? Diệp Phàm vẻ mặt bình tĩnh nói. Đồng chí Diệp Phàm, hơn một tháng, mấy trăm người ăn uống ngủ nghi, dùng xe, chỗ ở đều cần tiền. Tập đoàn Hoành Không các cậu đang xây dựng chính, chúng tôi trên tỉnh uống phải hỗ trợ thêm mới đúng. Huống chi, nhiều đồng chí như vậy ở đây cũng phiền toái, có vẻ có chút chật chội. Chiêm Hữu Quang bình tĩnh nói. Đúng vậy, đem số tiền này đầu tư vào xây dựng chẳng phải tốt sao. Đây chính là một trong những nguyên nhân quan trọng chính là các đồng chí trong tổ xin dự án đều có công tác phải làm. Mọi người đều đang kiêm chức, cậu nghĩ lại xem, hơn một tháng không giải quyết công việc. Đến lúc đó, khi trở về sợ là sẽ chồng chất lên như ngọn núi. An Bình Phong nói. Đúng vậy, tôi được phân công quản lý thuế vụ, giao thông ở tỉnh. Hơn một tháng cũng chưa trở về, văn bản trên bàn làm việc có lẽ đều đã dày cả mét. Nếu còn không quay về thì công việc không thể nào tiếp tục. Triệu Hướng Vân nói. Tôi cũng vậy, thành ủy nhiều việc, lúc thì thành phố Hạng Nam lúc thì tập đoàn Hoành Không chạy đi chạy lại. Một tháng này họp không ít, người không thể không ăn tiêu. Hơn nữa thành ủy công việc cũng bị hơi rối loạn. Dương Chí Thăng nói. Không nghiêm trọng như thế chứ, một người đến trường đảng bồi dưỡng gần một năm, công việc của thành ủy cũng không cần phải làm. Bao Nghị hừ lạnh nói. Ha ha, đó là đi học, chúng tôi còn phải làm việc cho tập đoàn Hoành Không, hơn nữa, đi học chúng tôi được giao công tác cho đồng chí cấp phó. Lần này chúng tôi không giống thế, chúng tôi kiêm chức. Thế nào, đồng chí Bao Nghị? Chúng ta đều là người bình thường cũng không phải thần tiên không phiền lụy. Không phải Dương Chí Thăng tôi không muốn làm việc, thật sự là sức người có hạn. Cạn kiệt sức lực làm việc sẽ không khoa học, cứ tiếp tục như vậy ảnh hưởng đến sức khỏe. Đã không có sức khỏe thì sau này làm thế nào để làm việc? Việc này phải lo đến lâu dài, không thể chỉ nhìn trước mắt. Dương Chí Thăng phản bác lại Bao Nghị. Đương nhiên, đối với đảng viên các cậu thì không giống với. Các cậu chính là người của tập đoàn Hoành Không, không cần chạy tới chạy lui. Hai vị lãnh đạo, tổ xin dự án rút lui vẫn là ý của lãnh đạo tỉnh. Diệp Phàm hỏi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 3300, quyết định của hai tỉnh. Tỉnh cũng có ý này, đương nhiên cũng là kết luận của tập thể. Chiêm Hữu Quang vẻ mặt nghiêm túc. Vậy được rồi, nếu tỉnh đã quyết định thì tôi cũng ngăn không được. Nhưng hy vọng tổ xin dự án không bỏ hết, một khi cấp trên có tin tức thì thành lập lại không kịp rồi. Nếu trở tay không kịp thì phiền toái. Diệp Phàm nói, giữ đương nhiên phải giữ một số đồng chí, chúng tôi đã bàn bạc, mỗi tỉnh để lại đây hai vị đồng chí ở tập đoàn Hoành Không tiếp tục công việc xin dự án. Chiêm Hữu Quang nói, các vị lãnh đạo, thành phố Hạng Nam chúng tôi đến đây có 10 người, chúng tôi không có cách nào để lại ai. Bởi vì có thể trở thành các thành viên của tổ đều là các đồng chí đảm nhiệm chức vụ quan trọng. Như Cục trưởng Cục Xây dựng Đinh Can Sơn, Cục trưởng Cục Điện lực đều đang giữ chức vụ quản lý. Cục tuy là đơn vị nhỏ hơn so với tập đoàn Hoành Không, nhưng, chim sẻ tuy nhỏ nhưng cũng đầy đủ ngũ tạng. Toàn bộ thành phố lớn như vậy, rất nhiều việc, như Cục trưởng Thái vẫn đóng ở tập đoàn Hoành Không, vẫn phải theo dõi công tác bên kia. Chỉ theo dõi thì công việc căn bản không có cách nào hoàn thành. Dương Chí Thăng nói, ý của Bí Thư Dương là các đồng chí tham gia rút hết. Diệp Phàm nhìn Dương Chí Thăng một cái hử nói, không có cách nào, không rút cũng không được, cứ như vậy thì bên này không sống mà bên kia đã bị bỏ hoang, thật sự là không thể kéo dài nữa. Dương Chí Thăng nói, lui thì lui, lui hết đi. Diệp Phàm giọng nặng lên rất nhiều. Ha ha, rất xin lỗi Bí Thư Diệp, sau này có việc gì cứ lên tiếng, chúng tôi sẽ nhanh chóng trở lại là được. Dương Chí Thăng lộ vẻ mặt tươi cười. Không cần nữa, như vậy đi, hai địa khu để lại một đồng chí là được. Có thể trước tiên là một cái tên, không cần ở lại, tôi chỉ muốn sửa chữa lại danh sách một chút. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Bí thư Diệp nói vậy tôi không hiểu, lui chỉ là tạm thời, chẳng lẽ giữ tên cũng không được. Dương Chí Thăng nghiêm mặt nói. Không có cách nào, các anh nói là tổ xin dự án chúng ta không có cách nào để thành lập lại có đúng không?
Ví dụ như ngành điện, các anh đi rồi, chúng tôi có phải là phải thành lập một tổ khác không? Thứ nhất, quy hoạch hoành không vẫn phải tiếp tục, không thể gián đoạn một ngày nào. Thứ hai, có lẽ sẽ trở thành lịch sử, các anh không để tên chúng tôi làm sao thành lập. Đây chẳng phải là thành lập lại, trong mắt người ngoài không phải càng lãng phí sao? Diệp Phàm nói, đây đúng là vấn đề. Chiêm Hữu Quang gật gật đầu, trao đổi ánh mắt với An Bình Phòng. Nếu không thì như vậy đồng chí Diệp Phàm, thành phố sẽ để lại một đồng chí tiếp tục ở lại triển khai công tác. Thật sự có việc nếu đồng chí này không đến thì người này cũng không cần giữ. Có thể có vị trí trống, các anh cũng tiện sắp xếp đồng chí khác tiếp nhận. Công việc không thể ngừng, đây là sắp xếp của tập đoàn Hoành Không. Mà các đồng chí ở tỉnh xuống đã số đều phải về. Ngoài một số nắm vị trí lãnh đạo quan trọng, những đồng chí khác có thể xóa khỏi danh sách. Việc này cũng tiện cho các cậu lập một danh sách mới có phải không? Chiêm Hữu Quang nói. Trên thực tế tổ xin dự án cho quy hoạch Hoành Không đã hoàn thành nhiệm vụ. Tài liệu đã gửi lên rồi, giữ lại nhiều người như vậy cũng là lãng phí tiền của, rút lui cũng là bình thường. Bởi vì, bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ, Điền Nam chúng tôi cũng có cùng quan điểm với đồng chí Chiêm Hữu Quang. An Bình Phong nói, tôi đồng ý tiếp tục công việc ở tổ xin dự án. Lúc này Lam Tồn Quân lên tiếng. Tôi cũng có cùng quan điểm với Chủ tịch Lam Tồn Quân. Thành phố Giang Hoa chúng tôi tuy nói là cách xa địa điểm xây dựng tập đoàn Hoành Không, nhưng cơ thể tôi vẫn chịu được, kiêm nhiệm một thời gian ngắn không thành vấn đề. Bạch Hoa Giang cũng nói, chúng ta ở trụ sở của tập đoàn Hoành Không, kiêm nhiệm nhiệm vụ của tổ cũng không ảnh hưởng đến công việc của chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai công tác. Dương Chấn Đông lần này tỏ thái độ kiên quyết đi theo Diệp Phàm. Mấy người Tào Nguyệt cũng tỏ thái độ tiếp tục triển khai công việc. Bởi vì đối với họ mà nói, tỏ vẻ hay không cũng không có ảnh hưởng gì lớn bởi vì họ công tác ngay tại tổng bộ của tập đoàn Hoành Không. Hơn nữa, tỏ thái độ như vậy chưa chắc là chuyện không tốt. Buổi trưa, các đồng chí của tỉnh Điền Nam được cử xuống dưới sự hướng dẫn của An Bình Phong đã rút lui. Tổ chỉ còn lại 5 đồng chí. Tỉnh Thiên Vân cũng không khác, thành phố Hạng Nam và địa khu Giang Hoa các đồng chí đều rút lui. Thành phố Hạng Nam chỉ có Lam Tồn Quân ở lại. Địa khu Giang Hoa ngoài Bạch Hoa Giang còn có Chu Gia Sinh và tư lệnh phân quân khu chiến Nhất Cương ở lại. Tòa nhà 9 tầng của tổ xin dự án ngày xưa oanh oanh liệt liệt rất náo nhiệt giờ yên lặng. Bí thư Diệp, có nên gọi các đồng chí trở lại phòng làm việc trước không? Khổng Ý Hùng nhìn khu nhà làm việc của tổ xin dự án trước kia hỏi. Không cần, sau này có thể còn dùng, nhưng các đồng chí trong đó có lẽ không muốn trở lại. Diệp Phàm hừ lạnh nói. Khổng Ý Hùng giật mình. Giận dữ nói. Các đồng chí này cũng quá đáng quá rồi, thấy có quả đào chạy trốn còn nhanh hơn con thỏ. Chờ có chút thay đổi thì rút cũng không chậm, rất không trượng nghĩa. Bình thường thôi, không có lợi ai còn làm việc ở đây, nếu là chỗ tốt thì chẳng phải trốn. Mỗi người đều nghĩ đến lợi ích thôi. Nhưng cuối cùng vừa thấy như tìm trăng trong nước, cũng không chịu nổi. Diệp Phàm thản nhiên cười cười, đưa tay sờ sờ lên biển số nhà. Trong lòng cũng có chút xúc động. Một tháng này Diệp Phàm cũng có áp lực rất lớn. Bởi vì, việc của mình cấp trên chưa có ý kiến gì. Chủ yếu là Diệp Phàm muốn làm ra, nếu việc này thất bại, thì Diệp Phàm sẽ chịu nghìn lời chỉ trích. Mà chủ tịch đi kiểm tra về đã hơn một tháng, cấp trên không có một chút động tĩnh nào. Việc này tám phần là thất bại, chính bản thân Diệp Phàm cũng không tự tin. Vốn việc này muốn nhờ Cung Khai Hà đi hỏi thăm một chút, nhưng nghĩ là cũng thôi. Bởi vì Cung Khai Hà mặc kệ việc này, nếu nhờ người ta đi hỏi thăm, mà Cung Chí Quân vừa xuống đây, việc này chẳng phải là báo ân sao. Thời gian lặng lẽ trôi qua đến trung tuần tháng 5, cấp trên vẫn không có chút động tĩnh nào, chính bản thân Diệp Phàm cũng cho rằng việc này chắc chắn thất bại. Mà tin tức nhận được từ hai tỉnh lại làm cho Diệp Phàm có chút buồn bực. Các đồng chí ở hai tỉnh nói Diệp Phàm muốn có thành công vĩ đại, muốn tranh thủ công trình trọng điểm căn bản là mơ thôi. Quy hoạch Hoành Không căn bản là di rời hai thành phố, sao có thể coi là cùng hệ thống với công trình trọng điểm quốc gia. Công trình trọng điểm quốc gia không phải là củ cải trắng. Thậm chí có đồng chí chỉ ra căn bản là Diệp Phàm đang theo chủ nghĩa anh hùng cá nhân, dùng mánh lới để mê hoặc lãnh đạo cấp trên. Mà trực tiếp là hai lãnh đạo tỉnh Dương Khai Thành và Khúc Chí Quốc thái độ hình như có chút lãnh đạm. Đặc biệt là tỉnh Điền Nam, ngay cả hai đồng chí cuối cũng đã bỏ chạy. Đồng chí Trương Tương Hòa chính thức xin rút ra khỏi tổ xin dự án.
Tỉnh Thiên Vân tuy nói còn giữ lại hai đồng chí nhưng đồng chí Triệu Hướng Vân cũng tự nguyện xin rút ra khỏi tổ xin dự án. Thời gian lặng lẽ trôi đi, vài ngày sau hai đồng chí của tỉnh Thiên Vân cũng bỏ chạy. Hơn nữa Chiêm Hữu Quang cùng Phong Hồ Chữ đều tự động rút khỏi tiểu tổ xin dự án. Mà tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh Thiên Vân chỉ còn có cái Thiệu Trung là kiên trì. Cậu Diệp, bỏ đi, không hy vọng gì cậu vẫn kiên trì cũng không phải là chuyện gì tốt. Trong một quán nhỏ ở thị trấn Hoành Không Che, Thiệu Trung ngồi cùng Diệp Phàm uống rượu. Ông anh, tôi bây giờ như con tốt sáng sông, chỉ có thể tiến không có đường lui. Diệp Phàm thở dài. Cậu xem, toàn bộ tổ xin dự án ban đầu có mấy chục người. Hiện giờ chỉ còn cậu và cậu Lam kiên trì làm việc. Tỉnh Điền Nam đã bỏ chạy hết, hiện giờ chỉ còn có tỉnh Thiên Vân là chưa bỏ chạy. Cái Thiệu Trung nói. Không phải còn có anh cùng chúng ta sao? Diệp Phàm cười nói. Ha ha, lúc trước tôi không vào được, cậu giúp tôi mới vào được. Tôi đương nhiên phải giúp cậu đến đích. Dù sao con đường đen chúng ta vẫn phải đi. Tôi không có suy nghĩ gì, cậu đối với tôi không tồi. Cái Thiệu Trung tôi tuyệt đối không phải là người phá chuyện sau lưng. Tuy nói Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ còn lại mình tôi, nhưng cũng là đại diện cho Ủy ban Nhân dân tỉnh còn ở lại ủng hộ cậu. Đây cũng là thể hiện một ý nghĩa lớn. Cái Thiệu Trung hừ nói. Nói rất hay, hai chúng ta cùng tiến. Diệp Phàm hừ một tiếng, cụng chén với cái Thiệu Trung. Tôi lo trước kia lãnh đạo tỉnh bị hấp dẫn bởi điều này, cho nên, ngay cả hai thành phố đều đưa vào quy hốt. Mục đích đương nhiên là muốn leo lên xe ngựa quy hoạch Hoành Không này. Hiện giờ tình thế không được tốt, giống như là đến chỗ tuyệt vọng. Tôi còn lo lắng tiếp theo có lẽ lãnh đạo hai tỉnh sẽ điều chỉnh về chính sách. Ví dụ như giảm bớt sự ủng hộ đối với quy hoạch. Cứ như vậy đối với cậu không có lợi. Cái Thiệu Trung vẻ mặt lo lắng nói. Lui thì lui hết đi, chỉ còn lại tập đoàn Hoành Không cũng dễ làm một ít. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng. Quả nhiên như cái Thiệu Trung nói ngày 15 tháng 6, tỉnh Điền Nam cùng tỉnh Thiên Vân đều gọi Diệp Phàm. Thể hiện rằng chính là điều chỉnh quy hoạch Hoành Không liên quan đến hai thành phố. Hơn nữa, vì việc này hai đồng chí An Bình Phòng cùng Chiêm Hữu Quang đến tập đoàn Hoành Không tán gẫu với Diệp Phàm. Hai vị lãnh đạo, không thể cho tôi thời gian mấy tháng sao? Diệp Phàm nói, vẻ mặt có chút trầm xuống. Chương 3301, mắng. Đồng chí Diệp Phàm, hiện giờ đã hai tháng, thật sự không thể kéo dài nữa, thời gian của chúng tôi quá nhiều, cấp trên lại không có phản ứng nào. Vì một dự án không dùng tỉnh ủy thấy lãng phí không cần thiết. Vẻ mặt Chiêm Hữu Quang nghiêm túc nói. Đúng vậy, quan điểm của tỉnh ủy Điền Nam cũng chính là giảm bớt gánh nặng cho cậu. Nếu cậu vẫn có gánh nặng này, không có lợi cho sự phát triển của tập đoàn Hoành Không. Chính vì giảm áp lực của cậu nên tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh mới quyết định như vậy. Bởi vì, việc nhiều quá sẽ khó khăn cho tập đoàn Hoành Không. Các anh đã có nhiều việc, không thể để cho các anh thêm việc. An Bình Phong nói, ý của tỉnh Thiên Vân cũng không khác mấy, ý của hai tỉnh ủy là cậu làm tốt việc của tập đoàn Hoành Không là được. Còn chuyện cho tập đoàn Hoành Không các cậu huyện Lăng Hà cùng Hoành Cương sẽ không điều chỉnh lại, vẫn do tập đoàn Hoành Không quản lý phát triển. Chiêm Hữu Quang nói, việc này không thể thay đổi sao? Diệp Phàm hỏi, không, đây là quyết định của hội nghị thường vụ tỉnh ủy. Đây là quyết định chính thức, cậu tập trung cán bộ chúng tôi tuyên bố một chút. Chiêm Hữu Quang nói, tốt lắm, tôi chấp hành quyết định của tỉnh ủy. Diệp Phàm hừ nói ra mấy chữ, trong lòng hắn phẫn nộ đến cực điểm, muốn phun trào. Không lâu, tập trung các nhân viên liên quan, hai vị lãnh đạo đọc quyết định của tỉnh. Hai vị lãnh đạo, tôi vẫn còn muốn tiếp tục ở lại tổ xin dự án của tập đoàn Hoành Không. Lúc này cái Thiệu Trung nói, tôi cũng vậy. Lam Tồn Quân, Bạch Hoa Giang, Bao Nghị và Ngũ Vân Lượng cùng tỏ thái độ. Ha ha, nhân viên của tập đoàn Hoành Không đương nhiên có thể tự giải quyết. Tỉnh ủy chúng tôi không can thiệp công việc của các anh. Chiêm Hữu Quang cười nói. Không phải nhân viên của tập đoàn Hoành Không nhưng tôi không muốn rời khỏi tổ xin dự án. Lam Tồn Quân nói. Các đồng chí muốn tiếp tục tham gia chúng tôi cũng không phản đối, nhưng không cần vì tham gia mà làm chậm công tác. Chiêm Hữu Quang nói. Lời này nói chính là có chuyện, cũng có thể coi là một loại cảnh báo. Nếu anh không làm tốt công việc, thì bị trách cũng là bình thường. Yên tâm, tôi sẽ làm tốt hai việc. Lam Tồn Quân đứng lên kiên quyết tỏ thái độ muốn đi theo Diệp Phàm. Đồng chí Tồn Quân, cậu đã suy nghĩ kỹ, đây cũng không phải là trò đùa.
Triệu Hướng Vân lên tiếng đầu tiên, việc này cũng là cảnh báo. Tôi không hiểu cái gì là trò đùa. Lam Tồn Quân đứng thẳng người, mùi lửa của Triệu Hướng Vân khá phản cảm. Vậy đi, đối với quyết định của tỉnh ủy cậu không chấp nhận thì cứ như vậy đi. Đến lúc đó, chúng tôi sẽ báo cáo thái độ của cậu với tỉnh ủy. Triệu Hướng Vân còn lôi tỉnh ủy ra làm lá chắn. Lam Tồn Quân tôi kiên quyết ủng hộ quyết định của tỉnh ủy, vừa rồi Bí Thư Chiêm cũng nói quyết định này chỉ đề cập đến những người do tỉnh ủy quản lý. Lam Tồn Quân tôi là cán bộ của tỉnh ủy nhưng tôi là cán bộ của thành phố Hạng Nam. Thuộc về cán bộ địa phương, cho nên, tôi tiếp tục tham gia cũng không vi phạm quyết định của tỉnh ủy đúng không? Hơn nữa, thành phố Hạng Nam không xa tập đoàn Hoành Không, cũng tiện cho tôi giải quyết công việc. Lam Tồn Quân hừ nói. Ôi, đồng chí Lam Tồn Quân muốn ở lại thì ở lại đi. Chiêm Hữu Quang lên tiếng. Đồng chí Cái Thiệu Trung chính là trợ lý chủ tịch tỉnh, là thành viên trong bộ máy tỉnh ủy. Đồng chí Thiệu Trung, anh còn muốn ở lại không? Triệu Hướng Vân lại vòng sang Cái Thiệu Trung. Tôi là trợ lý chủ tịch tỉnh, đúng vậy, nhưng tôi cũng là chủ tịch tập đoàn Hoành Không. Đối với quyết định của tập đoàn chủ tịch như tôi cũng kiên quyết chấp hành. Cái Thiệu Trung cũng tìm ra một lý do. Hừ, đồng chí Thiệu Trung, đây là quyết định của tỉnh ủy. Anh là thành viên bộ máy của tỉnh ủy có vẻ không giống. Đây cũng phải là tỉnh ủy nhất trí chứ. Triệu Hướng Vân hừ lạnh nói. Tôi không phải đã nói, tôi có hai thân phận sao? Cái Thiệu Trung nói. Trợ lý Cái, tôi thấy anh vẫn nên đi. Diệp Phàm khuyên nhủ. Không cần, tôi là chủ tịch đương nhiên phải ủng hộ công việc của cậu. Việc này tôi quyết định. Mẹ kiếp. Cái Thiệu Trung tức giận. Anh mắng ai vậy đồng chí Cái Thiệu Trung? Triệu Hướng Vân hỏi. Mắng sao chủ tịch Triệu, tôi quen miệng thôi, ngại quá, quen miệng. Cái Thiệu Trung nhún vai hừ nói. Đương nhiên, nếu chủ tịch Triệu nghĩ như vậy tôi cũng không có cách nào. Lúc này, ở đây tràn ngập mùi thuốc súng. Anh không phải mắng tôi thì mắng ai? Vừa rồi tôi đang hỏi anh trả lời. Đồng chí Cái Thiệu Trung, không cần coi mọi người trong thiên hạ thành kẻ ngốc. Triệu Hướng Vân từng bước ép sát. Hôm nay nắm được nhược điểm chính là muốn trừng phạt Cái Thiệu Trung một chút. Nguyên nhân đương nhiên rất nhiều, nguyên nhân trực tiếp chính là lần trước ba người tranh nhau trước trong tiểu tổ. Lúc đó Phong Hồ Ninh là do tỉnh ủy quyết định, mà Cái Thiệu Trung là Diệp Phàm đẩy vào. Mà Triệu Hướng Vân cảm thấy khó kham, một phó chủ tịch tỉnh như anh ta không ngờ không có chỗ, còn không bằng một trợ lý chủ tịch tỉnh. Việc này Triệu Hướng Vân vẫn canh cánh trong lòng. Phó chủ tịch Triệu, trợ lý Cái cũng không nói tên chỉ họ. Ngay cả từ Triệu cũng chưa xuất hiện, càng không có chữ Hướng Vân. Diệp Phàm xen vào. Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe cũng không hiểu sao đồng chí Diệp Phàm. Tôi không rõ cậu làm ông chủ của tập đoàn Hoành Không như thế nào. Ngay cả đến việc ấy đều không lý giải được, vậy cậu còn phải trở về học tập. Triệu Hướng Vân tức giận tát về phía Diệp Phàm. Thật ra, sự không hài lòng của Triệu Hướng Vân đối với Diệp Phàm đã tồn tại từ lâu, chuyện hôm nay của Cái Thiệu Trung đơn giản là ngòi châm thôi. Tôi không hiểu, Phó Chủ tịch Triệu, anh giải thích cho tôi một chút. Còn nữa, trợ lý Cái chỉ đích danh anh lúc nào? Mẹ kiếp, thời đại này nói cũng không cho người ta nói có phải không? Diệp Phàm lạnh lùng hừ nói, hai mắt nhìn chằm chằm Triệu Hướng Vân. Diệp Phàm vừa nói mấy lời thô tục, Triệu Hướng Vân thật sự không nhịn được, thình thịch một tiếng, bàn bị anh ta đập một cái, đứng phát dậy mặt đỏ bừng trừng mắt nhìn Diệp Phàm hừ nói. Cậu nói tiếp một câu thử xem. Cậu là một đảng viên như vậy sao? Hình ảnh này của cậu đơn giản chính là lưu manh du côn. Mẹ kiếp, anh muốn làm gì, đây là tập đoàn Hoành Không, bàn làm việc này chính là tiền, đập hỏng dù là phó chủ tịch tỉnh Triệu cũng phải bồi thường. Diệp Phàm ném bật lửa lên bàn. Hơn nữa, tinh xảo đến mức người khác thấy chén trà không hề nhúc nhích, mà chén trà của Triệu Hướng Vân cũng không nhúc nhích, nhưng trà trong chén phun đầy người Triệu Hướng Vân. Bí thư Chiếm, phó chủ tịch An, các anh xem đấy. Đây là bí thư đảng ủy tập đoàn Hoành Không. Đây có phải là hành vi lưu manh không? Hôm nay Triệu Hướng Vân tôi dù gì cũng là đi theo bí thư Chiếm đại diện tỉnh ủy xuống dưới triển khai công tác. Đồng chí Diệp Phàm không ngờ dùng nước trà tấn công lãnh đạo tỉnh. Hôm nay hai vị lãnh đạo không cho tôi câu trả lời tôi tuyệt đối không đồng ý. Triệu Hướng vẫn dùng tư cách lãnh đạo. Ha ha, kỳ lạ thật, chính anh làm trà bắn đầy người mình lại còn nói là tổng giám đốc Diệp. Hắn vừa rồi có động vào chén trà đâu, kỳ lạ đồng chí Triệu Hướng Vân trình độ chụp mũ người khác đáng để học tập rồi. Cái gì gọi là đen,
Cái gì gọi là trắng, đen có thể nói thành trắng có thể nói thành đen, chẳng lẽ chính là như vậy? Cái Thiệu Trung cười một cái kỳ lạ nói. Rất xin lỗi các vị lãnh đạo, vừa rồi tôi thật đúng là có chút nóng nảy, nhưng tôi chỉ ném bật lửa xuống bàn. Việc này hình như còn cách xa chén trà của Phó Chủ tịch Triệu mấy mét. Động tác này của tôi không tốt, tôi xin nhận khuyết điểm với các vị lãnh đạo. Diệp Phàm tỏ vẻ nghiêm túc. Bao Nghị và Lam Tồn Quân nghe xong thiếu chút nữa cười ra tiếng, nhất định là Diệp Phàm dùng nội khí rồi. Đây không phải cậu làm thì ai làm? Triệu Hướng Vân bị tức giận làm cho hồ đồ, trừng mắt nhìn Diệp Phàm. Nói như vậy thì Diệp Phàm tôi thành tiên rồi có phải không? Phó Chủ tịch Triệu thật sự cho rằng tôi là cao thủ võ lâm sao? Diệp Phàm nghiêm mặt lạnh lùng nói. Sau này, tôi hy vọng các đồng chí không cần tự dựng chuyện. Vu tội cho cấp dưới là không có đạo đức. Hơn nữa, lãnh đạo cũng không thể làm như vậy có phải không? Các anh xem Bí Thư Chiếm cũng không làm chuyện này, việc này thật sự là vấn đề phẩm chất. Cậu nói ai không có đạo đức? Triệu Hướng Vân tức giận đến môi cũng run run. Có đồng chí thôi, tôi nào có nói tên họ, không cần có tật giật mình. Diệp Phàm nhún vai. Cậu! Triệu Hướng Vân cả người run lên, đột nhiên cả người nghiêng đi có vẻ như muốn té xỉu. Chiêm Hữu Quang đứng bên cạnh nhanh chóng đứng lên đỡ anh ta nói. Lão Triệu, đừng nóng vội, nhiệm vụ chúng ta đã hoàn thành, có phải là nên trở về không? Các vị lãnh đạo, đã đến giờ cơm, tôi đã chuẩn bị cơm trưa ở khách sạn Hoành Không. Đồ ăn cũng không nên lãng phí có phải không? Diệp Phàm nói. Cơm này chúng tôi ăn không vào, Bí Thư Chiêm, tôi đi trước. Triệu Hướng Vân nói, Triệu Hướng Vân làm như vậy Chiêm Hữu Quang và An Bình Phong cũng ngại ở lại, đều đi theo. Ôi, cơm trưa đừng có lãng phí chứ. Diệp Phàm có chút buồn bực. Lãng phí gì, chúng ta tự ăn, vừa lúc có thể mượn có tiếp lãnh đạo tỉnh để trả tiền cơm. Cái Thiệu Trung cười nói. Sầm tối, Cái Thiệu Trung gọi điện thoại đến, thở phì phì nói. Mẹ kiếp, Triệu Hướng Vân về đều tố cáo chúng ta. Sao thế, có phải cấp trên điện thoại đến? Diệp Phàm hỏi. Cũng không phải, vừa rồi Chủ tịch tỉnh Khúc gọi điện hỏi buổi sáng ở tập đoàn Hoành Không xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, cũng nghiêm túc phê bình tôi. Cái Thiệu Trung nói. Ha ha, không bảo anh viết kiểm điểm cung sco sai, phê bình thì phê bình thôi. Diệp Phàm cười nói. Chương 3302, hăng máu. Có lẽ tiếp sau đây là đến lượt tôi rồi, ha ha ha, cậu đừng có mà đắc ý. Cái Thiệu Trung bị chọc cười. Quả nhiên, không lâu sau Diệp Phàm nhận được điện thoại, Chủ tịch Khúc chụp luôn hừ nói. Có chuyện gì thế, cậu xem, cậu còn giống là ông chủ của Hoành Không nữa không? Việc hôm nay có mất mặt hay không, hơn nữa lại còn có các đồng chí của tỉnh Điền Nam cũng ở đó. Cậu à cậu, cái tính khí thối của cậu không sửa được hả? Đồng chí Triệu Hướng Vân dù có chưa đúng nhưng anh ấy hôm nay xuống cũng là lãnh đạo của cậu có phải không nào? Xem, một chút thể diện cậu cũng không nể, còn khiến cho người ta như thế. Nói gì thế, tôi làm cho ông ấy làm sao, sao lại có chuyện như thế? Diệp Phàm nói, việc đó không có kiểm chứng thì không nói nữa, nhưng anh và cái Thiệu Trung hai đồng chí đúng là một tung một hứng, hại cho đồng chí Triệu Hướng Vân tức đến mức phải nhập viện. Chủ tịch Khúc vừa tức vừa buồn cười nói, tôi đâu có cách nào, có thể là anh ấy mệt thôi, việc này, cũng không thể đổ lên đầu tôi được có phải không nào? Diệp Phàm nói, bất kể nói thế nào, việc này là cậu đã làm không đúng, tôi phải phê bình cậu. Chủ tịch Khúc khẩu khí nghiêm khắc hơn. Tôi chân thành tiếp thu sự phê bình của Chủ tịch Khúc, nếu phải viết kiểm điểm thì tối tôi sẽ viết. Diệp Phàm nói, kiểm điểm thì thôi, tự cậu tự phê bình mình đi. Chủ tịch Khúc nói, phải thế rồi, tôi sẽ triển khai tự phê bình sâu sắc. Khiêm tốn thỉnh giáo Chủ tịch Khúc, tiếp nhận sự giám sát của lãnh đạo. Lần sau, tuyệt đối không làm cho người khác nhập viện bệnh viện nữa. Diệp Phàm nói, được rồi, cậu thật là, miệng lưỡi càng ngày càng trơn tru. Tuy nhiên, về việc đệ trình cậu dự tính thế nào? Lẽ nào tổ đệ trình hạng mục này cậu cũng thực sự muốn tiếp tục làm hay sao? Chủ tịch Khúc hỏi. Tôi kiên trì đến cùng không lùi bước. Diệp Phàm nói. Được rồi, theo cậu đi. Tuy nhiên, không được làm hỏng việc chính. Việc di rời hai khu vực phải tranh thủ, sự phát triển của tập đoàn Hoành Không không thể rớt xuống. Đây mới là việc cậu cần nhanh chóng thực hiện trước mắt. Chủ tịch Khúc căn dặn một lúc thì cúp điện thoại. Diệp Phàm ngẫm nghĩ, một mình có chút bực bội,
đi đến Chu Tước Sơn Trang, tuy trời lạnh nhưng Diệp Phàm cũng không sợ. Mộc Nguyệt Nhi vừa nhìn thấy sắc mặt Diệp Phàm, biết hắn tám phần là đang gặp phải chuyện không vui trong lòng. Cho nên đã đặt hai chiếc ghế nằm và một chiếc bàn trên thảm cỏ ngoài vườn. Hơn nữa, sợ lạnh hắn còn đặt trên ghế tấm đệm bọt biển. Uống rượu gì, thấy mặt anh đỏ chắc là cũng đã uống rồi. Mộc Nguyệt Nhi hỏi. Vừa mới uống một chút rồi. Cho anh một chai thiêu đao tử, anh thích mạnh một chút. Diệp Phàm nói. Không sợ thiêu chết anh sao? Mộc Nguyệt Nhi liếc nhìn Diệp Phàm, đích thân rót cho Diệp Phàm hai chén. Dưới ánh trăng, Mộc Nguyệt Nhi lại mặc một bộ váy liền thân mỏng giống như váy cưới. Dưới mắt chim ưng, ngay cả ngực và vùng tam giác bên trong cũng đều nhìn thấy rất rõ ràng. Vì đã luyện công, cho nên không sợ lạnh, nếu là những cô gái bình thường thì thực sự sẽ bị đóng băng lại. Chiếc váy này của em mỏng quá đấy. Diệp Phàm cầm chai rượu lên uống một ngụm hết gần một nửa, vẻ mặt chợt đỏ phừng lên. Hai mắt của hắn ngắm vào Mộc Nguyệt Nhi, bởi vì Diệp Phàm không thi triển nội khí để giải rượu cho nên tối nay Diệp Phàm say rồi. Mắt của anh là mắt sói có phải không, váy của em còn mỏng nữa. Tuy nhiên mỏng thì mỏng, chẳng phải đúng ý kẻ xấu nào đó hay sao? Mộc Nguyệt Nhi cười, từ từ bước đến bên cạnh Diệp Phàm, vừa rót rượu cho hắn vừa đưa bàn tay trắng bóc ra nhẹ nhàng bóp vai cho Diệp Phàm. Tê tê thật là dễ chịu. Ngửi thấy mùi nước hoa tự nhiên bay ra từ người của Mộc Nguyệt Nhi, Diệp Phàm mắt say lờ đờ. Nguyệt Nhi. Diệp Phàm đột nhiên như bị kích thích, một tay vươn ra, toàn thân Mộc Nguyệt Nhi ép trong lòng ngực Diệp Phàm. Anh muốn làm gì? Mộc Nguyệt Nhi chợt đỏ mặt, tuy miệng nói như thế nhưng cơ thể lại cứ ép sát vào lòng ngực Diệp Phàm, mông ngồi lên hai đùi của Diệp Phàm. Cảm thấy được phía dưới hình như có thứ gì đó đội lên. Mộc Nguyệt Nhi đỏ mặt. Không.xin lỗi. Diệp Phàm vội vàng đưa tay ra, vốn là muốn chuyển mông của Mộc Nguyệt Nhi ra ngoài một chút để cái gì đó đội lên kia không bị khó chịu. Tuy nhiên, lại may mắn, Mộc Nguyệt Nhi lại cũng có ý nghĩ như thế nên tự động dịch mông ra xa một chút. Lực tương tác ngược của hai người, lực của Diệp Phàm mạnh, hai tay nâng người Mộc Nguyệt Nhi lên, tuy nhiên bị lực ngược lại của Mộc Nguyệt Nhi cũng đang muốn dịch mông ra ngăn lại, thế là bất chợt mất thăng bằng. Bởi vì không thi triển nội kình cho nên Diệp Phàm không đỡ được nữa. Mộc Nguyệt Nhi ngồi mạnh xuống. A, người nào đó phát ra tiếng kêu thảm thiết. Anh làm gì thế, sao lại không dịch ra? Mộc Nguyệt Nhi bị cái gì đó đội lên, vừa nghĩ đến cái gì đó thì xấu hổ đỏ mặt, nhanh như chớp chạy vào trong lầu. Khi vừa vào cửa quay người lại nhìn Diệp Phàm, dưới ánh trăng sắc mặt màu hồng đào của cô ta, mịn nhẵn như lụa, hỏi. Không ngồi nhầm đấy chứ? Không, không biết nữa, hình vẫn không sao đâu. Diệp Phàm nói. Ha ha ha, ai bảo anh phong lưu háo sắc. Mộc Nguyệt Nhi cuối cùng nói một câu, chạy vào trong lầu cạnh một tiếng cửa phòng đã khóa, bộ ngực nõn nà cứ phập phồng nhấp nhô không ngừng. Tôi làm sao thế, anh ta đã có vợ, tôi làm sao thế, tôi sao lại xấu hổ thế, xấu hổ chết mất, Mộc Nguyệt Nhi lẩm bẩm trong miệng. May mà còn có hai lớp vải, không thì xấu hổ chết mất. Xui xẻo, vừa rồi lực tác động rất mạnh, mẹ kiếp. Thiếu chút nữa thì toi đời thằng nhỏ của mình. Hôm nay đen đủi rồi. Mỗ Quân cào nhàu rồi nhìn trăng sáng, rồi lại nhìn ánh đèn màu hồng rọi ra từ phòng của Mộc Nguyệt Nhi. Ôi, năm xưa cùng với Nghiêm Muội hình như cũng chính là dưới ánh đèn màu hồng này, hắn tưởng nhớ chuyện cũ, rồi uống cạn hai chai thiêu đao tử. Ta có nên phá cửa mà vào không? Trong lòng Mỗ Quân tự hỏi. Không thể, ta là quân tử, ta là đảng viên, là cán bộ, đây là vấn đề tác phong. Mỗ Quân lại tự kiềm chế, lúc chưa xác định được chủ ý. Cạch, cửa sổ ở phòng của Mộc Nguyệt Nhi đã bị người ta mở ra, Mỗ Quân vừa nhìn, dưới ánh trăng, vẻ mặt thuần khiết của Mộc Nguyệt Nhi nổi bật trên khung cửa sổ. Kết hợp với khung cửa sổ vừa khéo trở thành một khung ảnh mỹ nhân đẹp mê người, cô ấy đã cởi bỏ chiếc váy lụa trắng bên ngoài để lộ ra một làn da trắng như tuyết. Ta không kìm lòng được nữa rồi. Mỗ Quân thầm nhủ, một tay lau máu trên mũi. Đứng bật dậy đang chuẩn bị nhảy qua cửa sổ vào. Tuy nhiên, lúc này, điện thoại kêu lên rất không đúng lúc, vang lên trong màn đêm rất là chói tai. Xấu xa, người này gọi điện đã làm hỏng việc tốt của ta, Diệp Phàm hừ một tiếng, tuy nhiên, bên trong phát ra một giọng nói. Xấu xa cái gì, tôi đã làm hỏng chuyện gì? Phiền phức rồi, vừa rồi vô ý lại ấn nút nghe điện thoại, là Ninh Đại Lão gọi đến, Diệp Phàm lẩm bẩm. Vội vàng áp điện thoại vào tai, miệng nói. Ôi,
vừa rồi nghe thấy một chuyện phiền toái. Ở công trường, chính là việc thẩm vấn đã xảy ra chút vấn đề, vốn là định ngày mai lắp đặt, hôm nay thì không được rồi, cho nên tôi nói đã hỏng việc tốt. Diệp Phàm thuận miệng nói dối chứ vốn sự việc không cần phải giấu giếm. Người đẹp đang đứng trước cửa sổ đã nghe trộm được, Mộc Nguyệt Nhi quỷ quyệt nháy mặt một cái, lập tức khoác quần áo lên nhảy một cái qua cửa sổ đứng trước mặt Diệp Phàm, miệng còn gọi to. Diệp Phàm, anh còn đợi gì nữa? Diệp Phàm vừa nghe thấy, giật mình không kịp tận hưởng cơ thể đầy đặn khoác trên mình chiếc váy mỏng kia. Vội vàng bịt loa điện thoại lại, sau đó nhanh chóng quay đầu trừng mắt nhìn Mộc Nguyệt Nhi, ra hiệu em đừng làm loạn thêm nữa. Xem ra có người đang đợi cậu rồi. Ninh Chí Hòa nói. Ồ, đang trên phố, cùng đi còn có mấy đồng nghiệp nữ. Tôi nói cô ấy một chút, bảo cô ấy đi trước, tôi phải nghe Ninh Thúc dạy bảo. Diệp Phàm vội vàng nói. Vừa thấy Mộc Nguyệt Nhi định mở miệng phá, hoảng quá liền nhanh như chớp chạy vù đến Thiên Thông Sơn. Phía sau truyền đến tiếng cười ha hả của người đẹp giống như gà mái mẹ vừa đẻ trứng vậy. Diệp Phàm, dạo phố cùng với đồng nghiệp nữ thì phải chú ý ảnh hưởng. Nếu là vì công việc thì không nói, tuy nhiên, muộn thế này rồi thì phải chú ý. Lời đồn đáng sợ lắm đấy. Ninh Chí Hòa nói. Tôi biết rồi, đi cùng còn có hai đồng nghiệp nam nữa. Tôi bảo bọn họ đi trước rồi. Diệp Phàm nói. Thế thì tốt. Có điều đồng nghiệp nữ gọi cậu Diệp Phàm nhanh lên một chút kia hình như cách xưng hô có chút vấn đề đấy. Ninh Chí Hòa không dễ bị lừa. Việc này, đồng chí nữ này không phải là cán bộ của tập đoàn. Là em họ của chủ nhiệm văn phòng Khổng, đi cùng với chủ nhiệm Khổng, người nông thôn nên quen gọi tên trực tiếp rồi, không có quy định gì cả. Vừa rồi đã bị chủ nhiệm Khổng phê bình rồi. Diệp Phàm nói. Thôi đi, không nói việc này nữa. Tuy nhiên, cậu cách Sơn Đả Ngưu là như thế nào? Ninh Chí Hòa chuyển sang hỏi, trong đầu Diệp Phàm chợt lóe lên tia màu đen. Bởi vì, Ninh Đại Lão người ta hiểu rõ võ công cao của Diệp Phàm, cách Sơn Đả Ngưu thực sự là chiêu thuật có thật. Diệp Phàm khi đó ức hiếp Chiêm Hữu Quang, An Bình Phong và Triệu Hướng Vân không biết rõ về mình, nhưng không ngờ Ninh Đại Lão người ta lại biết được việc này. Hi hi, việc này, tôi cũng không rõ lắm. Tuy nhiên, việc nhỏ này mà đồng chí Triệu Hướng Vân cũng báo cáo với Ninh Thúc sao? Diệp Phàm hỏi. Việc nhỏ, đây còn là việc nhỏ hay sao? Lấy việc luận việc thì cậu nói thế nào cũng được, nhưng cậu không thể dùng nắm đấm của cậu để giải quyết được. Cậu ăn hiếp một người bình thường thì chẳng phải là hành động anh hùng. Nếu mọi việc đều như thế, đồng chí nào đó không đồng ý với ý kiến của cậu thì cậu liền dùng nắm đấm để đánh cho anh ta một trận. Vậy thì nếu người ta là đồng chí của công an rút súng ra bắn cho cậu một phát thì cậu ăn đủ có phải không nào? Hơn nữa, làm như thế thì xã hội chẳng phải là loạn hết cả lên hay sao? Giải quyết vấn đề phải dùng trí tuệ, tôi biết đồng chí Triệu Hướng Vân có khúc mắc với cậu, nhưng khúc mắc thì khúc mắc chứ. Tuy nhiên cậu phải tôn trọng ông ta mới phải, dù sao trên danh nghĩa ông ấy cũng là lãnh đạo của cậu. Cậu và cái Thiệu Trung một tung một hứng như thế, đồng chí ở Điền Nam người ta sẽ nghĩ gì? Lại sẽ cho rằng cán bộ tỉnh Thiên Vân chúng ta đều không hiểu quy định. Việc này ảnh hưởng rất lớn đấy. Ninh Chí Hòa nói. Chương 3303, hắn không thể quá đáng quá. Tôi hiểu, tuy nhiên, đồng chí Triệu Hướng Vân quá đáng quá. Trợ lý cái người ta và đồng chí Lam Tồn Quân muốn tiếp tục ở lại tổ đệ trình hạng mục, thế thì đã gây trở ngại gì với ông ta? Muốn đưa ra quyết định của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân rút người đứng đầu ra. Thế chẳng phải là muốn hủy đi vị trí của tôi, muốn ép tất cả những đồng chí theo tôi phải ra ngoài. Ông ta ức hiếp tôi như thế lẽ nào vẫn không cho tôi phản kháng lại một chút? Ông ta dù là lãnh đạo cũng không thể làm lãnh đạo kiểu đó được có phải không nào? Lãnh đạo cũng phải có thế và trí tuệ của lãnh đạo chứ. Tôi thấy ông ta chính là người lòng dạ hẹp hòi. Diệp Phàm nói. Huống chi việc đệ trình hạng mục là do Diệp Phàm tôi tạo ra. Bây giờ tôi đã trở thành người lái thuyền rồi. Tổ đệ trình hạng mục vốn là có hơn chục thành viên, bây giờ chỉ còn lại có vài người đáng thương mà lại vẫn có người muốn ép họ đi. Sĩ tử có thể nhẫn nhìn nhưng cũng có mức độ. Đừng rông dài với tôi, hơn nữa, trong lời nói của cậu lại có ý gì đó. Có gì cứ nói thẳng ra, làm cho người nghe có thể nhận thấy mà mình lại không dám mở miệng. Cậu cho rằng người trong xã hội đều ngốc hết có phải không? Ninh Chí Hòa giáo huấn. Việc này là tôi hơi oán giận. Diệp Phàm thừa nhận. Đúng rồi, có oán giận thì phải dũng cảm thừa nhận. Có phải là có oán giận với quyết định chuyển người của hai tỉnh Điền Nam và Thiên Vân?
Ta nói với cậu, cậu đã nghe ngóng tình hình việc đệ trình hạng mục lần này hay chưa? Ninh Chí Hòa hỏi. Hỏi thăm rồi, đang bị tác ở chính vụ viện, nghe nói còn một lần thảo luận nữa nhưng lại bị hủy. Cụ thể thì tôi cũng không rõ lắm, tuy nhiên, việc này, tôi tin là vẫn còn có chút hy vọng. Cho nên tạm thời tôi vẫn đang hy vọng, chờ quyết định của cấp trên. Diệp Phàm nói. Cậu à cậu, hỏi thăm được rồi còn đơn giản như thế. Ninh Chí Hòa nói. Chẳng lẽ còn có duyên cớ khác trong đó? Diệp Phàm sửng sốt, hỏi. Cậu còn nhớ có phải có một nữ đồng chí tên là Thiết Cúc Hoa đã bị tập đoàn Hoành Không các cậu trực tiếp khai trừ hay không? Ninh Chí Hòa hỏi. Đúng, có đồng chí nữ tên như vậy, mặt dỗ rất nhiều. Hơn nữa không đi làm mà lại còn gây rối. Cuối cùng đã bị tôi khai trừ, Ninh Thúc khi đó còn ra sức khuyên tôi đừng làm như thế. Có thể thay đổi sắp xếp cô ta vào vị trí khác là được rồi. Khi đó tôi không đồng ý, chủ yếu là vì sự phát triển lâu dài của tập đoàn. Vì tạo lập uy tín, nghe nói đồng chí nữ đó là em họ của Dương Cầm vợ phó chủ tịch thành phố Hạng Nam Tống Tinh. Diệp Phàm sửng sốt nói. Cậu còn nhớ được là em họ của ông ta, nhưng cậu có biết Dương Cầm vợ của Tống Tinh chính là con nuôi của cố chủ tịch tỉnh Thiên Vân Trương Hồng Đông hay không? Từ nhỏ họ đã biết nhau, tình cảm hai người rất sâu đậm. Ninh Chí Hòa hừ nói. Chẳng lẽ việc này có liên quan đến Trương Hồng Đông? Tôi thấy ông ta cũng chẳng có khả năng ngăn cản lớn như thế chứ. Dù sao bây giờ ông ta cũng đã về hưu rồi có phải không nào? Diệp Phàm giật mình hiểu hơn một chút. Cậu cho rằng một chủ tịch tỉnh chỉ là để bày ra cho người ta nhìn thôi sao? Những cán bộ có thể ngồi được vào vị trí đó phía sau sẽ không có dây anten hay sao? Đó là điều không thể. Hơn nữa, con trai cố chủ tịch tỉnh là Trương Cổ Khánh cậu đã nghe qua bao giờ chưa? Ninh Chí Hòa hừ nói. Đã nghe qua rồi, ai già, đúng là gặp đối thủ rồi. Diệp Phàm kinh ngạc nói. Nghĩ ra điểm mấu chốt rồi chứ? Ninh Chí Hòa hỏi. Trương Cổ Khánh là phó tổng thư ký chính vụ viện, nghe nói là hiệp trợ cho công việc của đồng chí ủy viên quốc vụ viện Trịnh Tùng Tiên. Việc này tôi còn hỏi thăm được, nghe nói chính là lãnh đạo chính vụ viện đã giao trách nhiệm cho Trịnh Tùng Tiên. Vốn tôi cũng không thể hiểu nổi, Trịnh Tùng Tiên và tôi hình như chưa từng gặp nhau thì phải. Diệp Phàm nói. Ôi! Lúc đầu chẳng phải ta đã nói với cậu bên trong rất là phức tạp hay sao? Ninh Chí Hòa thở dài. Nhưng hôm chủ tịch Đường xuống đã đánh giá rất cao đối với tập đoàn Hoành Không chúng tôi mà. Lẽ nào ủy viên Trịnh không nhìn thấy gì sao? Diệp Phàm hỏi. Ha ha, có thể nhìn thấy. Nhưng chủ tịch Đường không hề chỉ rõ đại quy hoạch Hoành Không phù hợp để đệ trình công trình trọng điểm quốc gia. Cậu cho rằng việc cậu hiểu rõ thì người ta cũng sẽ hiểu hay sao? Hơn nữa. Việc này lại là việc do chính vụ viện tham mưu. Chủ tịch Đường xuống thị sát chỉ là cơ hội để các cậu mượn thế, còn có thể thành công hay không thì thủ trưởng không quan tâm việc này, đó là phải xem bản lĩnh của cậu có phải không nào. Cậu không ngây thơ cho rằng chủ tịch Đường sau khi trở về sẽ đưa ra chỉ thị gì đấy chứ? Tôi có thể biết rõ và nói với cậu, đó tuyệt đối là không thể. Mà đại quy hoạch Hoành Không các cậu lại đơn giản cũng chỉ là đánh bóng ngoài biên mà thôi. Chính vụ viện không có hứng thú với các cậu cũng là bình thường. Hơn nữa, hợp tình hợp lý. Một gậy là người ta đã đánh quả bóng này của các cậu ra ngoài biên rồi. Huống chi, chẳng phải tôi đã nói qua rồi, đồng chí có thể ngồi được vào vị trí chủ tịch tỉnh đều có dây anten. Sợi dây anten này cậu không thể nhìn thấy được, vai trò của nó không lộ ra ngoài mà là ở bên trong. Ninh Chí Hòa nói. Ninh Thúc, việc này chú có thể ra mặt giải quyết một chút được không? Lẽ nào cứ để đại quy hoạch Hoành Không của chúng ta bị đặt ở vị trí đó? Hơn nữa, lãnh đạo hai tỉnh có phải là đã đánh hơi thấy gì rồi hay không, cho nên ngay cả các thành viên cũng chịu trở về. Tôi nghĩ mãi không ra. Diệp Phàm hỏi. Ôi, người thấy là nhất định rồi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân bọn ta rút đi. Hai nữa là, bọn ta cũng thực sự không muốn lãng phí nhiều cán bộ như thế ở chỗ các cậu. Bọn họ cũng đều có công việc phải làm. Về việc giải tán. Ta không thể giúp được cậu. Ninh Chí Hòa thở dài, Diệp Phàm có thể nghe thấy sự bất lực trong ngữ khí của ông ta. Tại sao? Diệp Phàm hỏi. Có những việc cậu tự suy nghĩ đi, việc này ngay cả phí ra cũng không thể ra mặt được. Cho nên chỉ dựa vào bản thân cậu thôi, tám phần là đã hạ màn rồi. Cho nên, bọn ta mới rút người về, bằng không, cứ để người ở đó thì chẳng phải đã trở thành người ngoài đứng xem trò cười hay sao?
chỉ bằng rút người về thì tốt hơn, để việc này theo thời gian từ từ lắng xuống. Đối với cậu mà nói thì thực sự sẽ là một việc tốt. Cậu nghĩ cứ để cho người ta để ý thì cậu phải gánh sự chú ý có phải là càng nhiều hay không? Áp lực tâm lý càng lớn nữa. Tuy nhiên, việc xảy ra hôm nay đã đẩy việc này lên cao trào. Nói cho cùng thì cậu phải nghỉ ngơi đã. Ninh Chí Hòa cúp điện thoại. Mẹ kiếp! Diệp Phàm tức giận đá bay một hòn đá, rắc một tiếng, một cây thân to bằng miệng cái bát đã bị gãy, khiến cho bầy chim tước bay vù đi. Phí ra, con đường trong việc này đã bị chặt đứt rồi, không thể lại gọi Đường Thành giúp đỡ nữa. Bởi vì lần trước người ta cũng cấp cho 2 tỷ rồi, làm người không thể quá tham lam. Hơn nữa, số lượng lần này quá nhiều người của Đường ra cũng sẽ chẳng có ý kiến gì đâu. Có những việc, mọi người đều giả vờ không nói ra. Nói thật thì lại là không nể mặt. Về mặt này có lẽ cũng không thể đi làm phiền Triệu Bảo Cương người ta. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Phàm đành phải trơ mặt gọi điện thoại cho Kiều Viễn Sơn. Việc này cậu dừng tay đi, bởi vì nó vượt quá phạm vi năng lực của cậu. Kiều Viễn Sơn nói. Không có cách nào nữa sao? Diệp Phàm hỏi. Nếu có cách thì đồng chí Chí Hòa đã sớm giải quyết cho cậu rồi, cậu cần phải suy xét cho kỹ việc này. Đối với đồng chí Chí Hòa mà nói cũng là một việc lớn, ông ấy đã buông tay thì cậu còn cố cái gì? Kiều Viễn Sơn nói. Con không tin không tìm được cách giải quyết, kể cả trước mặt là ngọn núi thì con cũng phải rời nó đi. Diệp Phàm hừ lạnh lùng một tiếng, thực sự hơi tức giận. Biện pháp thì cậu cứ từ từ nghĩ, tuy nhiên, ý của ta là không cần phải tiếp tục tranh thủ việc này nữa. Quy mô nhỏ một chút thì nhỏ một chút, làm cho nó phát triển lớn mạnh thì cần phải có thời gian. Ta biết chí khí của cậu cao, muốn cắn một miếng thật to, tuy nhiên, việc này quá khó. Hơn nữa, bây giờ làm việc đều là dựa vào cái đầu, đừng dùng cú đấm của cậu là được. Thế chỉ là hành động vũ phu, Diệp Phàm cậu là một quan viên. Hơn nữa đây cũng không phải là trên võ đài. Kiều Viễn Sơn khuyên chân thành. Lời khuyên chân thành của Kiều Viễn Sơn không thể khiến cho Diệp Phàm dừng tay như thế, ngược lại hắn giữ vững tinh thần, tập trung toàn diện vào việc chỉ huy kiến thiết. Buổi tối của 2 ngày sau, Diệp Phàm nhận được điện thoại ngoài mong muốn của Cung Khai Hà, cười nói. Thế nào, những ngày qua sống thoải mái chứ? Thoải mái cái con khỉ, việc này cũng phải trách anh. Diệp Phàm không vui vẻ hừ nói. Ồ, chuyện gì mà lại đổ lên đầu ta thế? Hơn 2 tháng qua tổ không hề phái cậu đi làm nhiệm vụ. Mà ta lại chẳng hề trêu chọc cậu có phải không nào đồng chí Diệp Phàm? Hay ngược lại để cậu nghỉ ngơi nhiều quá đã sinh bệnh rồi? Cung Khai Hà cười hỏi. Lúc đầu chẳng phải là việc của Đại Quy Hoạch Hoành không, nói là có thể đệ trình xin công trình trọng điểm. Giờ tất cả đã thất bại rồi. Diệp Phàm tôi bây giờ đã trở thành người bị chỉ trích rồi. Diệp Phàm hừ nói. Ha ha, có phải là bên phía chính vụ viện vẫn chưa thông qua? Cung Khai Hà hình như là đã biết nhưng vẫn cố ý hỏi. Có lẽ ông đã biết mà không giúp đỡ có phải không? Diệp Phàm châm chọc nói. Thực ra, người nào gây ra thì người đó tự giải quyết có phải không nào? Cung Khai Hà nói. Ông muốn nói đến rơ phía Trương Hồng Đông. Diệp Phàm hỏi. Ha ha, Trương Cổ Khánh chỉ là hiệp trợ công việc của ủy viên Trịnh. Một nhân viên hiệp trợ thì cậu lo làm cái gì? Hắn hả, không thể làm thay đổi được đại cục đâu. Cung Khai Hà cười nói. Thế thì là ủy viên Trịnh. Diệp Phàm hỏi. Đúng rồi, trực tiếp tìm chính chủ là được. Cung Khai Hà nói. Tìm thế nào, tôi và ông ấy lại chưa quen nhau. Người ta đâu có để ý đến nhân vật nhỏ như chúng tôi. Diệp Phàm nói. Sao có thể nói cậu là nhân vật nhỏ chứ, thực ra cậu chưa nhận thức được khả năng của mình. Quá khiêm tốn cũng không tốt. Cung Khai Hà nói nửa chừng rồi cúp điện thoại. Lão này lời nói cũng không rõ ràng một chút làm người ta mơ hồ. Miệng Diệp Phàm lầm bẩm, thế là gọi điện thoại cho Thiết Chiêm Hùng. Lão Cung chính là đang chỉ điểm cho cậu, tin rằng lão để cậu đã lĩnh hội được. Nếu muốn Trịnh Tùng Tiền nới tay thì phải tìm hiểu gia đình của ông ta đã. Trịnh Tùng Tiền chúng ta không quen, nhưng gia đình ông ta lớn như thế, chắc chắn sẽ có người lỗ hổng có phải không nào? Có những việc không thể nhà nào cũng không có việc gì cần giúp đỡ có phải không nào? Thiết Chiêm Hùng cười nói. Anh Thiết biết nội tình của nhà ông ta. Diệp Phàm hỏi. Ta cũng biết một chút. Ủy viên Trịnh có 2 con trai và 1 con gái. Con trai đầu là Trịnh Trạch Quốc, làm việc trong quân đội, nghe nói bây giờ đã là cán bộ chức sư đoàn phó rồi. Con trai thứ 2 là Trịnh Thăng Minh,
nghe nói đang dạy học ở trường đại học. Con gái út là Trịnh Đan Đan, chưa đến 20 tuổi, vừa tốt nghiệp ra trường không lâu. Thiết Chiêm Hùng nói. Chương 3304, gặp Kiều Hoành Sơn trong đêm. Dạy học chính là hệ thống giáo dục, phỏng chừng không có gì chúng ta có thể đánh gần cầu. Hơn nữa, người ta muốn cần cái gì Trịnh Tùng Tiền cũng có thể giải quyết. Còn việc con gái ông ta mới về công tác, lại không cần chúng ta thu xếp gì. Nhưng thật ra lão đại Trịnh Trạch Quốc đã công tác ở trong quân đội, giữ chức phó sư trưởng. Dự định ngày mai ở nơi này chúng ta có thể phá vỡ huyền cơ không? Diệp Phàm vừa nghe, trong lòng nhất thời suy đoán. Ha ha, cậu có thể thử xem. Thiết Chiêm Hùng cười nói, cũng không hiểu được người này dùng thủ đoạn gì, gần 2 giờ sau liền gọi điện thoại tới, đương nhiên, trước kia lão Thiết công tác ở tổ đặc nhiệm A, cũng biết không ít các đồng chí trong hệ thống quân đội Trung Quốc. Người này cười nói, đúng là tìm được thời cơ. Nói mau, Diệp Phàm có chút nóng vội, 2 tháng xuống đây trên lưng cũng gánh quá nhiều áp lực lớn. Trịnh Trạch Quốc cũng là công tác 30 năm nay, đeo quân hàm đại tá, giữ chức vụ phó sư trưởng. Phó sư trưởng ở Tây Nam. Tuy nhiên, ở sư đoàn của bọn họ không có sư trưởng. Nghe nói là sư trưởng bị bệnh nằm trên giường đã gần 1 năm nay. Mà ở trên phòng chừng có ý muốn Trịnh Trạch Quốc tiếp nhận chức sư trưởng. Nhưng đến bây giờ Trịnh Trạch Quốc vẫn còn thiếu một cơ hội để nở mày nở mặt thôi. Cơ hội đã đến, bộ phận nhận lệnh của cấp trên thực sự di chuyển đến một địa phương khác đóng quân. Để di chuyển cần một khoản tiền lớn, việc này đối với Trịnh Quốc Trạch là một cơ hội lớn. Nếu như có thể di chuyển thuận lợi, hơn nữa có thể khiến cho nơi đóng quân mới tượng mô tượng dạng thật đúng là một chiến tích. Đương nhiên, cơ bản doanh trại và một số thứ cần thiết sẽ được sắp xếp ổn, nhưng đây chỉ là sự sắp xếp phổ thông mà thôi. Muốn làm cho ra màu, thì phải nghĩ thêm cái khác. Thiết Chiêm Hùng cười nói. Anh ta sợ gì, chỉ tay một cái vài trăm triệu có gì khó khăn. Diệp Phàm hừ nói. Chưa chắc, tuy nói Trịnh Tùng Tiền là ủy viên, nhưng anh ta cũng không thuộc hệ thống quân đội, nhưng việc tiền nong này cũng có chút danh không tránh ngôn không thuận. Nếu như ủng hộ quân đội một vài nghìn vạn để phục vụ cho sự nghiệp quốc phòng còn có thể nói được. Nếu cấp trên cho vài trăm triệu, tiền này chính là tiền của quốc gia, cũng không phải là tiền của Trịnh Tùng Tiền có thể sản xuất ra được. Bên ngoài có rất nhiều con mắt đang nhìn, chắc là ủy viên Trịnh không biết sai phạm của cấp dưới. Thiết Chiêm Hùng cười nói. Ừ, rất có lý. Nếu như vậy, hiện tại chúng ta đang quấy rối trước mặt Phó Sư trưởng Trịnh sao? Diệp Phàm cười nói. Đương nhiên, anh nghĩ xem, hệ thống quân đội ai trông nom? Nhưng thật ra chính là đánh vào tay anh có phải hay không? Thiết Chiêm Hùng cười nói. Ha ha, tôi đang tìm kiếm đó. Diệp Phàm cười nói. Được rồi, dù sao Thứ trưởng Kiều cũng là thứ trưởng quan trọng nhất, thần tài mà. Ở trong mắt cán bộ trong quân đội, anh ta cũng nổi tiếng như Bộ trưởng Bộ Tài chính. Thiết Chiêm Hùng cười nói. Ngày hôm sau, nghe nói Kiều Hoành Sơn đang khảo sát ở quân khu Việt Châu. Người này lập tức phi như điên tới thẳng thành phố Việt Châu. Nhà khách quân khu tỉnh vào ban đêm có vẻ im lặng. Có tư lệnh viên quân khu tỉnh Lang Phá Thiên cùng với những ánh đèn đỏ, Diệp Phàm đi vào trong nhà khách một cách thuận lợi. Kiều Hoành Sơn còn chưa ngủ, đang xem TV. Nhận được điện thoại của Diệp Phàm liền ra mở cửa, câu đầu tiên liền nói. Hôm nay mặt trời mọc ở phía tây có phải hay không? Không có mà, vẫn mọc ở phía đông mà. Diệp Phàm vừa cười vừa đi vào phòng khách. Đêm hôm khuya khoác cậu không ngủ chạy tới đây làm gì? Gần đây tôi đang điều tra thực tế, có rất nhiều con mắt đang nhìn. Cậu đừng có chạy lung tung nữa làm tôi thêm phiền. Đến lúc đó, truyền ra ngoài lại gặp phiền toái. Sau khi đóng cửa lại Kiều Hoành Sơn tức giận hừ nói. Sao có thể chứ, công ty của chúng cháu ở đây cũng có chi nhánh. Cháu cũng đi công tác tới đây, sau khi nghe Lang Phá Thiên tham mưu nói bác tới rồi, cháu đến để thăm hỏi một chút có phải hay không. Bằng không, đại bá lại trách cháu không coi trọng lão nhân gia. Tiểu bối đến thăm tiền bối, đây là chuyện từ xưa đến nay rồi có phải không? Diệp Phàm vừa cười vừa ngồi lên trên ghế salon. Từ lúc nào mà cậu coi trọng tôi vậy chứ? Và lại, tôi có gì chứ? Còn là bạn cũ bạn cũ. Kiều Hoành Sơn cười mắng. Hàng ngày đều nhớ đến đại bá, đương nhiên đại bá không già có phải hay không? Ông xem, cháu mang đến cho bác sinh mệnh tiềm lực hoàn. Sau khi ăn vào bảo đảm bách có thể trẻ lại vài tuổi. Hơn nữa, nó còn có tác dụng cải thiện đời sống tình dục cho nam giới.
Diệp Phàm lấy ba chiếc bình ngọc tử trong ba lô ra cung kính đặt trên bàn. Không có xung xoe, không hiếp dâm hoặc trộm cắp. Trước kia tiểu tử cậu không có lòng tốt như vậy, còn chuyện viên thuốc. Nhất định là có chuyện mới nghĩ tôi. Tuy nhiên, thuốc này hoàn toàn có phải chính là cái loại này hay không? Kiều Hoành Sơn nhìn vào cái chai, nhưng thực ra có chút hứng thú của người đàn ông. Đúng vậy, lần trước có mấy khối. Cho lão Triệu, dù sao, đã bái làm ông nội. Dù sao cũng phải nhận được một số điểm lót tay. Lần này lại có thêm một loại thuốc tốt về đợt thứ hai. Nghe nói đại bá ở trong này, cháu đặc biệt chạy đến đây để hiếu kính. Diệp Phàm nói. Nói đi, yêu cầu tôi việc đi. Kiều Hoành Sơn tỉnh táo, hừ nói từ trong mũi ra. Không cần nói khó nghe như vậy, đại bá cũng là đại bá của cháu, cũng không thể nhìn thấy cháu gặp đen đủi có đúng không? Diệp Phàm nói. Ha ha, hiện tại hiểu đại bá rồi. Tiểu tử cậu quanh năm suốt tháng cũng không nói được tiếng nào. Tuy nhiên, có phải là vấn đề về quy hoạch Hoành không có phải hay không? Kiều Hoành Sơn kéo dài thanh âm châm chọc. Đại bá cũng biết chuyện này, vậy là tốt rồi. Diệp Phàm thuận gậy thì đi. Biết và làm là hai chuyện khác nhau, tiểu tử cậu muốn làm chuyện lớn như vậy, thực muốn biến đại viện Kiều ra thành những kẻ bị điếc có phải hay không? Nói cho cậu biết, vì chuyện của cậu, nhạc phụ của cậu vẫn thường xuyên theo dõi. Lần trước lại nói chuyện này với tôi, có thể giúp cậu chúng tôi đương nhiên sẽ giúp, đều là người trong nhà cả. Chuyện lần này đối với cậu mà nói cũng là một cơ hội rất lớn. Có lẽ việc lúc này cậu muốn đi nhậm chức ở địa phương và chuyện quy hoạch là có quan hệ. Làm thành công tiểu tử cậu có thể nở nụ cười thật tươi, làm không thành công tiểu tử cậu sẽ không thể ngồi yên được. Kiều Hoành Sơn nói. Nhưng mà cha vợ cháu nói là không có biện pháp. Diệp Phàm giận dỗi nói. Cậu nha, thực ra ông ấy muốn cậu tự nghĩ ra biện pháp để xử lý. Cậu cũng là cán bộ, hiện tại giữ chức phụ thứ trưởng rồi. Có một số việc dù sao cũng phải tự mình nghĩ biện pháp để giải quyết. Ngọc không mài thì không sáng mà, việc này cũng là một bài học. Bài học này có thể làm bẩn cậu, nhưng nếu như cậu có thể thoát thân, cậu sẽ rất thành công. Kiều Hoành Sơn nói, đưa cho Diệp Phàm một điếu thuốc, hai người giống như hai anh em hàn huyên. Dù sao Diệp Phàm đi từ trong phòng Kiều Hoành Sơn cũng mỉm cười. Thế nào anh em, có hoàn thành việc không? Thời tiết lạnh như vậy mà tư lệnh viên quân khu Lang Phá Thiên ngồi chồm hổm buồn bực canh giữ ở cầu thang. Mấy binh lính trực ca sợ tới mức chỉ đứng nhìn từ xa không dám đi tới, còn tưởng rằng Lang Phá Thiên đi tìm Bộ trưởng Kiều để đi cửa sau. Người anh em đây là... Diệp Phàm nhìn Lang Phá Thiên, có chút cảm động. Ha ha, tôi sửa sang ăn sáng, chúng ta đến căn tin uống vài chén rồi từ từ nói chuyện. Đã lâu không gặp Diệp Phàm anh, nhớ lại một chút. Lang Phá Thiên nói. Ha ha, lão Lang, tôi nổi hết da gà lên rồi này. Diệp Phàm cười nói. Hai người vừa trò chuyện vừa đi tới phòng ăn, một lúc sau hai người đã dùng đũa để gắp thức ăn sáng. Lão Lang, gần đây công việc có thuận lợi không? Sau khi hai người uống mấy chén rượu xong Diệp Phàm liền hỏi. Công việc cũng tạm tạm thôi. Lang Phá Thiên nói. Tư lệnh Tây Môn Đông Hồng là người của chúng tôi, anh ta biết lai lịch của cậu. Đều xuất thân cùng một chỗ, hẳn là sẽ chiếu cố cậu một chút có phải hay không? Diệp Phàm cười nói. Chiếu cố thì vẫn chiếu cố, tuy nhiên, cũng có hận. Cơ bản quan hệ của hai chúng tôi cũng không có gì, anh muốn hắn chiếu cố đến anh nhiều là không có khả năng. Huống chi, anh ta biết tôi có quan hệ với anh. Lang Phá Thiên nói. Ngược lại tôi lại làm cho anh gặp khó khăn, trước kia tôi với anh ta có chút vướng mắc nhỏ. Tuy nhiên, đều là chuyện vớ vẩn. Chắc anh ta không phải là người tiểu nhân như vậy đâu. Diệp Phàm gật đầu nói. Đương nhiên, đường đường là tư lệnh viên một đại quân khu làm sao có thể không có suy nghĩ chứ. Tuy nhiên, phỏng chừng là trong lòng cũng không thoải mái. Mà hiện tại anh lại được nở mày nở mặt, con người mà, đều có lòng đố kỵ thôi. Kể cả người vĩ đại cũng không thể thoát khỏi được hai chữ này. Lang Phá Thiên nói. Tôi cũng không sao cả, dù sao làm công việc về lý lịch cũng được. Việc muốn lên tới trung tướng cũng có thể không có khả năng, tuy nơi này cái gì cũng tốt, so với tổ đặc nhiệm A thì tính mệnh không có gặp nguy hiểm. Con người sống cũng thoải mái. Thế nhưng, vẫn là chưa đủ. Ví dụ như, tuy tổ đặc nhiệm A có nguy hiểm, nhưng, một nhiệm vụ là có thể lập công. Còn ở chỗ này, có thể lập được công lớn gì? Suốt ngày chỉ chiêu binh, sắp xếp công việc cho lính xuất ngũ, tất cả công việc đều lẫn lộn. Cuộc sống an nhàn,
con người cũng sẽ ỉ lại. Việc lập công cũng đừng nghĩ tới, muốn thăng chức phải chờ lý lịch. Tôi dám đánh cuộc rằng, việc cậu lên chắc sẽ nhanh chóng hơn tôi. Lang Phá Thiên có chút thở dài. Không nhất thiết như vậy, anh không bảo vệ núi Xương Bối. Hơn nữa, chẳng phải bây giờ anh vẫn chưa rời khỏi tổ đặc nhiệm à sao? Khi nào có nhiệm vụ lớn tôi sẽ gọi anh, chúng ta cùng nhau lập công lớn. Diệp Phàm cười gượng một tiếng. Thôi nào, tôi còn muốn sống thêm vài năm nữa. Công lao cũng chỉ để nói tới thôi, quá nguy hiểm. Lang Phá Thiên vừa nói vừa cười, người này, kỳ thật trong lòng vẫn hăng hái muốn chiến đấu. Đúng rồi, tôi muốn đi ngắm núi Xương Bối một chút. Diệp Phàm nói, có cái gì đẹp đâu, chỉ là một con rối thật lớn, cộng với một chiếc quan tài lớn. Người trong tổ đặc nhiệm A tới đều đã nghiên cứu hàng N lần, tuy nhiên, cuối cùng vẫn chưa phát hiện được gì. Lãng phí hẳn một trung đoàn đóng quân ở đó, thật là phiền toái. Lang Phá Thiên lắc lắc đầu. Đó là nơi tôi gặp gỡ Đán Phi Tử lần đầu tiên, tôi muốn tìm điểm bất đồng nào đó. Đán Phi Tử là người rất thần bí, hơn nữa, tôi có chút cảm giác bất an. Người này giống như không có chỗ ở, một khi như vậy phải nghiên cứu người này. Tìm ra biện pháp đối phó anh ta mới được, bằng không, chúng ta đều trở nên bị động có phải hay không? Diệp Phàm nói. Chương 3305, quay trở lại núi Xương Bối. Vậy được, ngày mai tôi và anh cùng đi. Ở trong núi Xương Bối còn có món hoang dã, chúng ta mang súng đi kiếm một chút. Còn về việc Đán Phi Tử, chúng ta dường như đều có cảm giác vô lực. Tuy nhiên, anh em chúng ta tuyệt đối không chịu thua. Đán Phi Tử đơn giản chỉ là một người chết thôi, chẳng lẽ người sống lại còn sợ người chết? Hơn nữa, lần trước Diệp Phàm anh đi Trúc Hải, không phải có luyện hồn mộc gì đó sao? Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng tham gia vào để đối phó với Đán Phi Tử, giết ông ta không cần bàn bạc. Lập tức Lang Phá Thiên đầy hứng thú. Ừ, tôi vẫn âm thầm sắp xếp người tìm kiếm địa điểm không động thần cung. Tuy nhiên, cung thần cũng thật sự thần bí. Từ trước tới giờ vẫn chưa nghe nói qua, mà ngay cả cái tên cũng không hiểu được. Diệp Phàm nói. Việc này cũng bình thường, đó chỉ là chuyện của nhiều năm về trước. Hơn 1000 năm nay, sự việc đã thay đổi. Có lẽ không động thần cung đã sớm biến mất khỏi lịch sử rồi. Xã hội hiện đại, mọi thứ đều thay đổi, võ lâm đã suy tàn. Lang Phá Thiên nói. Chỉ cần có một chút hy vọng, chúng ta cũng phải tiếp tục tìm kiếm. Thái độ của Diệp Phàm kiên quyết. Đương nhiên là vậy rồi. Lang Phá Thiên gật đầu nói. Sáng ngày thứ hai, quân Nhất Lượng ở Bàn Sơn chạy về thủ đô. Không lâu sau người canh gác hiểu được khu vực trong núi Xương Bối. Từ xa chợt nghe thấy âm thanh binh linh đang thao luyện. Lang Phá Thiên chỉ nhìn bằng hai mắt, người này không nghe được, vừa nghe sẽ hưng. Có muốn đi gặp trung đoàn của tôi không? Lang Phá Thiên cười nói. Ha ha, còn sớm, trông thấy cũng không có gì. Diệp Phàm cười nói, chiếc xe nhắm thẳng đi đến thao trường tập luyện. Thấy buổi thao luyện sắp xếp 200 binh lính, một người con gái đang so đấu với một người lính nam, dùng thái cực quyền. Người con gái này thật đúng là lợi hại, đẩy hai ba cái người lính nam liền ngã nhào xuống đất. Liên tiếp vài người đều giống như vậy. Ha ha ha, vũ lực lạnh như băng, vũ lực lạnh như băng. Tất cả lính đều vỗ tay kêu lớn lên. Thế nào, có mạnh mẽ? Lang Phá Thiên cười nói. Không tồi, đúng là một nữ tử đã có nền tảng. Dường như có thân thủ tứ đến ngũ đẳng, tuy nhiên, tên này có chút hàn người. Diệp Phàm hỏi. Ừ. Ngũ đẳng, là người trẻ tuổi thứ hai của doanh trịa chúng tôi trung tá tiểu đoàn trưởng. Rất trẻ tuổi, chưa đến 30, lúc ấy vốn là không có khả năng, còn là con gái nữa. Sau đó tôi kiên quyết trình bày với cấp trên, mẹ kiếp, người ta có bản lĩnh như thế nào nói ra có phải hay không? Lang Phá Thiên nói, như thế nào, giấu đi cho anh rồi, bằng không, cho cung đầu liền gặp phiền toái. Diệp Phàm cười nói, ha ha ha, anh nghĩ gì về người này? Cô gái này có lai lịch, xuất thân trong một gia đình lớn. Hơn nữa, vừa vào doanh trại, trước đây cũng có chút tính cách. Tuy nhiên, cung đầu biết rõ thân phận của cô gái. Cũng sẽ không bức cô ấy vào nhập đội. Dù sao cũng phải chiếu cố nể mặt người nhà lãnh gia chứ. Lang Phá Thiên nói. Tuy nhiên, cô gái này chính là một con ngựa hoang bướng bỉnh bất tuân. Diệp Phàm Anh chớ có chọc vào cô ấy. Bằng không, sẽ bị thương đấy. Lão Lang ơi lão Lang, anh không biết được tôi rất thích huấn ngựa sao? Diệp Phàm khí phách,
Tuy nhiên, vì cái gì mà cô gái này đến đây? Hình như các gia tộc lớn trong nước ta không có họ lãnh thì phải. Ha ha, tuy nói trong các gia tộc lớn của nước ta không có họ lãnh. Nhưng mà, cũng không có nghĩa là trong bọn họ không có cán bộ cao cấp có phải hay không? Lang Phá Thiên cười thần bí không bí mật. Diệp Phàm lắc lắc đầu, cũng không có hứng thú muốn để lộ chuyện bí mật. Ngay sau đó, chiếc xe Jeep dừng lại trên bãi thao diễn. Tư lệnh Lang tới tồi. Có một thượng tá tiến lên đón chào theo nghi thức quân đội. Lâm Toàn, luyện tập không tồi. Lang Phá Thiên cười nói. Tiểu đoàn trưởng lãnh thật lợi hại, chúng tôi không phải là đối thủ của cô ấy. Lâm Toàn cười nói. Không một ai trong các anh có thể là đối thủ của tôi. Đúng lúc này, Lãnh Băng Băng hừ một tiếng, phát hiện thấy Lang Phá Thiên đang đứng đằng sau cười. Tư lệnh Lang, chúng ta thử mấy tay xem thế nào. Tiểu đoàn trưởng lãnh. Hôm nay tôi không quen tay sẽ không so với cô, tuy nhiên, người bạn kia của tôi muốn đẩy tay thái cực với cô. Lang Phá Thiên chỉ vào Diệp Phàm cười nói. Anh ta là ai? Lãnh Băng Băng liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, vẻ mặt coi thường. Bạn của tôi, đồng chí Diệp Phàm, tổng giám đốc tập đoàn Hoành Không. Lang Phá Thiên nở một nụ cười liếc nhìn trộm một cái. Tổng giám đốc tập đoàn cũng tập thái cực, 80% các động tác võ thuật đẹp. Có cái gì giống như vậy? Đến lúc đó bị làm sao tôi không có thời gian đưa đi bệnh viện? Sắc mặt Lãnh Băng Băng tỏ vẻ coi thường. Không sao, anh ta có tiền, tổng giám đốc cơ mà. Nếu bị thương không cần cô bồi thường. Lang Phá Thiên cười nói. Thật là nhàm chán. Trong lòng Lãnh Băng Băng coi thường Diệp Phàm. Ha ha, thái cực quyền của cô cũng không tồi nhỉ. Chẳng qua vẫn còn một chút khiếm khuyết nhỏ. Diệp Phàm lạnh nhạt cười, nhất thời. Đã thu hút những người lính trẻ. Có người kêu lên. Nói khoác thì ai mà chẳng làm được. 200 binh lính nam chúng ta không ai là đối thủ của lãnh doanh trường cả. Anh em, cố lên, cố lên. Ha ha ha, đến lúc bị đánh gục đừng khóc gọi mẹ nhé. Tiểu đoàn trưởng lãnh, người ta nói cô còn khiếm khuyến đó là nóng nảy. Mà ngay cả thượng tá Lâm cũng có chút nổi cáu, cảm thấy đồng chí tổng giám đốc Diệp cũng quá lớn. Trong vòng 10 giây anh không bị ngục ngã tôi gọi anh là đại ca. Lãnh Băng Băng bị kích động, giận dữ nhìn Diệp Phàm. Chỉ cần cô có thể đẩy ngã được tôi sẽ coi cô như em gái. Còn không, tôi không có hứng thú. Diệp Phàm càng biểu hiện điên cuồng hơn so với cô gái. Cố lên cố lên. Nhóm binh lính nhốn nháo. Mời Tổng Giám Đốc Diệp. Lãnh Băng Băng duỗi tay ra mời ra giữa sân. Ha ha, tôi dùng một bàn tay còn cô dùng hai tay. Đến lúc đó đừng nói Diệp Phàm tôi ăn hiếp phụ nữ là được. Diệp Phàm cười nói. Điên cuồng vừa thôi. Một tay, được được được, Tổng Giám Đốc Diệp, chỉ cần anh dùng một tay là coi như công bằng với Lãnh Băng Băng tôi. Lãnh Băng Băng tôi cho anh làm. Lãnh Băng Băng vừa nói ra, ngay lập tức bầu không khí trở lên sôi nổi tới mức cực điểm. Xem ra, tôi dùng hai tay. Bằng không, tôi chính là ăn không tiêu. Diệp Phàm nhún vai đi ra giữa sân. Lãnh Băng Băng liền ôm quyền, hai tay hướng Diệp Phàm ra quyền. Ha ha, điểm khiếm khuyết vẫn là nóng này. Diệp Phàm thở dài, chỉ hai đầu ngón tay về hướng Lãnh Băng Băng, bá địa một tiếng, Lãnh Băng Băng xoay ba vòng mới có thể đứng vững được. Nhất thời mặt Lãnh Băng Băng đỏ bừng lên, nàng đứng lại. Vẻ mặt rất chăm chú, nàng bị chọc giận, trong lòng giống như sắp nổ tung. Nàng vừa ra xong trưởng hướng tới người Diệp Phàm. Tuy nhiên, Diệp Phàm vẫn bình tĩnh di chuyển hai ngón tay, lần này ngay cả 7-8 vòng cuối cùng Lãnh Băng Băng cũng không thể nào khống chế được ngã đặt mông xuống dưới đất. Đây mới là tinh hoa của thái cực quyền, hai ngón tay xoay tròn, có thể sinh ra sức đẩy rất lớn. Cô ấy, luyện tập thêm vài năm nữa đi. Diệp Phàm vỗ vỗ vào y phục trên người, xoay người bước đi. Lãnh Băng Băng ngơ ngác đứng ở giữa sân, trong lòng cảm thấy hết sức phức tạp. Thấy không, đây mới là cao thủ, cho nên thôi. Các anh phải tập luyện hàng ngày. Lang Phá Thiên nói mấy câu sau đó đi cùng Diệp Phàm đến thẳng núi Sương Bối. Sau lưng truyền đến tiếng Lãnh Băng Băng la nói. Họ Diệp kia, có gan lưu số điện thoại lại. Tuy nhiên, Diệp Phàm không để ý tới nàng. Cứ tiến vào xe, Lang Phá Thiên cười nói. Diệp Phàm, có lẽ là anh sẽ gặp phiền toái rồi. Tôi chưa bao giờ sợ phiền toái cả. Diệp Phàm cười nói. Ha ha, tôi đây cũng không muốn nói nhiều. Lang Phá Thiên nở nụ cười hai tiếng, không lâu sau vào trong động.
Diệp Phàm lại kiểm tra con rối một lần nữa sau chặng đường dài. Đã kiểm tra người này chưa? Diệp Phàm hỏi. Kiểm tra thì đã kiểm tra, tuy nhiên, dường như đều là một chút tài liệu biến âm. So sánh với tài liệu ban đầu khác nhau rất lớn. Nếu như ấn luôn nguyên vật liệu mà nói, giống như là một bó củi cùng với một số bộ phận của động vật đã quy tụ thành. Tuy nhiên, các chuyên gia tổ năng lượng khoa học như thế nào không nghĩ ra, cách dung hợp tài liệu đó có thể chế tạo ra người rối như vậy. Kỹ thuật này so với kỹ thuật phảng chân hiện đại hơn mấy chục lần. Lang Phá Thiên nói. Đây là kết quả của cao thủ đã thay đổi. Diệp Phàm nói. Người rối này có thể là do đán phi tử làm ra không? Lang Phá Thiên hỏi. Rất có thể là do ông ta làm, nhưng không nhất định là do ông ta làm ra. Người này rất thần bí, ở trong quan tài lại có một ít xương cốt. Diệp Phàm nói. Đối với người rối này, Diệp Phàm suy nghĩ nửa ngày. Phương pháp tạo ra người rối có thể học theo Tam Hóa Đại Sư. Chẳng qua công lực trước mắt của Diệp Phàm không đủ, có biện pháp nhưng không thi triển ra được. Đúng lúc này, Lộ Định Tông có phản ứng, nói. Diệp Phàm, anh thấy trái tim người này có phải là có vấn đề hay không? Đúng vậy, tim của người này hình như là dùng tim động vật để thay thế. Diệp Phàm nói. Không phải tim của động vật, hay trái tim người sống. Lộ Định Tông nói, nhất thời Diệp Phàm có chút sợ hãi. Vì thế, đôi mắt ưng mở ra quan sát trái tim một cách tinh tế. Trong trái tim còn có một tia hồn khí. Lộ Định Tông nói. Có thể là tia hồn khí của đán phi tử hay không? Diệp Phàm hỏi. Nếu như theo sự kiểm tra đo lường của tôi, hồn khí này phải là của con gái. Lộ Định Tông nói. Diệp Phàm hướng con rơi vào bên trong trái tim quan sát, đúng lúc này, huyết cương bên hông tự nhiên lại giật dữ dội, không ngừng đung đưa. Diệp Phàm thả huyết cương ra. Ông chủ, tôi muốn trái tim bẩn kia. Huyết cương thiền mị nói. Tại sao chứ? Diệp Phàm hỏi. Tôi cảm thấy nó rất quen thuộc, tuy nhiên, cũng không nghĩ ra là vì cái gì. Thiền mị nói. Diệp Phàm dùng nội khí nhẹ nhàng lấy trái tim ra. Đúng lúc này, đột nhiên huyết cương kêu lên một tiếng. Chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Phàm hỏi. Tôi rất đau. Huyết cương nói. Tôi chỉ lấy trái tim ra, làm sao cô lại đau chứ? Chẳng lẽ trái tim này có quan hệ với cô? Diệp Phàm nhất thời sợ hãi hỏi. Tôi cũng không rõ lắm. Vừa rồi anh làm vậy, tôi cảm giác trong lòng rất đau đớn. Huyết cương nói. Tiền bối, chuyện này là thế nào? Diệp Phàm hỏi. Chương 3306, 10 triệu xương sơn. Trái tim này có thể là một phần thân thể của huyết cương cô, sau đó lại bị người ta dùng phương pháp đặc biệt lấy ra cho vào trong người rối. Hơn nữa, người chủ cũng có một biện pháp để phòng bình tĩnh, cô nghĩ muốn lấy đi sự bình tĩnh của cô, cho nên cô có cảm giác như vậy. Lô Định Tông nói, dường như cũng không phát hiện ra cái gì khác bất ngờ cả. Diệp Phàm nói, không có việc gì lạ cả, cao nhân đã thiết lập hiện tại cậu không cảm thấy ranh giới. Ta cho cậu mượn sức mạnh để quan sát một chút. Lô Định Tông nói, Diệp Phàm mượn lực lượng sau đó dùng đôi mắt ưng cẩn thận quét hình. Cuối cùng, một sợi tóc rất nhỏ như chi tuyến của cây ma hoàng bị phát hiện. Dường như trực tiếp cắm vào bên trong trái tim. Trái tim bị Diệp Phàm nhất xả, hoàng tuyến run run, còn huyết cương đau đến mức toàn thân run rẩy. Muốn lấy được trái tim, phải ngăn cách sợi dây vàng trước. Lô Định Tông dung hợp con rơi cũng nhìn thấy, đương nhiên là do Diệp Phàm cho anh ta xem. Lấy luôn được không? Diệp Phàm hỏi Thu Chân Vị Diện. Tuy nói chỉ là một sợi dây vàng, nhưng phỏng chừng bên trong có chỗ tinh xảo. Nếu như nói đây là một kíp nổ được lắp đặt trong người, phỏng chừng trái tim này liền xong rồi. Hơn nữa, một chút hồn khí ở bên trong cũng đem tán đi. Hồn khí này, rất có thể chính là thân mình của huyết cương. Nếu làm cho trái tim này trở về với huyết cương, máu của huyết cương mới có thể phục sống lại. Cho nên, việc này phải thận trọng. Chỉ để tìm ra những sợi dây màu vàng gắn kết lại mới có thể giải quyết được phiền toái. Lô Định Tông cũng có cái nhìn không chắc chắn. Diệp Phàm rằng có một hồi, nhưng vẫn không thể nào hiểu được sợi dây vàng lọt vào tim rốt cuộc là cái gì. Chỉ cần khẽ động, huyết cương nói là đau đến chết. Nhất thời, Diệp Phàm có phần bó tay không có biện pháp. Ánh mắt của Lô Định Tông nhìn không ra manh mối gì, có thể thấy được loại thiết bị này rất tinh xảo. Tạm thời không nên di chuyển, phỏng chừng công lực của cậu vẫn chưa đủ. Nếu như ta còn sống sẽ dùng nội khí nhẫn nhục để có thể phát hiện ra cái gì đó.
Lô Định Tông đề nghị nói. Diệp Phàm gật gật đầu, gọi điện thương lượng cùng Cung Khai Hà một chút. Bên kia ông ta cũng đồng ý sẽ không làm xáo trộn những rối này. Vì thế, Diệp Phàm giao cho Lang Phá Thiên mọi việc sau đó về thành phố Việt Châu. Tuy nói lần này đi không thành công, nhưng phát hiện được một điều quan trọng đó chính là trái tim của người rối chính là trái tim của Huyết Cương Thiền Mị khi sống. Điều này chứng tỏ rằng Đán Phi Tử cùng Huyết Cương có mối quan hệ bất hòa với nhau, mà con run nhân cơ hội chiếu cố Huyết Cương. Việc này ít có khả năng, khẳng định rằng ba người này có mối liên hệ với nhau. Còn trái tim của Thiền Mị thu hồi thế nào, cho dù là trở về Diệp Phàm vẫn đang cân lão phải xử lý như thế nào. Nhưng đồng thời cũng khiến cho Diệp Phàm không hiểu một chút hy vọng. Diệp Phàm đi thẳng đến chỗ ở của Lạc Tuyết Phiêu Mai. Mai Diệp Thiên đã hơn một tuổi, khi Diệp Phàm đi vào, thấy cô bé đang tập đi từng bước. Một bên là Lạc Tuyết Mai đang đếm 1, 2, 3 cho cô bé đi đều bước. Biết đi rồi cơ à, Thiên Kim nhà chúng ta thật là giỏi quá. Diệp Phàm đẩy cửa ra nhìn thấy cảnh này, cười tủm tỉm. Đương nhiên rồi, hạt giống của Diệp lão đại mà. Lạc Tuyết Phiêu Mai liếc mắt nhìn hắn một cái. Hi hi, không cần nói, tôi không có kết thúc trách nhiệm của một người cha. Diệp Phàm cười khan vài tiếng, có chút hổ thẹn. Diệp Phàm, anh không cần tự trách mình, những điều này đều là do chính Lạc Tuyết Phiêu Mai tôi lựa chọn. Thật sự, tôi không có một chút nào trách anh cả. Thái độ Lạc Tuyết Phiêu Mai chân thành. Được rồi, cha mẹ của cô dạo này thế nào? Diệp Phàm quay người hỏi. Tình hình của cha tôi đã chuyển biến tốt hơn, thời điểm làm chuyện điên rồ ít hơn. Hơn nữa nó có thể nhận ra rõ ràng hơn mẹ. Họ đang di chuyển trở lại cung Vu Sơn. Mẹ nói đó là chỗ ngồi quen thuộc của cha, có lẽ có thể làm cha tôi tỉnh lại. Lạc Tuyết Phiêu Mai nói. Hai, tôi còn muốn hỏi nguyên nhân từ đâu mà cha lại nổi điên, xem ra bây giờ không có khả năng. Diệp Phàm nói. Chờ một chút đã. Lạc Tuyết cũng thở dài, lúc này, bảo mẫu tiến lại gần bế tiểu Diệp Thiên đi. Trong phòng khách chỉ còn lại Diệp Phàm cùng Lạc Tuyết. Lạc Tuyết nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Phàm. Em chịu khổ rồi. Diệp Phàm nhẹ nhàng vuốt má Lạc Tuyết, nói lời xin lỗi. Không sao cả, có được bảo bối này, em cũng không thấy cô đơn. Hơn nữa, cứ một thời gian anh lại đến thăm em, đời này em cũng cảm thấy đủ rồi. Lạc Tuyết thâm tình nói. Hai người đi vào phòng nói chuyện, đương nhiên, cảnh phía sau vô cùng đẹp, đêm xuân không có gì là quá ngắn cả. Hai người đều có vũ khí trong người, làm những động tác người thường không làm được. Hai người bọn họ đều có thể làm việc tốt. Anh vẫn mạnh mẽ như vậy, thật là mệt chết đi. Trên đầu Lạc Tuyết đầy mồ hôi, tóc rối tung, đang nằm nghiêng trên người Diệp Phàm. Bộ dạng thỏa mãn, nói. Không vui sao? Diệp Phàm cười khan vài tiếng. Ôi, thân thể này của anh, trời sinh ra vốn là để dành cho người phụ nữ. Có phải vẫn muốn là con rồng bay lượn hay không? Lạc Tuyết thở dài. Anh cũng không rõ lắm, trong lòng khờ dại lại làm khổ anh. Vẻ mặt Diệp Phàm cay đắng. Làm khổ anh, đàn ông các anh cũng không mong muốn điều này. Nói lầm bầm. Lạc Tuyết hừ nói. Hi hi, Mỗ Quân liền mở một nụ cười trống rỗng. Sau đó, Diệp Phàm ngồi ăn bữa tối với Lạc Tuyết, sau đó lấy ra viên thuốc lôi âm cửu long yêu sâm vương phối chế. Sau khi Lạc Tuyết ăn vào hai người lại lên trên giường nằm. Lạc Tuyết, chúng ta luyện hồn thuật vừa khít, như vậy hiệu quả càng cao. Buổi tối anh còn muốn giúp em đột phá. Diệp Phàm nói. Sau khi Lạc Tuyết Phiêu Mai bị thương công lực mới ở tam đẳng, hiện tại đang không ngừng luyện công để khôi phục lại trình độ tứ đẳng. Ở tê dên giường đã đột phá luyện công là lúc mất hồn, nhưng mà, lần này không giống với. Khi mất hồn còn phải duy trì được tình trạng tỉnh táo. 3 giờ sau, Lạc Tuyết đột phá đến giai đoạn khai nguyên của lục đẳng. Còn thiếu chút nữa Diệp Phàm xuất hiện triệu chứng hư thoát. Lạc Tuyết thật sự cảm động, không để ý đến sự mệt nhọc phục vụ Diệp Phàm tắm rửa. Đêm thứ hai, Diệp Phàm cùng Đổng Oanh Oanh tuần tra xưởng đóng tàu Nguyên Phi Không. Sau đó buổi chiều Diệp Phàm tới công trường xây dựng Sơn Trang Việt Đông. Bãi Yến Nguyệt đã thay đổi lớn, tuy nói nơi này nổ ầm vang, nhưng hình thức ban đầu của Sơn Trang đã hiện ra. Bí thư Diệp, cuối năm nay, Sơn Trang sẽ chính thức khai trương. Đến lúc đó, cảnh tượng như thế nào làm người ta thật sự mong đợi. Hôm nay Tào Nguyệt Kim ăn mặc trang điểm chuyên nghiệp, tỏ ra tràn đầy sinh lực. Ha ha, chúng tôi đã xây dựng trong vòng tròn kinh doanh vĩ mô trung tâm mua sắm giải trí. Nhưng, tôi tin tưởng chúng ta lựa chọn là chính xác. Diệp Phàm cười nói. Bí thư Diệp,
Sơn Trang chúng ta còn chưa xây dựng xong. Nhưng trong 2 tháng đầu tiên trước khi khai trương số phòng đã được đặt đầy đủ. Chắc chắn là một khởi đầu không tồi. Tào Nguyệt cười nói, vẻ mặt tự tin. Được, bắt đầu khai hỏa, sau đó sẽ theo vào. Diệp Phàm cười nói. Rời khỏi bãi Yến Nguyệt, Diệp Phàm đi đến Ủy ban Nhân dân tỉnh thăm hỏi Chủ tịch Tịch Uông Chính Tiễn. Hai người về bãi Yến Nguyệt nói chuyện phiếm một lúc, sau đó Diệp Phàm lại đi thẳng đến tỉnh ủy. Tỉnh trưởng Giang nhìn thấy Diệp Phàm rất vui vẻ. Hơn nữa, Chủ tịch tỉnh Uông còn tự mình đưa ra rất nhiều ý tưởng cho việc xây dựng sơn trang ở bãi Yến Nguyệt. Diệp Phàm rất nghiêm túc, sau nhiều tháng xuống đã chuẩn bị cùng Tào Nguyệt tâm sự cùng với hệ thống các chuyên gia. Còn nhân vật số 1 tỉnh Việt Đông Triệu Sương Sơn luôn nghiêm túc, thấy Diệp Phàm tiến vào nhưng thật ra rất hiếm thấy nở nụ cười, gật gật đầu một cái. Tới rồi à, chúng ta cùng nhau uống trà nói chuyện phiếm một chút. Triệu Sương Sơn chỉ vào chỗ ngồi trong góc nói. Ủy viên Triệu, hình thức Việt Đông thật đẹp. Diệp Phàm cười nói. Đây là dựa theo kế hoạch phát triển trước đây, cũng không tệ lắm. Triệu Sương Sơn nhanh chóng nói, anh ta liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Quy hoạch Hoành Không Tực đúng là rất vang dội, đây là do Diệp Phàm cậu mạnh bạo đó. Triệu Sương Sơn thay đổi cách xưng hô với Diệp Phàm, cũng làm cho Diệp Phàm cảm thấy thân thiết. Anh Triệu, chuyện này chỉ là chuyện nhỏ không đáng để nhắc tới có phải không? Hôm nay lấy để tôi nấy một bữa ăn, có thể anh sẽ nếm được những hương vị khác nhau đó. Diệp Phàm cười nói. Được, chú em cũng hiểu nghệ thuật uống trà. Triệu Sương Sơn sửng sốt. Nghệ thuật trà tôi không hiểu lắm, tuy nhiên, tôi có cách thức của riêng mình. Không tin anh thử xem. Diệp Phàm cười nói, Triệu Sương Sơn cũng có chút ngạc nhiên, đưa ấm trà cho Diệp Phàm. Diệp Phàm bắt đầu thi triển, đương nhiên là hắn dùng nội khí uẩn nhuận lá trà. Khẳng định mỗi lần uẩn nhuận là không giống nhau. Đương nhiên, Diệp Phàm còn cho một ít bột phấn nhân sâm vương 200 năm vào trong trà. Quả nhiên, sau khi uống xong Triệu Sương Sơn rất cảm thán, nói rằng. Hương vị đúng là không giống, chú em lợi hại thật. Lúc trước cho lão gia nhà tôi mấy viên dược hoàn, tôi còn nghĩ thuốc này cũng bình thường thôi. Sau đó thiếu chút nữa bị lão gia tử quát cho một chút. Cũng thử ăn một viên, cảm thấy không tồi, tinh thần thật tràn trề. Dường NWS trẻ thêm vài tuổi. Chẳng lẽ chú em còn có một cao thủ kỳ hoàng sao? Cũng không gọi là cao thủ, mới đây có học qua của một đạo sĩ tha phương. Sau đó tình cờ gặp gỡ đại sư Trương của võ đang một chút. Tiếp cận qua loa một chút. Diệp Phàm cười nói. Thật đáng tiếc. Đột nhiên Triệu Sương Sơn có chút tiếc nuối. Đáng tiếc gì vậy anh Triệu? Diệp Phàm truy hỏi. Chính là quá ít dược hoàn. Lão gia tử cho mỗi anh em chúng ta một viên. Vốn chúng ta không có ý này. Chúng ta thấy thuốc đông y được hơn, chỉ là để bổ khí thôi. Tuy nhiên, mọi người dùng đều cảm thấy không tồi, hơn nữa không có phản ứng có hại nào. Sau lại hỏi lão gia tử, tất cả mọi người đều muốn chuẩn bị một viên cho con cái mình dùng thử. Tuy nhiên, lão gia tử cũng lắc đầu, nói thuốc này chỉ có mấy chục viên. Cho dù là Diệp Phàm cũng không còn, bảo chúng ta không cần phải hỏi nữa. Triệu Sương Sơn nói, thuốc này quả thật là rất khó có, là do một cao nhân vùng núi pha chế. Tuy nhiên, hôm nay tới đây tôi có lấy được 2 viên. Đã đến đây anh Triệu lấy dùng đi, tuy nhiên, cái khác thật sự là tôi không có cách nào. Diệp Phàm nói xong đưa ra 2 cái chai. Cảm ơn, tôi không khách khí nữa. Tôi xin nhận. Triệu Sương Sơn ha hả cười nói, đem cái chai đựng dược hoàn cất cẩn thận vào ngăn tủ. Hai người bình phẩm một chút về trà, đột nhiên Triệu Sương Sơn cười nói. Chú em, có dự định quay về Việt Đông hay không? Có muốn trở về, chỉ sợ là không có vị trí thích hợp. Diệp Phàm sửng sốt cười cười. Chương 3307, vị trí là do người tạo ra. Làm sao có thể nói không có vị trí thích hợp được? Vị trí là do người tạo ra mà, điều chỉnh một chút là có thôi. Vấn đề mấu chốt là bây giờ tuổi tác của cậu vẫn còn quá trẻ. Thăng lên phó chủ tịch tỉnh thì thực sự là chướng mắt. Phó chủ tịch tỉnh 30 tuổi, khó đấy, ôi. Triệu Sương Sơn thở dài. Nếu ở tập đoàn Hoành Không cũng đã là gần như một phó bộ tham chiếu rồi. Việc này chẳng phải trong lòng cũng có chút không thoải mái sao? Đó là đương nhiên, nếu nói trong lòng thoải mái thì là nói dối. Không thoải mái cũng chẳng có cách nào, ai bảo tôi không thể lớn thêm vài tuổi nữa chứ? Diệp Phàm cười nói. Việt Đông chúng tôi cũng có nhà máy cấp phó bộ, hay là đi qua một chuyến nhỉ?
Triệu Sương Sơn cười nói. Khỏi cần, như nhau thôi. Hơn nữa nghe nói anh Triệu có lẽ cũng sắp đi rồi phải không? Đến khi anh đi, tôi ở đó chẳng phải là rắc rồi hay sao? Diệp Phàm nói thẳng. Ha ha, cũng đúng. Thời gian tôi ở Việt Đông cũng không ngắn nữa. Đi là chuyện sớm hay muộn. Tuy nhiên, bất kể tôi đi đâu, việc của cậu tôi sẽ ghi nhớ. Biểu hiện của Triệu Sương Sơn hôm nay rất tích cực. Cảm ơn anh Triệu. Diệp Phàm nói. Bữa tối, địa chủ Đồng Oanh Oanh mời khách. Đồng Oanh Oanh tung tăng đến, mặc bộ quần áo kiểu lễ phục dạ hội cổ rất thấp. Đồng Oanh Oanh hơi cúi người xuống là có thể nhìn thấy một khoảng trắng như tuyết rồi, còn có cả cái khe sâu khó lường nữa. Đây hình như là phòng VIP cho tình nhân. Diệp Phàm đảo mắt nhìn xung quanh, cười hỏi. Hai chúng ta không giống sao? Đồng Oanh Oanh liếc mắt một cái. Tôi cũng nghĩ thế, tuy nhiên, trong nhà còn có một vị, vừa mới kết hôn, không dám có cách nghĩ như thế. Diệp Phàm liếc mắt nhìn bộ ngực vươn cao của cô ta một cái, cười. Đây rất giống với tính cách của ông chủ Diệp chứ. Đồng Oanh Oanh cười nói. Tôi trong mắt của em chính là loại người đó sao? Diệp Phàm cười như không cười. Gần như thế, trẻ không phong lưu già nuối tiếc mà. Ông chủ Diệp anh lại chẳng phải là kẻ khô khan. Lời của Đồng Oanh Oanh có chút buồn bực, nói. Hóa ra tôi chính là một kẻ háo sắc trong mắt của em. Không tốt sao? Đồng Oanh Oanh cười rồi uống một ngụm nhỏ nửa chén hồng tửu. Chợt trên mặt ửng hồng. Xin lỗi Oanh Oanh, anh đã đến muộn. Cánh cửa bị người ta đẩy ra, một người thanh niên rất có phong độ bước nhanh vào. Diệp Phàm sững sờ có chút mơ hồ. Người này nhìn thấy Diệp Phàm giống như đang ngồi vào vị trí của mình, chợt cũng sững sờ. Vẻ mặt tươi cười vừa nãy đã không còn nữa, thay vào đó là vẻ mặt đầy tức giận. Mày là ai, cút ngay. Người kia mở miệng. Đừng như thế tiến trọng, anh ấy là Diệp Phàm bạn của em. Đồng Oanh Oanh vẫn cười rạng rỡ, rất hút hồn. Diệp Phàm cảm thấy hình như sau lưng như bị người ta đâm một dao, chợt sống lưng ớn lạnh. Liếc nhìn Đồng Oanh Oanh, Đồng Oanh Oanh tỏ vẻ thờ ơ, người con gái này nhất định là đang đóng kịch. Phục vụ, bày thêm một bộ chén đũa nữa. Đồng Oanh Oanh chỉ vào giữa bàn ở vị trí đối diện nói. Bảo tôi ngồi ở đây, có phải là làm khán giả xem các người biểu diễn hay không? Đinh Tiến Trọng cười nhạt nói. Tiến Trọng, đừng nói như thế. Diệp Tổng là lão tổng của tập đoàn Hoành Không, anh cũng biết đó, công ty chúng ta và bọn họ cùng đầu tư. Xưởng đóng tàu chính là cổ phần chung của chúng ta. Diệp Tổng từ tổng bộ xuống thì em phải tiếp đãi chứ có phải không nào? Đồng Oanh Oanh nói. Tỏ ra có chút oan ức, sau đó chỉ Đinh Tiến Trọng giới thiệu. Diệp Tổng, vị này chính là trưởng phòng thanh tra Đinh Tiến Trọng của phòng thanh tra thành phố Việt Đông. Đinh Lương Sinh, bố của trưởng phòng Đinh là phó chủ tịch thành phố Việt Đông chúng ta. Được phân công quản lý công tác thuế vụ. Sau này khoản thuế vụ của xưởng đóng tàu chúng ta còn phải nhờ bọn họ chiếu cố. Ha ha, trưởng phòng Đinh, lần đầu quen biết. Diệp Phàm đứng dậy đưa tay ra. Ồ, Diệp Tổng hình như có rất nhiều nghiệp vụ đều ở Việt Đông phải không? Như là bãi Yến Nguyệt Sơn Trang gần đây rất nổi tiếng, còn có xưởng đóng tàu nữa. Đinh Tiến Trọng không bắt tay, chỉ là gật đầu có tính tượng trưng, sau đó lời này có hàm ý uy hiếp. Đương nhiên là nếu ngươi không nghe lời thì sau này những công ty đó như thế nào thì không biết. Sơn Trang bãi Yến Nguyệt đúng là công ty chúng tôi khai phá, còn có xưởng đóng tàu chúng tôi cũng là cổ đông lớn thứ hai. Diệp Phàm vừa nhìn thấy tên này ra oai, cũng thu tay, không hề khách khí ngồi xuống vị trí cũ. Đinh Tiến Trọng vào trong phòng vệ sinh, rất lâu sau mới đi ra. Ngồi xuống vị trí mới được đặt thêm vào vẻ mặt như không có chuyện gì. Phục vụ, lấy cho ta chai Louis 5XXX. Đinh Tiến Trọng giống như chủ nhân. Diệp Phàm vừa nghe, chợt rất mừng rỡ. Loại rượu này không phải rẻ, một chai 50, 60.000 tệ. Hắn liếc mắt nhìn Đồng Oanh Oanh thầm nói đây là để cho ngươi đau lòng một chút. Thế là Đồng Oanh Oanh cười nói. Nhanh, nhanh, mang lên mấy chai đi, hôm nay công ty chúng tôi làm chủ. Diệp Tổng xuống, đương nhiên phải đãi loại hồng tửu tốt nhất, đồ ăn ngon nhất rồi. Diệp Phàm vừa nghe, thiếu chút nữa thì vẹo mũi. Đồng Oanh Oanh cô mời khách lúc này lại biến thành công ty mời, thế chẳng phải là tập đoàn Hoành Không cũng phải trả tiền cho bữa hồng tửu tối nay hay sao? Còn Đồng Oanh Oanh lại nở nụ cười chiến thắng trên mặt. Ba người đều có tâm sự riêng cùng uống, còn Đinh Tiến Trọng chuyên tìm Diệp Phàm chúc rượu. Diệp Phàm đương nhiên là rửng rưng, ai đến cũng không từ chối. Diệp Tổng tửu lượng thật cao đấy.
Đinh Tiến Trọng hừ nói. Cũng bình thường, so với trưởng phòng Đinh thì còn kém xa. Diệp Phàm nói. Đúng lúc này, lại có hai người cầm chén rượu đi vào. Mỉm cười từ xa, nói to với Đinh Tiến Trọng. Trưởng phòng Đinh cũng ở đây sao? Đúng vậy trưởng phòng ứng, các anh ở phòng số mấy? Đinh Tiến Trọng đứng dậy cười. Chúng tôi phòng số 88, trưởng phòng Đinh, tôi mời anh một chén. Trưởng phòng ứng đi vào tỏ ra rất khách khí, sau khi mời Đinh Tiến Trọng một chén liếc nhìn Đồng Oanh Oanh, cười nói. Vị này là bạn của tôi, đồng tổng của Hoàng Triều. Đinh Tiến Trọng cười nói. Ai ra, người nổi tiếng đây, đồng tổng, tôi mời cô một chén. Trưởng phòng ứng cười với Đồng Oanh Oanh và làm một hơi. Trưởng phòng Đinh, vị này cũng là bạn của anh. Trưởng phòng ứng nhìn Diệp Phàm, cười hỏi. Không hẳn là thế, là đồng tổng gọi đến. Cách nói của Đinh Tiến Trọng giống như hôm nay Diệp Phàm đến là để kiếm bữa cơm vậy. Người anh em làm việc ở đâu? Trưởng phòng ứng nhìn Diệp Phàm. Người ta là ông chủ của tập đoàn Hoành Không, hoành tráng hơn chúng ta nhiều. Lời nói của Đinh Tiến Trọng hàm chứa chút chua xót. Tập đoàn Hoành Không, chưa từng nghe qua. Trưởng phòng ứng hừ một tiếng gật đầu với Đinh Tiến Trọng rồi quay người đi, đương nhiên là bỏ Diệp Phàm sang một bên. Còn tên đi cùng với trưởng phòng ứng cũng diễn lại y như vậy, cuối cùng cũng mặc kệ Diệp Phàm quay đầu bỏ đi. Sau đó liên tiếp ba, bốn tên nữa vào cũng với thái độ như thế, Diệp Phàm đương nhiên hiểu rõ, người ta đặc biệt tới là để làm nhục mình. Tuy nhiên, hắn lại bình thản chẳng thèm để ý, tự mình phân cao thấp với mấy món ngon trên bàn. Đồng Oanh Oanh ngồi bên cạnh cười như không cười quan sát. Đinh Tiến Trọng thật nổi bật, có người gọi là anh Đinh, có người trưởng phòng Đinh, thậm chí còn có người gọi là Đinh Công Tử đều được gọi hết. Hắn chén này đến chén khác uống rất tưng bừng. Còn Diệp Phàm đương nhiên thì bị lạnh nhạt, lúc này ngay cả Đồng Oanh Oanh cũng cố ý lạnh nhạt với Diệp Phàm, cô ta muốn thấy chuyện cười của Diệp Phàm. Tiến Trọng, sao con lại ở đây? Lúc này một giọng nói truyền đến từ ngoài cửa. Đinh Tiến Trọng và Đồng Oanh Oanh đều nhìn và tươi cười chào. Vâng thưa Chủ tịch Đinh. Bố, hôm nay là đồng tổng của Hoàng Triều mời con ăn cơm. Đinh Tiến Trọng càng ra vẻ, vừa nói chuyện bên này, vừa liếc mắt nhìn Diệp Phàm. Ồ, ta ăn cơm cùng với Bí Thư Vu, chờ chút nữa con rảnh thì vào đó một lúc, còn có nhiều lãnh đạo cũng ở đó, làm quen một chút cũng tốt. Đinh Lương Sinh nói. Thế thì tốt, con chờ một chút sẽ qua. Đinh Tiến Trọng gật đầu nghiêm chỉnh. Chủ tịch tỉnh Đinh, ông là người rất bận rộn, khó có thể gặp được ông, Oanh Oanh tôi kính ông một chén. Lúc này Đồng Oanh Oanh đã rót rượu, cầm một chén trên tay. Ha ha, Đồng Tổng chính là nhân vật nổi tiếng của tỉnh Việt Đông chúng ta. Đinh Lương Sinh cười nói đón lấy chén rượu. Trước mặt Chủ tịch Đinh đâu có thể gọi là nổi tiếng được có phải không nào? Dù nhân vật nổi tiếng cỡ nào cũng không bằng Chủ tịch Đinh. Đồng Oanh Oanh cười nói. Được người đẹp khen ngợi trước mặt, Đinh Lương Sinh cảm thấy vui vẻ, nhìn con trai tỏ ra hiểu một chút gì đó, miệng cũng cười nói. Già rồi, già rồi, tuy nhiên Tiến Trọng cũng có phong độ thời thanh niên của tôi. Lúc này lại có mấy tên đi vào gọi Chủ tịch Đinh, trưởng phòng Đinh, uống rất vui vẻ. Còn Đinh Lương Sinh thì người nào vào cũng cụng một ly, xem như là lấy thể diện cho con trai. Sau đó khi vừa đặt cái chén trong tay xuống đang muốn quay người rời đi thì ánh mắt lướt qua mặt Diệp Phàm, chợt sửng sốt. Ông ta nhìn lại lần nữa, miệng có chút không chắc chắn hỏi. Cậu, đúng rồi, cậu có phải là... Nghe Đinh Lương Sinh vừa nói, chợt mắt của 7, 8 người tại hiện trường đều hướng về Diệp Phàm. Chủ tịch Đinh, anh ấy là tổng tài Diệp Tổng của tập đoàn Hoành Không. Trước kia đã từng công tác ở ngư đồng của Việt Đông. Đồng Oanh Oanh cười nói. Ai ra, đúng là trưởng ban Diệp hả? Đinh Lương Sinh sửng số, lập tức cầm chén rượu trên bàn lên đi về phía Diệp Phàm. Trưởng ban Diệp, danh hiệu này cũng là từ mấy năm trước rồi, bây giờ tôi chỉ là một lão tổng của một nhà máy mà thôi. Diệp Phàm thản nhiên cười. Trưởng ban Diệp nói đùa, năm xưa khi anh là phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy thì tôi là bí thư huyện Kim Mã của Ngư Đồng. Mà người sát hạch chính là trưởng ban Diệp anh. Đinh Lương Sinh vẫn có chút cảm thán. Đúng vậy sao, chuyện đã lâu quá rồi nên tôi quên mất. Diệp Phàm cười nhạt. Tôi kính anh một ly Diệp Tổng. Đinh Lương Sinh nhiệt tình cầm chén rượu qua. Diệp Phàm nâng chén rượu chạm nhẹ với ông ta uống một ngụm nhỏ, còn thể hiện của Đinh Tiến Trọng thì rất khó chịu. Tiến Trọng, qua đây kính Diệp Tổng một ly. Năm xưa khi Diệp Tổng ở ban tổ chức tỉnh ủy đã có từng chiếu cố đối với bố đấy,
Đinh Lương Sinh cười nói. Đinh Tiến Trọng đỏ mặt, không qua, lời của bố không thể không nghe, đành phải cầm chén rượu vô cùng ngượng ngùng cùng với Diệp Phàm một chút. Còn mấy tên vừa rồi mới vào vừa nhìn thấy thế, tất cả cũng lại chúc rượu với Diệp Phàm. Lão Đinh, sao anh lại ở đây? Lúc này một giọng nói lại truyền đến từ ngoài cửa. Diệp Phàm vừa nghe đã biết đó là Phó Bí Thư Thường Trực Ủy Ban Kỷ Luật Tỉnh Việt Đông Vu Chí Hải. Chương 3308, bị đàn bà lừa gạt. Vu Chí Hải trước kia đã từng nhậm chức ở Ngư Đồng, bởi vì lão và tướng quân Lý Khiếu Phong có quan hệ thân thích, là anh họ của Lý Long. Sau đó dưới sự giúp đỡ của Lý, lão đã được điều đến công tác ở Ủy ban Kỷ luật. Khi Lý Khiếu Phong lo tang sự thì Vu Chí Hải cũng qua, tuy nhiên, chẳng mấy người biết được quan hệ của lão với Lý gia. Bởi vì người này từ trước đến giờ không nhắc đến. Xin lỗi, vừa gặp được người quen. Diệp Tổng chắc lão Vu cũng quen chứ, hay là vào cùng uống mấy chén. Đinh Lương Sinh nói. Vị nào thế? Vu Chí Hải cười nói. Đồng nghiệp ở Ngư Đồng trước kia, đồng chí Diệp Phàm. Đinh Lương Sinh cười nói. Là Diệp Tổng à, tôi lại tưởng là ai? Chí Hải thất lễ rồi. Vu Chí Hải vừa nghe liền bước mấy bước dài đến cầm chén lên mời rượu. Hơn nữa Vu Chí Hải đối với Diệp Phàm rõ ràng là rất thân mật, thậm chí, Đinh Tiến Trọng phát hiện Vu Chí Hải dường như còn có vẻ tôn trọng Diệp Phàm, khiến cho Đinh Tiến Trọng hết sức kinh ngạc. Được Vu Chí Hải cho biết, nhiều đồng chí trong phòng VIP của anh ta liền qua chúc rượu Diệp Phàm. Lập tứ, sự nổi bật đã bị Diệp Phàm cướp mất khiến cho Đinh Tiến Trọng đành tức giận đứng một bên. Ăn cơm xong thì giải tán. Đồng Tổng, hôm nay tôi đúng là được làm công tử Bạc Liêu rồi. Diệp Phàm liếc mắt cười nói với Đồng Oanh Oanh. Lời của Diệp Tổng tôi không hiểu, có phải là sót vì công ty phải bỏ tiền không? Khoản tiền này không cần báo với công ty đâu, tự tôi bỏ tiền túi ra là được rồi. Đồng Oanh Oanh cười duyên dáng. Cô bỏ tiền túi ra là bình thường, lần này là cô lấy danh nghĩa cá nhân mời tôi có phải không nào? Tin rằng người đẹp tỷ phú của chúng ta sẽ không để ý một chút tiền lẻ này đâu có phải không nào? Diệp Phàm ví von nói. Ô, lâu lắm rồi mới thấy Diệp Tổng dẻo miệng như thế. Đồng Oanh Oanh cười nói. Tuy nhiên, hôm nay tôi để cho cô làm bà lớn thì cô cũng phải bồi thường cho tôi một chút chứ có phải không nào? Ánh mắt của Diệp Phàm lướt qua trên bộ ngực của Đồng Oanh Oanh. Bà lớn đâu dám để Diệp Phàm phải chịu. Đồng Oanh Oanh nói. Tên Đinh Tiến Trọng kia có phải là suốt ngày quấn lấy cô không? Mà về thuế má thì hắn lại ngăn cản chúng ta, cho nên cô không tiện nói thẳng vào mặt hắn. Vì thế hôm nay đã kéo tôi ra làm bình phong. Diệp Phàm nói. Sao có thể nói như thế được có phải không nào Diệp Tổng, tôi có ý tốt muốn mời hai người đến chứ chẳng có ý gì khác. Đồng Oanh Oanh cười nói. Hôm nay đạt được mục đích rồi, cô vừa lòng chứ? Diệp Phàm trêu đùa. Thế thì tôi mời anh khiêu vũ, hát karaoke là được chứ gì? Đồng Oanh Oanh cười nói. Diệp Phàm cũng đồng ý, hai người đi thẳng vào phòng hát. Để tránh gặp phải người quen ảnh hưởng không hay, Đồng Oanh Oanh đặc biệt chọn một phòng hát nhỏ tương đối kín đáo. Hồng Tửu mang lên, vũ khúc nhẹ nhàng vang lên. Anh Diệp, anh ôm Oanh Oanh có được không? Tôi cảm thấy rất mệt. Sắc mặt Đồng Oanh Oanh bị Hồng Tửu làm cho đỏ lên, dưới ánh đèn màu toát lên vẻ rất xinh đẹp. Vẻ lạnh lùng khi đi làm hàng ngày so với vẻ cười nói ở trên bàn rượu thì là hai người khác nhau. Cô giống như người không có xương vậy, toàn thân dựa vào người Diệp Phàm. Ôi, cô gái hai mươi mấy tuổi như cô lại quản lý một nhà máy lớn như thế, đúng là không dễ dàng. Tôi thấy hay là con nên sớm tìm một người, dù sao tiền cũng kiếm mãi không hết. Vừa phải là được rồi, đừng khiến mình giống như một người đàn bà. Diệp Phàm thở dài, nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy eo của cô ta. Tôi vốn là đàn bà lẽ nào tôi vẫn còn là cô gái? Đồng Oanh Oanh nói, chợt Diệp Phàm thấy hối hận bởi câu nói này. Việc này, Oanh Oanh, đó đã là việc của nhiều năm trước rồi. Quên nó đi. Diệp Phàm nói. Quên, anh nói có thể quên sao? Anh là người đàn ông đầu tiên trong đời tôi. Là người đàn ông đầu tiên biến Đồng Oanh Oanh tôi từ một cô gái thành đàn bà. Cho đến giờ vẫn là người đàn ông đầu tiên như thế. Đàn ông các anh vừa kéo quần lên là đã có thể quên hết tất cả, phụ nữ chúng tôi không thể làm được. Anh Diệp, trong mắt anh thực sự không coi Oanh Oanh ra gì có phải không? Đồng Oanh Oanh xúc động, toàn thân cô như một động vật nhuyễn thể cứ nép sát vào ngực Diệp Phàm. Hai tay đu trên cổ, môi thì kề sát dưới cằm Diệp Phàm. Một mùi hương từ cơ thể của người con gái tỏa ra,
lại thêm tác dụng của Hồng Tửu, Diệp Phàm cũng rung động tâm tình. Đưa tay ôm chặt lấy Oanh Oanh vào ngực. Hai người vừa uống rượu vừa nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng còn khiêu vũ rất nhẹ nhàng, tình cảm. Về đến nhà, Đinh Tiến Trọng tức giận nói với bố mình. Gã họ Diệp này quá vênh váo. Sao thế? Đinh Lương Sinh sửng sốt hỏi. Rõ ràng Oanh Oanh có cảm tình với con, hắn lại dựa vào mình là ông chủ của tập đoàn Hoành không định. Khốn kiếp, con đã điều tra rồi, tập đoàn Hoành không có cổ phần ở nhà máy đóng tàu phi không? Tuy nhiên, nể mặt Oanh Oanh nên con không muốn cản trở bọn họ. Tuy nhiên, Sơn Trang bãi Yến Nguyệt thì con sẽ không tha cho đâu. Con muốn khiến cho họ Diệp đó đến cầu xin Đinh Tiến Trọng con. Đến khi đó sẽ từ từ trị hắn. Đinh Tiến Trọng tức giận nói. Con hỗn xược. Không ngờ Đinh Lương Sinh liền mắng. Con làm sao hả bố, người mà con trai của bố định lấy làm vợ sắp bị người ta cướp mất rồi, bố còn mắng con nữa. Đinh Tiến Trọng cảm thấy rất uất ức. Con à, thực sự cho rằng mình đủ cân đủ lượng hay sao? Con không thấy Vu Chí Hải hay sao? Năm xưa khi Diệp Phàm còn ở Việt Đông hai người bọn họ cùng mặc một chiếc quần đấy. Đinh Lương Sinh hừ nói. Vu Chí Hải thì làm sao, con lại cũng chẳng tham nhũng hay cướp bóc, kỷ luật thì liên quan quái gì đến con? Đinh Tiến Trọng ngang ngạnh cãi. Con dám nói tất cả đều trong sạch hay không? Đinh Lương Sinh hừ nói. Việc này, Đinh Tiến Trọng nhất thời do dự. Đúng rồi hả, Vu Chí Hải muốn trị con thì sẽ có thủ đoạn. Chỉ mỗi việc ăn, uống thôi cũng có thể kỷ luật con rồi. Con cũng không nghĩ xem, Diệp Phàm là người như thế nào. Khi xưa là cấp dưới thân thiết của Bí Thư Triệu, bây giờ Bí Thư Triệu vẫn còn ở Việt Đông, người ta nói một câu thì con chết chắc. Đinh Lương Sinh giáo huấn. Việc này con nhất định không được làm bậy, bãi Yến Nguyệt tại sao lại phát triển thuận lợi như thế? Các ngân hàng lớn ở Việt Đông đua nhau cho họ vay tiền. Chủ tịch tỉnh Uông đã đến bãi Yến Nguyệt hai lần, con một chút cũng không nhớ gì hả? Con thực sự cho rằng chủ tịch tỉnh Uông ăn no không có việc gì làm lại chạy đến công trường để chơi hả? Đó chính là nói với bên ngoài rằng, bãi Yến Nguyệt này là chủ tịch tỉnh Uông ta đang quan tâm. Con nói xem, cái thân nhỏ bé này của con thì có thể làm được gì ai? Con sẽ gây khó khăn cho bọn họ về khoản thuế vụ, xem bọn họ có cách gì. Đinh Tiến Trọng ngang bướng. Gây khó khăn cái rắm, con có tin một khi con ra tay với bãi Yến Nguyệt thì không cần mất nhiều thời gian, cái mũ quan của con sẽ bay ngay. Đinh Lương Sinh hừ nói. Thế thì con cứ dương mắt lên nhìn tên xúc sinh đó cướp Oanh Oanh hay sao? Bố phải nghĩ, Đồng Oanh Oanh là nhân vật nổi tiếng, hơn nữa gia tài hàng tỷ. Một khi có sự ủng hộ của tiền như thế, chúng ta có thể trèo lên vị trí nào? Hơn nữa bây giờ Diệp Phàm đã được điều đi rồi. Hắn chỉ là lão tổng của một nhà máy mà thôi. Chúng ta chỉ cần làm theo quy định, quy tắc là đã có thể ép chết bọn họ rồi. Đinh Tiến Trọng vẫn ngoan cố không chịu từ bỏ ý định. Ta thấy não của con phải bỏ ra cho lừa nó dẫm đạp vài thì mới được. Còn à con, thanh niên khí thịnh nữ vương tinh danh. Con cho rằng Đồng Oanh Oanh dễ nắm bắt như vậy sao? Người ta là tỷ phú, là dựa vào sự bươn trải lâu rồi. Loại con gái này con đừng để bị cô ta chơi cho là được rồi. Cô ta và con bây giờ có tốt thì đơn giản cũng chẳng phải là muốn con chiếu cố cho cô ta về khoản thuế vụ hay sao. Cô ta đã nhìn thấy quyền lực trong tay bố con còn thực sự cho rằng Đinh Tiến Trọng người ta phải gào khóc để được cưới con hay sao. Những công tử nhà giàu vây quanh cô ta đều có, ở Việt Đông thì Đinh Tiến Trọng con có thể lọt vào mắt cô ta hay sao. Việc này trước mắt con còn chưa ra tay thì đừng có ra tay. Coi như là một lần chịu thiệt là được rồi. Ánh mắt Đinh Lương Sinh tinh tường. Con hiểu rồi bố, thôi vậy, xem như chưa biết tên này. Đinh Tiến Trọng hằn học nói. Hiểu thì tốt. Đinh Lương Sinh đưa tay vỗ vai con, cười nói. Con trai của Đinh Lương Sinh ta ở Việt Châu lẽ nào lại không cưới được một người con gái như ý. Tiến Trọng, con cũng không còn nhỏ nữa rồi. Đừng ham chơi nữa. Con hiểu rồi. Đinh Tiến Trọng gật đầu, lúc này điện thoại có người gọi tới, hắn nhìn số liền đi ra ngoài. Cái gì, Đồng Oanh Oanh đang ở phòng hát A Sâm? Đinh Tiến Trọng nhận điện thoại liền hỏi. Phòng hát A Sâm hình như ta chưa nghe qua quán này. Là một phòng hát nhỏ, không nổi tiếng lắm, lại ở nơi hẻo lánh. Khi tôi đến đây chơi cùng với bạn thì bọn họ nói vào hát nên đã vào. Rồi phát hiện Đồng Tổng cũng ở đó, khi đó tôi cảm thấy kỳ lạ, Đồng Tổng gia đình giàu có, sao lại chịu đến nơi nhỏ bé như thế này? Tuy nhiên, nhìn sang bên cạnh thì phát hiện có một người đàn ông.
đầu bên kia nói trong điện thoại. Dáng vẻ người đàn ông đó như thế nào? Có phải là có một ít râu quai nón, mặt hình tròn hơi dài một chút? Cao chưa đến 1m80. Đinh Tiến Trọng hỏi, một sự phẫn nộ từ trong lòng đẩy ra ngoài. Đã vứt bỏ lời dạy của bố mình. Dáng vẻ đúng như thế. Mẹ kiếp, một đôi cầu nam nữ, nhất định là đến để vụng trộm. Đồng Oanh Oanh là người nổi tiếng, đương nhiên không dám đến những nơi quá phồn hoa. Tôi thấy hai người bọn họ đặt một phòng VIP nhỏ rồi đi vào đó. Trong điện thoại nói, Đinh ca, loại con gái này tôi thấy cũng không đáng. Đinh ca nói một tiếng thì chắc chắn cô ta sẽ bị xử lý. Còn gã đàn ông kia, mẹ nó, cho nó vào bệnh viện nằm mấy tháng rồi nói. Nằm thì dễ cho hắn quá. Lúc này sắc mặt Tiến Trọng đã sắp biến thành màu đen. Ý của Đinh ca là, đối phương hỏi, cho hắn tàn phế, bố trí cho tốt, lập tức làm việc, tiền hả, đưa trước một ít, còn nữa, chờ ta đến rồi cùng đi, gọi A Thiên đem theo anh em đến. Đinh Tiến Trọng hừ nói, bước nhanh vào trong xe. A Thiên tên thật là Trung Hùng Thiên, là nhà báo của tờ Đô Thị Việt Đông. Vừa rồi gọi điện thoại là Thu Trường Quý, cũng có chút tiếng tăm trên đường phố, đều là lũ bạn xấu của Đinh Tiến Trọng. Hương thơm mê người. Sau khi lại nhảy thêm một bản nhạc, Đồng Oanh Oanh uổng một hơi hết chén hồng tửu. Rất lâu sau đột nhiên cô ta vứt bỏ đi sự rụt rẻ của người con gái. Vứt bỏ đi sự cao quý, thanh nhã của cô ta, dường như cô ta vứt bỏ tất cả. Thứ mềm mại ngọt ngào trong miệng cô ta nhẹ nhàng liếm khóe môi của Diệp Phàm, một luồng không khí hết sức kiểu diễm bao trùm căn phòng này. Chương 3309, tên xúc sinh. Hai chiếc lưỡi cuối cùng đã đại chiến với nhau. Còn hai cơ thể thì quấn lấy nhau trên ghế sofa, Diệp Phàm là người kiên nghị như thế nhưng cũng không kim nổi. Tuy nhiên, Diệp Phàm vẫn còn chút tỉnh táo, biết ở đây không hợp để làm chuyện này. Thế là định ôm Đồng Oanh Oanh rời đi. Đúng lúc này, uỳnh một tiếng rất to. Cảnh cửa đã bị người ta dùng sức đạo tung ra, mấy tên liền xông vào, có kẻ hét to. Thông dâm, thông dâm. Còn đèn chớp loang loáng khiến trong phòng rất chói mắt. Diệp Phàm tức giận. Vừa định làm việc hay khi định cởi quần áo thì lại gặp phải việc này, một cước đạp tới, một tên cầm gậy sắt bị Diệp Phàm đạp bay đập vào chiếc tivi. Thông dâm cái con mẹ mày à. Diệp Phàm chửi thô tục. Thuận tay tát một cái, một tên kêu lên thảm thiết, miệng nôn ra máu, mấy cái răng cửa cũng bay vào góc tường. Những cú đấm, đá của Diệp Phàm cơ bản không cần dùng đến nội khí, chỉ cần dùng nắm đấm để đánh người. Đây chính là lang thuật do tộc người Nạp Tây Mễ ở quần đảo Duy Cơ Tư sáng tạo ra. Lang thuật nặng về luyện tập thể lực, còn nội khí thì chất chứa trong cơ bắp. Bốp! A, à, máy ảnh của tôi! Có người kêu lên thảm thiết, cảm thấy trước mắt tối sầm, trên mặt dính một đấm chợt sưng vù lên như cái bánh bao to. Chụp hả, tao sẽ cho mày chụp đủ thì thôi. Tên bánh bao đó lại bị Diệp Phàm đá một cái bay vào một góc, làm bạn với chiếc máy ảnh cao cấp đã bị vỡ vụn của hắn. Lúc này vẫn còn 5 tên cầm gậy sắt, trên người xăm trổ hổ, ưng hung hãn, chúng sợ hãi chạy vù ra ngoài như thủy triều. Bởi vì bọn chúng biết hôm nay đã gặp phải cao thủ, căn bản mấy người mình không thể dạy dỗ được. Lại những tiếng huỵch, huỵch vang lên. Trong phòng đầy những tiếng kêu đau thảm thiết. Trợ lý Khổng, tôi là Diệp Phàm, ở đây là phòng hát A Sâm, tôi vừa bị một đám người lạ tấn công. Điện thoại của Diệp Phàm đã được kết nối. Khi Diệp Phàm còn ở Việt Đông đã từng giúp đỡ Khổng Đông Vọng khi đó chính là người đầu tiên trong đường dây quan hệ của Diệp Phàm. Chỉ có điều chưa được vào trong vòng trung tâm của mối quan hệ đó mà thôi. Tuy nhiên, khi đó Khổng Đông Vọng là trưởng phòng quốc an của tỉnh. Còn bây giờ đã thăng chức lên là trợ lý chủ tịch tỉnh Việt Đông, phó bí thư ủy ban chính trị pháp luật kiêm giám đốc sở công an. Trợ lý Khổng đang ăn uống rượu cùng với bạn. Vừa nhận được điện thoại của Diệp Phàm thì lập tức đứng dậy vội vàng đi. Sao mãi mà chưa thấy ra? Chắc là việc đã được hoàn thành rồi chứ, mẹ kiếp tam nhãn tử này có lẽ định chấm mút tí hay sao? Hắn cũng không nghĩ, Đồng Oanh Oanh dù có xấu như thế nào thì cũng không đến lượt hắn chấm mút. Thu Trường Quý và Đinh Tiến Trọng đang đứng ở trong một quán cà phê đối diện phòng hát A Sâm vừa uống cà phê vừa chăm chú theo dõi phía đối diện. Phát hiện không hề có động tĩnh gì, trong lòng rất nghi ngờ. Loại phòng VIP nhỏ như thế này thì chuyện đánh nhau, đập bàn đập ghế xảy ra thường xuyên, mà ông chủ của phòng hát thường thì đều giả vờ như không biết, chờ đến khi đánh chán rồi mới xuất hiện. Gọi điện cũng không nghe, mẹ kiếp, tôi thấy có phải là hắn đang làm gì rồi.
Thu Trường Quý bực tức, nói. Hay là tôi vào trong xem tình hình thế nào. Đừng vội, có lẽ là Tam Nhãn Tử muốn từ từ dạy dỗ đôi mèo mả gà đồng này. Cứ để bọn họ đập phá một lúc nữa đi. Đinh Tiến Trọng nở nụ cười dữ tợn. Đúng đúng, tốt nhất là lột hết quần áo ném ra đường. Thu Trường Quý cười nói nịnh nọt. Đồ ngốc, chúng ta là làm trộm, làm xong lập tức bảo bọn họ trốn đi. Tuy nhiên, giám sát của phòng hát đã giải quyết chưa? Đinh Tiến Trọng nói. Cái đó thì quá dễ dàng, phòng hát này là chỗ quen của tôi rồi. Trên mặt Thu Trường Quý lộ ra vẻ đắc ý. Tuy nhiên, đúng lúc này, kít một tiếng, hai chiếc xe Jeep và một chiếc Audi A6 lao đến, một người cao to bước ra vội vàng chạy vào trong, có hơn chục người theo phía sau. Quái lạ, anh ta đến làm gì? Đinh Tiến Trọng đứng dậy kinh ngạc. Việc này có gì lạ, đây là phòng hát A Sâm, tuy nhỏ nhưng cũng có 30 phòng. Nói nó nhỏ là so với những phòng hát cao cấp mà thôi. Khách lui tới cũng không ít, Audi A6 cũng chẳng là gì đâu, anh xem, đỗ bên cạnh còn có cả BMW nữa kìa. Thu Trường Quý nói. Ngươi thì hiểu cái quái gì, có biết người vừa rồi bước ra từ chiếc A6 đó là ai không? Đinh Tiến Trọng tức giận. Anh Đinh, lẽ nào người đó có vai vế? Thu Trường Quý rụt cổ lại. Vai vế rất lớn, giám đốc sở công an tỉnh Khổng Đông Vọng đấy cậu nói xem có lớn không? Hơn nữa ta thấy người suốt ngày cứ nói phét là trên phố thế này, thế kia, ta thấy cũng chẳng ra làm sao. Biển số xe của ba chiếc xe này ngươi cũng chẳng phát hiện ra gì cả, ngươi đúng là vô dụng. Đinh Tiến Trọng nói. Thu Trường Quý rất nghi ngờ nhìn biển số chiếc xe, chợt kinh hãi, nói. Hình như là biển số xe cảnh sát. Bây giờ ngươi mới phát hiện ra, ngu ngốc, bọn họ vào đó làm gì, ngươi nhanh chóng vào xem. Đinh Tiến Trọng nói. Chắc không liên quan gì đến việc của chúng ta đâu, hai người bọn họ đã bị đánh ngất xỉu rồi thì làm sao còn có thể gọi điện được. Mà người của chúng ta vẫn chưa ra, nếu làm xong việc rồi thì phải ra rồi chứ. Thu Trường Quý nói, tuy nhiên, vẫn đi vào trong phòng hát. Có điều gã này vừa vào trong cửa thì đã bị mấy người mặc thường phục khống chế nằm xuống đất. Khổng Đông Vọng là lão quốc an, đương nhiên biết được có người muốn ra tay với Diệp Phàm và Đồng Oanh Oanh nhất định là có dự mưu trước. Còn khi việc xảy ra có lẽ sẽ có người vào trong để xem tình hình, không ngờ đúng lại là một con cá nhỏ. Vì sợ gây sự chú ý của báo chí, cho nên Khổng Đông Vọng đã dẫn theo mấy cảnh sát thường phục tới. Diệp Phàm kiểm tra qua, phát hiện camera giám sát đã bị hỏng. Việc này thật là thuận tiện cho Diệp Phàm, tiễn Đồng Oanh Oanh ra ngoài từ cửa an toàn thông ra đường phía sau. Sau đó mới trở lại phòng hát. Dưới kinh nghiệm thẩm vấn của Khổng Đông Vọng, Diệp Phàm căn bản không cần phải dùng đến phân cân cốt thủ, mấy tên này đã khai ra tất cả. Diệp Tổng, kẻ chủ mưu phía sau việc này chính là Đinh Tiến Trọng, còn Thu Trường Quý kẻ cầm đầu. Nghe nói vừa rồi Thu Trường Quý và Đinh Tiến Trọng đã uống cà phê ở quán đối diện, bây giờ có lẽ đã sợ chạy mất rồi. Tuy nhiên, hắn đã dám làm ra việc này thì tôi lập tức cử người đi điều tra. Khổng Đông Vọng nói, hắn đang ở trong một hẻm nhỏ cách đây không xa. Hắn sợ hãi ngay cả xe taxi cũng không dám gọi. Diệp Phàm hừ nói, Khổng Đông Vọng sửng sốt, nhưng cũng không nói gì nữa, lập tức chỉ thị cho người đuổi theo. Cái gì, ở sở công an, sao lại có thể? Ninh Lương Sinh nhận điện thoại xong thiếu chút nữa thì làm rơi điện thoại. Cầm đầu gây chuyện, đánh hội đồng khách của phòng hát A Sâm, thiếu chút nữa thì đánh cho người ta tàn phế. Cậu ta là người chủ mưu. Hơn nữa, trong quá trình bị công an truy bắt còn tấn công công an viên. Kết quả là bị đánh tại chỗ. Trong điện thoại nói. Đúng là khốn nạn. Đinh Lương Sinh không nhịn được chửi một câu. Tuy nhiên, nó đã tấn công ai? Đinh Lương Sinh bình tĩnh lại hỏi. Nghe nói là Diệp Phàm, ông chủ của tập đoàn Hoành Không, giám đốc sở Khổng đích thân dẫn người qua đó. Trong điện thoại nói. Cạch, lần này thì điện thoại của Đinh Lương Sinh thực sự đã rơi xuống đất. Trong điện thoại phát ra tiếng alo, alo. Chủ nhiệm Lưu, anh lập tức qua đó bảo lãnh người ra trước. Ninh Lương Sinh nhặt điện thoại lên, phát hiện may là vẫn còn có thể nói được. Sau đó, Ninh Lương Sinh đi lại trong phòng. Không lâu sau điện thoại kêu, trong đó truyền ra giọng nói tức giận của chủ nhiệm Lưu. Chủ tịch Ninh, bên đó không cho bảo lãnh người ra. Hơn nữa, tôi đã nói là trưởng phòng Ninh đã bị thương phải đưa đi bệnh viện trước đã. Nhưng bọn họ nói là đang thẩm vấn. Đã sơ cứu qua vết thương, chờ thẩm vấn xong thì lập tức đưa đi bệnh viện.
Tôi thấy bọn họ chính là cố ý đày đọa trưởng phòng Đinh, rõ ràng là thế. Tôi đã nhờ người quen hỏi, nghe nói là giám đốc Sở Khổng đích thân chỉ thị nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc. Hơn nữa còn gắn vào một số tội không có căn cứ như tập trung phá phách, đập phá phòng hát. Ta biết rồi. Đinh Lương Sinh hừ lạnh lùng một tiếng rồi cúp điện thoại, sau đó thì ngồi phịch xuống ghế sofa, mặt tái đen lại như bao công. Lão Đinh, nghe nói Tiến Trọng bị bắt có phải không? Anh hãy nhanh chóng gọi điện cho Sở Công an đưa người ra đi. Tô Viễn Phương vợ của Đinh Lương Sinh vừa đến nhà chị em đánh mạt trượt trở về, có người quen trong nội bộ nói với bà ta về việc này, sợ hãi bà ta vội vàng trở về tìm chồng giải quyết việc. Làm cái quái gì? Tên xúc sinh. Đinh Lương Sinh thực sự không chịu nổi nữa, chửi. Hơn nữa, gạt tay một cái tất cả báo chí và chén trà ở trên bàn đều đã bị quét rơi xuống đất. Chủ tịch tỉnh to như ông không tiện ra mặt thì tôi đi, đến lúc nào rồi mà còn lo cho thể diện của ông chứ, thể diện quan trọng hơn con ông hay sao? Tô Viễn Phương nói và định đi. Quay lại, Đinh Lương Sinh một tay túm lấy vợ. Bà đừng làm loạn thêm nữa, bà cho rằng việc đơn giản như vậy thôi sao? Con trai bà đã làm ra việc tốt rồi, đã đánh lão tổng người ta là cấp phó bộ. Giám đốc Sở tỉnh Khổng đã đích thân dẫn người đi bắt. Bà bảo tôi đi có thể có tác dụng sao? Tôi là cấp gì, người ta là cấp gì chứ? Vậy thì làm thế nào lão Đinh, làm thế nào? Tô Viễn Phương sợ hãi mặt trắng bệch, giọng nói run run và khóc. Để tôi nghĩ cách. Đinh Lương Sinh nói. Diệp Phàm vừa trở về đến khách sạn, lúc này, Đồng Oanh Oanh gọi điện đến, cười nói. Đinh Lương Sinh ngồi không yên nữa rồi. Ồ, ông ta tìm đến nhà em rồi. Diệp Phàm cười nói. Thầm cho công ty chúng ta rất nhiều điều tốt đẹp. Ví dụ như ưu đãi rất lớn về thuế thu, còn có thể lợi dụng sức ảnh hưởng của ông ta để giúp chúng ta lôi kéo khách hàng, còn có. Đồng Oanh Oanh cười hì hì. Em đã đồng ý rồi hả? Giọng của Diệp Phàm kéo dài ra. Vốn là không muốn đồng ý, tên khốn này chỉ biết gây chuyện. Tuy nhiên, ngẫm lại cũng đồng ý. Hơn nữa, em còn đề nghị, ưu đãi dành cho chúng ta cũng phải có chính sách về mặt này cho Yến Nguyệt Than có phải không nào? Ông ta nói bóng gió cũng là đồng ý, thế nào, em thấy Đinh Tiến Trọng cũng bị anh dạy dỗ đủ thảm rồi, có phải dừng lại là được rồi không? Tuy nhiên, tối hôm đó em thấy anh cũng thật là dũng mãnh. Có phải anh đã từng luyện võ? Đồng Oanh Oanh nói. Em dễ dàng thỏa mãn thế sao? Diệp Phàm hừ một tiếng. Em còn có thể như thế nào, một thương nhân, sao đấu được với quan? Em và anh chẳng có cách nào để đấu lại được, huống chi, anh ở bên Thiên Vân phát triển như thế. Còn Đồng Oanh Oanh em vẫn phải kiếm ăn ở trên địa bàn của người ta. Đồng Oanh Oanh có chút ưu phiền. Việc này không thể dễ dàng bỏ qua cho hắn như thế, em cứ nói anh không đồng ý. Người tình của em làm là được rồi, nếu không phải anh đã luyện võ mấy năm rồi thì chẳng phải là xong đời rồi không? Nhìn bọn họ hung hăng như thế không đánh cho ta tàn phế thậm chí chết thì chắc chắn sẽ không thôi. Diệp Phàm hừ nói. Bọn chúng đúng là tàn độc, Đinh Tiến Trọng cũng đúng là quá đáng, nghiêm trị một chút cũng đáng. Còn nói về người tình giúp đỡ mà, nếu Đinh Lương Sinh ông ta thực sự muốn đến thì em cũng không phải là hạng người hiền lành đâu. Đồng Oanh Oanh cười nói. Chương 3310, cửa sau của Tô gia. Ha ha, đó là đương nhiên rồi. Đồng Oanh Oanh ngươi là người thế nào, đại biểu quốc hội, ủy viên chính hiệp tỉnh, nhân vật nổi tiếng của tỉnh Việt Đông. Nếu Đinh Lương Sinh muốn phân cao thấp với ngươi thì cũng phải xem thực lực của mình có đủ hay không, có phải thế không nào? Diệp Phàm cười nói. Đừng tâng bốc tôi đâu có uy phong như anh nói. Đinh Lương Sinh dù sao cũng là quan phụ mẫu của tôi, xưa nay dân làm sao đấu lại với quan. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất mà tôi không sợ gã chính là có anh mà. Lẽ nào anh nhìn thấy tôi gặp nạn mà không giang tay ra? Anh ra mặt đấu với gã thì được, đây gọi là lực lượng tương đương có phải không nào? Đồng Oanh Oanh cười khanh khách trong điện thoại. Diệp Phàm bị nghẹn lại, hắn có chút tức giận cúp điện thoại, thầm nghĩ may là chưa gây ra việc gì. Bằng không thì thật là khó đối phó người phụ nữ này. Đồng Oanh Oanh đem câu trả lời của Diệp Phàm truyền đạt lại cho Đinh Lương Sinh. Ôi, Viễn Phương, việc này là tôi không chuyên quyền. Vốn là không muốn phiền đến Tô gia, bây giờ xem ra không được rồi. Đinh Lương Sinh thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ ngồi ở ghế sofa. Diệp Phàm kia chẳng phải chính là lão tổng sao? Lão Đinh anh sao lại một chút chuyên quyền cũng không có? Phương gia bây giờ không giống trước nữa rồi,
đã rút lui rồi mà lại đi làm phiền người ta thì cũng không hay. Tô Viễn Phương nói, cô cho rằng hắn là một lão tổng dễ dàng như thế sao? Người ta là nhà máy trực thuộc nhà nước quản lý, cùng cấp với phó chủ tịch tỉnh. Cái chính là hắn có quan hệ khá tốt với nhân vật số một của tỉnh chúng ta. Cô nói hắn sẽ sợ chúng ta sao? Ninh Lương Sinh đưa tay chỉ lên trần nhà nói. Số một. Tô Viễn Phương không ngồi được nữa, đứng bật dậy nói. Thế thì làm thế nào bây giờ đây? Cô đi Tô ra, không còn cách nào nữa rồi, không thể tiếp tục giữ thể diện nữa. Tuy là đã rút lui rồi nhưng vẫn luôn có sức ảnh hưởng. Ninh Lương Sinh sắc mặt xa sầm nói. Tô Thanh Vân đã đến lúc về hưu rồi. Bây giờ ở nhà nghỉ dưỡng, hầu hết các quan chức đều phải trải qua giai đoạn những ngày tháng chống trải trước khi nghỉ hưu. Tuy đã nghỉ hưu rồi, nhưng vẫn rất có quyền. Tô Thanh Vân đã mấy chục năm làm công tác cách mạng ở Việt Đông. Đương nhiên cũng đã có rất nhiều mối quan hệ. Tô Viễn Phương là thân thích của Tô gia, Đinh Lương Sinh không dám nửa đêm chạy đến nhà người ta, đành phải nhẫn nại chờ đến khi trời vừa sáng liền cùng vợ đi đến Tô gia. Tuy nhiên, nghe nói con trai nửa đêm đã đi viện, Đinh Lương Sinh cũng phải gác tâm tư lại. Tuy nhiên lại không được thăm. Đinh Lương Sinh đắn đo, không hiểu những gã này ở bệnh viện sẽ làm ra việc gì, nếu như lại làm cho thành một người thực vật thì thật là thảm. Các người làm cái gì thế hả? Vô liêm sỉ, không đi lo cho con mình mà lại đến nhà chúng tôi làm cái gì? Mặc kệ, mặc kệ. Tô Thanh Vân tức giận, vừa nghe xong thì đập bàn mắng. Vì trước kia cửa nhà người đến cứ đông như chảy hội, còn bây giờ vì đã nghỉ hưu thì vắng như chùa Bà Đanh, đương nhiên trong lòng đang không vui. Lần này Đinh Lương Sinh đụng đúng lỗ châu mai rồi, mà Đinh Lương Sinh cũng không dám giấu giếm, vẫn ngọn ngành kể tình hình ra. Chú, bọn cháu cũng là không còn cách nào nữa. Tô Viễn Phương đỏ mặt kiên trì đến cùng. Chú yên tâm, chờ xúc mục trở về ta sẽ đánh chết nó. Thằng xúc mục này thật chẳng ra gì nữa rồi. Ninh Lương Sinh tức giận mắng. Việc của các người ta không lo được, người nghĩ cách khác đi. Tô Thanh Vân khoát tay. Thím. Tô Viễn Phương vội vàng chạy lại khóc lóc với vợ của Tô Thanh Vân. Chị, ai đã bắt nạt chị, sao lại khóc? Lúc này giọng nói của Tô Hương Linh truyền xuống từ trên cầu thang, cô ta là em họ cách một đời của Tô Viễn Phương. Hơn nữa tuổi tác cũng cách nhau gần một giáp, tuy nhiên quan hệ chị em giữa họ lại rất tốt. Vừa khéo hôm qua Tô Hương Linh mới về nhà thăm bố mẹ, chồng là Kiều Báo Quốc nói là bố vợ mới nghỉ hưu nên cuộc sống có chút không thích hợp, bảo Tô Hương Linh về nhà giúp ông giải buồn một chút. Em gái, cháu của em bây giờ đang nằm ở viện, sắp chết rồi. Tô Viễn Phương vội vàng khóc lóc rất thảm thiết. Vậy thì sao còn không đi thăm? Tô Hương Linh vội hỏi. Không được thăm. Vẻ mặt Tô Viễn Phương rất đáng thương. Sao lại không cho thăm, bệnh viện chứ có phải nhà tù đâu. Tô Hương Linh không hiểu chuyện gì. Con lo cho bọn họ làm gì, tự làm tự chịu. Tô Thanh Vân đanh mặt hừ nói. Lão Tô, ông cũng phải nghĩ cách chứ có phải không nào. Không thể đứng nhìn tiến trọng như thế được. Vợ ông là Diệp Tuệ Khuyên. Giúp thế nào? Tô Thanh Vân trợn mắt nhìn vợ. Bố, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế? Tô Hương Linh hỏi. Chuyện gì nữa, đứa con trai quý tử của chị con đồng chí Tô Tiến Trọng đã đánh người. Tô Thanh Vân hừ nói. Nếu có đánh thì đền tiền thuốc thang là được rồi. Không đúng, sao nó lại phải nhập viện? Không phải là nó đã đánh người hay sao? Tô Hương Linh hỏi. Đánh không được lại bị người ta đánh chứ sao? Tô Thanh Vân cười tức giận. Ôi, việc này, chị đền một ít tiền rồi xin lỗi để người ta bớt giận là được rồi. Nó đánh người trước là sai rồi có phải không nào? Hơn nữa tính cách của Tiến Trọng thế nào mọi người đều biết. Lúc nào cũng rất kiêu ngạo. Tô Hương Linh thở dài. Người ta không nhận. Tô Viễn Phương rất đáng thương. Thế chẳng phải là quá ức hiếp người rồi sao, dù sao việc cũng đã xảy ra rồi thì phải giải quyết chứ. Tô Hương Linh hơi chút tức giận. Giải quyết thế nào, con có biết nó đã đánh ai hay không? Tô Thanh Vân giọng châm biếm nói. Đã đánh ai, có phải đối phương rất có vai vế hay không? Tô Hương Linh đã đoán ra vấn đề. Vai vế, nó đánh chính là Diệp Phàm. Em rể của Báo Quốc. Đồ khốn nó đã bảo người đánh tàn phế Diệp Phàm, con nói việc này bảo ta làm sao mà mở miệng. Tô Thanh Vân tức giận nói. Em rể, Diệp Phàm là em rể của Báo Quốc, sao lại có thể? Tô Viễn Phương và chồng liền trợn mắt há mồm. Tuy trước kia Diệp Phàm đã từng đến làm việc ở Việt Đông,
nhưng chưa hề giao lưu với Tô Viễn Phương. Mà khi đó Kiều Báo Quốc có mâu thuẫn với Diệp Phàm, đương nhiên không muốn để lộ quan hệ giữa mình với Diệp Phàm. Dẫn đến là Đinh Lương Sinh cũng không biết quan hệ của Diệp Phàm và Kiều Báo Quốc. Có phải là Diệp Phàm của tập đoàn Hoành không hay không? Tô Hương Linh hỏi. Chính là hắn, lẽ nào hắn đúng là em rể của Báo Quốc? Tô Viễn Phương hỏi. Ôi, việc này, thật đúng là phiền phức. Tô Hương Linh nhíu mày. Việc này hay là bảo Báo Quốc nói với Diệp Phàm, chúng ta đều là thân thích cả mà có phải không nào? Tô Viễn Phương hỏi thử. Ôi, chị không hiểu đâu. Báo Quốc và hắn giống kẻ thù. Bình thường nói chuyện với nhau vài câu cũng là khó rồi. Nếu không phải vì có việc thì mấy năm cũng chẳng gặp nhau một lần. Hai người đều tự cao tự đại, căn bản không hợp nhau. Hơn nữa, chị không hiểu tính khí của con người Diệp Phàm này đâu. Trước kia ngay cả bố của Báo Quốc hắn cũng không coi ra gì. Thỉnh thoảng còn cãi lại, chị nói hắn sẽ nghe lời Báo Quốc hay sao? Hơn nữa, Báo Quốc cũng không thể nào chịu ra mặt đâu. Việc này chị bảo Báo Quốc phải nói thế nào? Tô Hương Linh thở dài, nhìn người chị đáng thương hỏi. Diệp Phàm bây giờ vẫn ở thành phố Việt Đông chứ? Vẫn còn, đang ở tại khách sạn Hắc Thiên Nga. Đinh Lương Sinh nói. Em gái, em cứu Tiến Trọng đi, chị xin em đấy. Báo Quốc không dám nói thì em nói cũng được. Bọn em là đồng hao, Diệp Phàm cũng phải nể mặt em một chút chứ có phải không nào? Tô Viễn Phương nước mắt nước mũi giàn giụa đột nhiên quỳ trước mặt Tô Hương Linh. Đừng làm như thế chị, đứng dậy đi. Tô Hương Linh vội vàng đỡ Tô Viễn Phương, nhíu mày thật chặt, việc này đúng là làm khó cô ta. Cả ngày hôm Diệp Phàm đều bận rộn ở Yến Nguyệt Than. Buổi tối lại nhận được điện thoại của Tô Hương Linh, nói là nghe nói Diệp Phàm đang ở Việt Châu, đặc biệt mời hắn ăn cơm. Xin lỗi Hương Linh, vốn là muốn qua thăm bá phụ, nhưng mấy ngày nay bận quá. Tối nay nhất định sẽ đến thăm bá phụ. Diệp Phàm nói, Tô Thanh Vân tuy đã nghỉ hưu, nhưng nơi ở vẫn rất tốt. Là tòa nhà dành cho cán bộ cấp phó tỉnh đã về hưu. Tuy nhiên, khi vừa bước vào đại sảnh thì phát hiện lại có cả vợ chồng Đinh Lương Sinh đứng ở đó, Diệp Phàm lập tức hiểu ra vấn đề. Bí thư Diệp, khuyển tử không hiểu chuyện, xúc mục này tôi hận chưa đánh chết nó, tôi thay khuyển tử tạ lễ xin lỗi anh. Bí thư Diệp xin anh yên tâm, một khi nó về tôi sẽ dạy dỗ nó thật tốt. Xúc mục này thật đúng là chẳng ra gì cả. Đinh Lương Sinh chỉ có thể mang cả mình ra mà mắng. Bí thư Diệp, Tiến Trọng có lỗi với anh, là mẹ như tôi thật không còn mặt mũi nào để gặp anh nữa. Tuy nhiên nó cũng là khúc ruột mà tôi sinh ra, xin anh giơ cao đánh khẽ. Anh hãy bỏ qua cho nó. Tô Viễn Phương nói. Ôi, chị ấy là chị họ của tôi. Việc này vốn là tôi không có mặt mũi nào để nói. Nhưng không đành được, thực sự Tiến Trọng quá không hiểu chuyện. Thằng nhóc này trừng phạt nó. Việc này phải hy vọng chú người lớn rộng lượng bỏ qua cho nó một lần. Vẻ mặt Tô Hương Linh cũng ngượng ngùng nói. Thứ khốn kiếp đó phải để cho nó vào tù mà tự kiểm điểm một chút, đã làm những việc vô liêm sỉ gì. Tô lão gia cũng đứng bên cạnh thêm vào. Ha ha, may là trước kia tôi đã từng làm việc ở ngành công an, có một chút võ nghệ, bằng không thì gia nhập vào hiệp hội người tàn tật rồi. Diệp Phàm cười nhạt mấy tiếng. Tôi xin lỗi bí thư Diệp, xin lỗi. Lương Sinh không biết dạy con. Vợ chồng Đinh Lương Sinh cùng khom lưng. Diệp Phàm, các cậu mở nhà máy đóng tàu cùng với Yến Nguyệt Than bây giờ đã làm rất phát triển. Khởi đầu rất tốt. Lúc này Tô Thanh Vân đi ra từ một chỗ khác. Diệp Phàm vừa nghe đương nhiên cũng cân nhắc một chút ý tứ trong đó, khi xưa ở hai nơi này Tô Thanh Vân đều đặc biệt quan tâm đến mình. Ha ha, cũng không tồi, đa tạ sự ủng hộ của bá phụ. Diệp Phàm cười nói, sau đó quay sang nói với hai vợ chồng Đinh Lương Sinh vẫn đang khom lưng. Việc này lần này cho qua đi. Hy vọng đừng có lần sau nữa. Hơn nữa, tôi và Đồng Oanh Oanh cũng chỉ là quan hệ hợp tác làm ăn, chẳng có gì phức tạp như Đinh Tiến Trọng tưởng tượng cả. Tuy nhiên, vẫn nên trừng phạt nhẹ một chút, Đinh Tiến Trọng có lẽ vẫn phải vào tù vài ngày rồi mới có thể ra. Cảm ơn, thêm vài ngày cũng không sao, để cho nó nhớ đời. Đinh Lương Sinh cảm ơn liên tiếp, sau đó cáo từ đi trước, mình ngồi ở đây ăn cơm cũng không hợp lúc. Diệp Phàm, làm phiền cho cậu rồi. Tô Thanh Vân nhìn theo vợ chồng Đinh Lương Sinh thở dài. Ha ha, chuyện nhỏ thôi mà. Diệp Phàm cười nói. Mấy người rửa tay ăn cơm. Chương 3311, đưa ra giao dịch. Đúng rồi,
báo quốc tình hình bây giờ thế nào? Diệp Phàm vừa húp một ngụm canh vừa hỏi. Cũng được, cơ bản công việc có thể thuận lợi triển khai rồi. Tô Hương Linh gật đầu nói, chỉ có điều một chút u buồn của Tô Hương Linh đã bị đôi mắt chim ưng của Diệp Phàm cảm giác được. Có lẽ những ngày kiều báo quốc ở Đức Bình không hề dễ dàng. Chỉ có thể coi là tạm tạm mà thôi. Anh ấy ở Đức Bình cũng được 5, 6 năm rồi, có phải nên đổi chỗ rồi không? Diệp Phàm hỏi. Đổi thì cũng muốn nhưng khó tìm được vị trí. Tô Hương Linh thở dài. Đây chắc chắn là vấn đề. Nếu kiều báo quốc lên nữa thì có lẽ cũng phải là cấp phó tỉnh bộ rồi. Có điều năm nay kiều báo quốc vẫn chưa đến 40 tuổi, còn kiều Viễn Sơn sắp đến 60 tuổi rồi, nhiều lắm thì cũng giữ chức thêm được mấy năm nữa, nếu không lên được nữa thì cũng sẽ về tuyến 2 thôi. Trước khi về tuyến 2 thì cũng phải đưa được con trai lên. Nhưng kiều báo quốc không những tuổi tác chưa đủ mà thành tích cũng bình thường. Nếu gã có thành tích của Diệp Phàm cộng thêm tuổi tác của lão nữa thì dựa vào năng lực của Kiều Viễn Sơn thì hoàn toàn có thể đưa con trai lên cấp phó tỉnh bộ rồi. Việc này cũng là một vấn đề lớn đối với Kiều gia mà nói. Ha ha, từ từ sẽ đến, tin rằng đây cũng là việc sớm muộn thôi có phải không nào? Diệp Phàm cười nói. Gần đây báo quốc rất lo lắng, tuy nhiên, cũng chẳng có cách nào. Tô Hương Linh nói. Đinh Tiến Trọng bị nhốt một tuần mới được thả ra, tuy nhiên, may mà Diệp Phàm đã bỏ qua cho hắn. Vì thế kẻ cầm đầu không phải là hắn nữa. Còn Đinh Lương Sinh đương nhiên cũng phải làm một việc gì đó, vì thế mang danh nghĩa là phó chủ tịch tỉnh ông ta đã đến thăm Bãi Yến Nguyệt, hơn nữa còn có một chỉ thị có lợi đối với Sơn Trang Bãi Yến Nguyệt. Dù sao người ta cũng là phó chủ tịch tỉnh mà. Ủy viên Quốc hội Trịnh Tòng Tiền đương nhiên cũng có tư cách ở trong khu biệt thự Tây Viên của TQ. Con trai lớn Trịnh Trạch Quốc ôm cặp công căn vội vàng về nhà. Đến cả bộ quân phục đại tá cũng chưa kịp thay. Trạch Quốc, chẳng phải con nói tối có mời lãnh đạo tổng cục hậu cần ăn cơm hay sao? Sao lại kết thúc sớm thế? Trịnh Tòng Tiền liếc nhìn Trịnh Trạch Quốc. Không mời nữa. Trịnh Trạch Quốc vẻ mặt mệt mỏi, hơn nữa, lại tỏ ra có chút bực tức. Sao thế? Trịnh Tòng Tiền nghi hoặc nhìn con trai. Vốn bộ đội lần này di rời cục trưởng vạn của Tổng cục Hậu Cầu đã đồng ý hỗ trợ kinh phí cho bọn con 80 triệu để bổ sung vào lắp đặt thêm một số khí tài huấn luyện, mà việc báo cáo, đệ trình của bọn cũng đã gửi lên rồi. Quan hệ của bộ trưởng vạn với ba rất tốt, vì thế đã đồng ý rồi. Trong vòng một tháng sẽ phê duyệt chuyển tiền xuống thậm chí có thể còn nhanh hơn nữa. Không ngờ mới qua mấy ngày, thái độ đã thay đổi. Tối nay đã hẹn cùng ăn cơm rồi nhưng kết quả là có việc không đến. Con đã nghe ngóng rồi, bộ trưởng vạn vốn chẳng có việc gì. Chỉ là thoái thác mà thôi. Trịnh Chiết Quốc tức giận nói, một tay lấy chiếc mũ trên đầu đặt xuống bàn. Lão vạn có nói lý do không? Trịnh Tòng Tiền sửng sốt sắc mặt có chút nặng xuống. Không. Trịnh Trạch Quốc lắc đầu, nhìn bố mình. Hay là bố gọi điện hỏi thử xem, con gọi không tiện, trong thành cổng cao rào kín. Những đồng chí cấp dưới chúng ta muốn vào cũng khó. Để ta hỏi xem. Trịnh Tòng Tiền suy nghĩ rồi nhấc điện thoại lên gọi, cười nói. Lão vạn, dạo này có bận lắm không? Bận, rất bận, anh cũng biết rồi đó, tuy là ở trên tổng cục nhưng những đồng chí cấp dưới lên xin tiền quá nhiều. Tôi phải lẩn trốn đấy. Gần đây người đến lại hết sức đông, khiến tôi sợ không dám ra khỏi cửa nữa. Vạn Nhất Hùng thở dài, có lẽ cũng đã đoán được nguyên nhân Trịnh Tòng Tiền gọi điện đến. Ha ha ha, đây đúng là một vấn đề thực tế. Tổng cục mà, quản lý việc điều tiết hậu cầu của toàn quân. Quân đội cả nước chịu, việc đương nhiên nhiều rồi. Trịnh Tòng Tiền cười, sau đó hỏi. Lão Vạn, có phải gần đây kinh phí trên tổng cục đang khó khăn hay không? Lão Trịnh, tôi biết anh là muốn hỏi đến việc trên tổng cục đã đồng ý cấp cho Trạch Quốc 80 triệu có phải vậy không? Vạn Nhất Hùng nói. Việc di rời sở chỉ huy sư đoàn của Trạch Quốc đã sớm bắt đầu rồi. Tuy cấp trên đã cấp xuống không ít tiền. Nhưng đó cũng chỉ đủ làm nhà doanh trại và một số trang bị cần thiết trong sinh hoạt. Trạch Quốc muốn nhân cơ hội này võ trang tốt hơn cho toàn bộ sư đoàn. Nhà ở doanh trại cần phải nâng cấp một chút, còn một số trang thiết bị muốn sửa sang hoàn chỉnh hơn một chút. Lão Vạn, chúng ta là người một nhà. Tình hình của Trạch Quốc thế nào anh là người hiểu rõ, bây giờ quyền sư đoàn trưởng, nếu không có thành tích thì khó thay chữ quyền thành chính được. Mà quyền quyết định lại ở phía quân ủy, ngoài tầm tay của tôi rồi. Trịnh Tòng Tiền nói, ôi, Vạn Nhất Hùng như đang bị đau răng. Lão Vạn, giao tình của chúng ta thế nào mà nói chuyện còn cứ ấp a ấp úng,
có gì thì cứ nói thẳng ra là được rồi, lẽ nào anh vẫn không tin con người tôi? Bạn bè đã mấy chục năm rồi. Trịnh Tòng Tiền nói. Việc này vốn là không khó khăn gì, phó cục trưởng như tôi phê chuẩn mấy chục triệu cũng có thể làm được. Tuy nhiên, việc lần này lại không như thế. Tôi đã phê chuẩn báo cáo đệ trình rồi, chỉ là gửi lên trên một số đồng chí nói là đã phân bổ đủ cho sư đoàn rồi. Mà hiện tại toàn quân đang cần tiền, tiền hỗ trợ ngoài nên dùng vào những việc cần thiết nhất. Ví dụ như Tàng Tây, điều kiện ở đó rất khó khăn, so với sư đoàn của Trạch Quốc thì bên đó người ta cần tiền hơn. Còn ở trên biển, bây giờ hải quân đang kết hợp với lục quân huấn luyện đa binh binh chủng. Cuối cùng Vạn Nhất Hùng đành phải nói ra. Trịnh Tòng Tiền vừa nghe liền đoán ra một chút gì đó, Vạn Nhất Hùng đứng thứ tư ở Tổng cục Hậu Cần, phía trên còn có ba đồng chí nữa. Nếu nói về đồng chí có phân lượng thì ngoài Tổng cục trưởng Lữ Húc Dương ra thì còn có Phó Tổng cục trưởng thứ nhất Kiều Hoành Không. Còn đồng chí xếp thứ ba thì không cần phải suy nghĩ. Là Tổng cục trưởng Lữ không đồng ý có phải không? Trịnh Tùng Tiền hỏi thẳng. Tổng cục trưởng Lữ ra nước ngoài vẫn chưa về. Vạn Nhất Hùng nói. Thế thì có phải là đồng chí Kiều Hoành Sơn hay không? Trịnh Tùng Tiền hỏi. Lão Trịnh, việc này, tôi cũng không tiện nói. Bằng không người ta lại nói Vạn Nhất Hùng tôi nói xấu sau lưng. Vạn Nhất Hùng nói, cơ bản là đã khẳng định câu nghi vấn của Trịnh Tùng Tiền. Trịnh Tùng Tiền sau khi hàn huyên mấy câu rồi cúp điện thoại, sắc mặt trầm ngâm. Bố, hỏi được lý do rồi sao? Trịnh Trạch Quốc vội hỏi. Ôi, việc này, vốn là không liên quan đến chúng ta, bây giờ thì lại liên quan rồi. Trịnh Tùng Tiền thở dài. Sao lại không có liên quan rồi lại liên quan, bố nói rõ một chút đi. Con không đợi được nữa rồi, con thực sự cần khoản tiền đó. Trịnh Trạch Quốc nói. Hơn nữa. Lần trước quân trưởng xuống con đã bảo đảm với ông ta rồi. Nói là sẽ xây dựng sư đoàn chúng ta trở thành số một trong quân. Việc này không chỉ là vấn đề nhân tài mà tiền cũng rất quan trọng. Trước khi đi quân trưởng còn vỗ vai bảo con làm cho tốt, thấy rằng lần này việc chuyển thành chính sẽ có hy vọng lớn. Ôi, con có đó, quan hệ của bố với cựu chủ tịch tỉnh Thiên Vân đồng chí Trương Hồng Đông rất tốt. Mà Trương Cổ Khánh sau này đến chính vụ viện nhậm chức phó tổng thư ký. Lão Trương vẫn cứ bảo ta đi cùng ông ấy, cho nên Cổ Khánh đã luôn phối hợp giúp đỡ ta triển khai công việc. Trịnh Tùng Tiền lại thở dài, nhăn mày lại. Thế thì có liên quan gì với sư đoàn bọn con? Trịnh Trạch Quốc vẫn chưa hiểu. Vốn là không liên quan, nhưng bây giờ lại liên quan rồi. Trịnh Tùng Tiền nói. Con vẫn chưa hiểu. Trịnh Trạch Quốc lắc lắc đầu. Con chưa nghe nói về tập đoàn Hoành Không, tuy nhiên, tập đoàn Hoành Không đang tiến hành một đại quy hoạch. Mà đồng chí phụ trách đó là Diệp Phàm, chỉ có điều vì một số việc mà Trương gia có chút khúc mắc với Diệp Phàm. Trịnh Tùng Tiền nói, đại quy hoạch này có lẽ đang rơi vào tay con thì bị mắc kẹt có phải không nào? Trịnh Tùng Tiền có chút tức giận. Cũng không phải là mắc kẹt, chỉ là kéo dài mà thôi. Ý của Trương gia đương nhiên là muốn kẹt lại, tuy nhiên, bởi vì có vài nguyên nhân mà hạng mục này tuyệt đối không thể bị mắc kẹt. Đây là ý của cấp trên, ta chỉ là đồng ý kéo dài một chút là được. Trịnh Tùng Tiền nói, lẽ nào Diệp Phàm này lại có quan hệ với lãnh đạo nào đó ở Tổng cục Hậu Cần hay sao, vì thế sau khi nghe ngóng rõ tình hình quay ngược lại bóp cổ con. Trịnh Trạch Quốc đúng là không ngu ngốc đã đoán được tình hình. Ha ha, lần trước ủy viên Kiều Viễn Sơn gả chồng cho con gái con đã biết rồi. Bố cũng đến đó chúc mừng, con rể của ông ấy chính là Diệp Phàm. Bây giờ con đã hiểu chưa? Trịnh Tùng Tiền cười. Hiểu rồi, Kiều gia đã ra tay. Kiều Hoành Sơn mở lời thì việc của con liền thất bại rồi. Trịnh Trạch Quốc nói. Có lẽ bọn họ cũng không phải muốn làm hỏng chuyện của con, chỉ là đang muốn đưa ra một giao dịch mà thôi. Bên này ta thông thì bọn họ cũng sẽ thông. Trịnh Tùng Tiền thản nhiên nói. Vậy thì phải nhanh thôi, giao tình của bố với Chủ tịch Trương tuy rất tốt, nhưng bố cũng không thể lấy việc của con đi đánh cược được. Việc này không giống nhau đâu. Trịnh Trạch Quốc có chút lo lắng. Ha ha ha. Ta thấy kéo dài như thế cũng đủ rồi, đã đến lúc thông rồi. Việc này ta cũng không có lỗi với Lão Trương. Trịnh Tùng Tiền cười, liếc nhìn con trai, nói. Tuy nhiên, con cũng nhát gan quá đi. Con nhát gan, làm sao nhát gan được? Trịnh Trạch Quốc có chút không hiểu. Lập tức lấy báo cáo đệ trình về. Trịnh Tùng Tiền nói. Rút về, bố, không phải bố nói sẽ thông sao? Bây giờ lại muốn rút về. Nếu lại muốn đưa lên dù là cục trưởng Kiều Hoành Sơn có đồng ý thì cũng phải qua từng bước một,
thế thì lại phải cần có thời gian. Trịnh Trạch Quốc thiếu chút nữa thì hét lên. Muốn thông qua thì phải thông lớn một chút, chứ nhỏ thì có ý nghĩa gì? Trịnh Tùng Tiền nghiêm mặt, hừ nói. Ý của bố là sửa lại số liệu rồi lại mới nộp lên. Trịnh Trạch Quốc dáng vẻ chưa hiểu hỏi. Lên gấp đôi, lập tức sửa, lập tức lại gửi trình lên cục trưởng Vạn. Lần này chắc chắn sẽ thông. Trịnh Tùng Tiền rất hùng dũng. Việc này, có phải là quá nhiều hay không? 1,5 tỷ đấy. Tổng cục thực sự là cũng đã cấp cho không ít rồi. Trịnh Trạch Quốc có chút do dự. 1,5 tỷ là cái gì? Chúng ta đưa cho bọn họ hơn chục tỷ, còn cho rằng sự ủng hộ của bọn họ đối với công trình trọng điểm quốc gia 11 phần 5 chỉ là trang trí thôi có phải không? Đây không phải chỉ là vấn đề mức độ hỗ trợ. Mức độ hỗ trợ của bọn họ đối với con lớn thì chúng ta đương nhiên cũng sẽ lớn. Trịnh Tùng Tiền hừ một tiếng, Trịnh Trạch Quốc đương nhiên vội vàng đi làm lại tài liệu. Diệp Phàm đi một vòng rồi về tập đoàn Hoành Không. Chương 3312, ngay cả Chủ tịch Khúc cũng không nể mặt. Vừa về đến thì việc tốt cũng đến, Vương Long Đông làm việc ở văn phòng chính vụ viện gọi điện thoại đến, nói là chính vụ viện đã thông qua tính khả thi của công trình trọng điểm quốc gia 115 của Đại quy hoạch Hoành Không. Có lẽ không lâu sau thì sẽ phái đoàn khảo sát xuống để xác minh một chút. Có cặp có đôi. Diệp Phàm vừa ngồi xuống ghế, liền có điện thoại của Chủ tịch Khúc, nói. Nghe nói gần đây cậu đã đi Việt Đông. Đã đi mấy ngày, thăm tình hình phát triển của hai công ty con. Diệp Phàm trả lời. Bây giờ đã về chưa? Chủ tịch Khúc hỏi. Tôi vừa trở về. Diệp Phàm trả lời. Thế thì tốt, cậu phải làm tốt công tác chuẩn bị. Tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh lại mở hội nghị. Cảm thấy cứ duy trì suy nghĩ như trước thì tốt. Chủ tịch Khúc nói. Cách nghĩ cũ, là ý gì tôi không hiểu. Diệp Phàm cố ý giả vờ, sớm đã đoán được trên tỉnh có lẽ lại muốn quay trở lại thành lập tổ đệ trình hạng mục. Chiếc bánh gato lớn như thế tỉnh sẽ không thể nào đứng nhìn giao toàn bộ cho tập đoàn Hoành Không chiếm lấy được. Bằng không làm sao có thể thể hiện được quyền chỉ huy và sự coi trọng của tỉnh được. Chính là việc ở giai đoạn trước khi thành lập tổ đệ trình hạng mục, đồng chí Chiêm Hữu Quang đã chạy xuống. Ban đệ trình hạng mục trước kia không những phải khôi phục lại mà quy mô còn phải lớn hơn. Lần này thành viên phối hợp có lẽ sẽ đông và toàn diện hơn. Chủ tịch Khúc nói, rút thì cũng đã rút rồi còn thành lập cái gì nữa, hơn nữa thành viên nòng cốt của tập đoàn Hoành Không chúng tôi vẫn ở đây. Tuy người ít một chút, nhưng việc đệ trình cũng có thể thuận lợi hoàn thành được có phải không nào. Những việc này cũng chưa cần phải phiền đến tỉnh. Diệp Phàm cố ý làm khó dễ Chủ tịch Khúc một chút. Cậu xem cậu, cấp trên đơn vị chủ quản của tập đoàn Hoành Không là ai? Đồng chí Diệp Phàm, cậu phải làm rõ ràng mới được. Tuy chúng tôi đã trao quyền tự chủ rất lớn cho tập đoàn Hoành Không, nhưng Ủy ban Nhân dân tỉnh chúng tôi vẫn là đơn vị chủ quản của tập đoàn Hoành Không có phải không nào? Đối với quyết định của cấp trên tập đoàn các cậu phải chấp hành vô điều kiện mới đúng. Sao bây giờ lại cò kè mặc cả với tôi cơ chứ? Chủ tịch Khúc tỏ ra rất tức giận, có lẽ cũng đã đoán được điều gì đó. Chấp hành đương nhiên là phải chấp hành, tuy nhiên, có một câu mà tôi phải nói rõ. Tập đoàn Hoành Không chúng tôi cũng không phải thứ hàng bán ngoài vỉa hè. Không thể nói tỉnh muốn rút người là rút, muốn về là về. Thế thì tập đoàn Hoành Không chúng tôi là cái gì? Lúc đầu các anh muốn rút đi, chúng tôi cố gắng giữ lại nhưng đồng chí Triệu Hướng Vân vẫn xuống ép cái Thiệu Trung và Lam Tồn Quân phải rút đi. Tỉnh nói là đã giao cho chúng tôi quyền tự chủ rất lớn, nhưng công ty Hoành Không chúng tôi muốn thành lập tổ đệ trình hạng mục của mình tỉnh cũng có ý kiến. Kết quả là chúng tôi đã kiên trì tiếp tục. Bây giờ đang tốt hơn rồi các anh lại nói quay lại. Thật sự là muốn đem nhà máy của chúng tôi ra làm trò đùa hay sao? Lời nói của Diệp Phàm bắt đầu sắc bén hơn, lần này chính là muốn làm khó Chủ tịch Khúc một chuyến. Xem, cậu lại thế rồi. Chẳng phải đã nói với cậu là phải phục tùng đại cục của tỉnh rồi sao? Quyết định lần trước cũng bởi vì tình thế mà thay đổi. Quyết định bây giờ cũng là vì tình thế thay đổi mà quyết định đại cục. Đồng chí Diệp Phàm. Là một đơn vị cấp dưới, phải có ý thức lãnh đạo, quan niệm đại cục mới được. Chủ tịch Khúc cũng hơi tức giận. Tự chúng tôi có thể quyết định, không cần phiền đến tỉnh. Trước kia các anh nói lãnh đạo tỉnh xuống đều có công việc, chỉ cần kiêm chức, không thể làm lỡ công việc của tỉnh được. Vì thế tập đoàn chúng tôi thông cảm với chỗ khó của tỉnh. Cho nên chúng tôi quyết định tập đoàn chúng tôi tự làm là được rồi. Nếu đến khi việc đệ trình thực sự có thể thành công mong Chủ tịch Khúc và lãnh đạo tỉnh xuống cắt băng là được rồi.
chúng tôi không làm phiền tỉnh nữa. Diệp Phàm hừ nói, thái độ ương ngạnh. Cậu cậu, sao lại nói không thông như thế chứ? Chủ tịch Khúc hừ nói. Thái độ của tôi chính là như thế. Diệp Phàm hừ nói, tút, tút, chủ tịch Khúc đã cúp máy. Xe của đồng chí Chiêm Hữu Quang vừa đi đến nửa đường thì nhận được điện thoại của chủ tịch Khúc gọi ông ta quay trở về. Lão Chiêm trở về tỉnh với vẻ mặt nghi hoặc, vội vàng đến phòng giao ban của Ủy ban Nhân dân tỉnh, phát hiện Triệu Hướng Vân, Hồ Ninh và cái Thiệu Trung đều đang có mặt. Sau khi hiểu hết tình hình, trong lòng Chiêm Hữu Quang cũng tức giận, cười đau khổ. Đồng chí Diệp Phàm cũng quá là lì mặt có phải không nào? Tập đoàn Hoành Không là nhà máy trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh quản lý, vậy mà lại không phục tùng sự chỉ huy của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Bọn họ muốn làm cái gì thế, hay là muốn độc lập? Có phải là muốn thoát ly khỏi chính quyền để tự làm hay sao? Triệu Hướng Vân vẻ mặt phẫn nộ. Lão giơ tay định đập lên bàn, mới nghĩ đến mấy vị lãnh đạo cũng đang ở đây, vội vàng vung vung tay như đang bị tê tay rồi hạ tay xuống. Chẳng lẽ quy hoạch của bọn họ thực sự được phê chuẩn mà không thông qua tỉnh hay sao? Phó Chủ tịch Phong Hồ Ninh hừ nói. Có phải hắn muốn thoát khỏi sự quản lý của tỉnh để sang bên ban quốc tư? Đến khi đó thì chẳng có việc gì với chúng ta nữa. Chiêm Hữu Quang nói. Đúng vậy, mượn sự thành công của lá cờ đệ trình hoàn toàn có thể sẽ như vậy. Hơn nữa, tin rằng lãnh đạo ban quốc tư cũng vui khi thấy tập đoàn Hoành Không trở về thành nhà máy trực thuộc bộ quản lý. Âm mưu này tuyệt đối không thể để hắn thực hiện được. Triệu Hướng Vân thiếu chút nữa thì nhổ nước miếng. Việc này cũng không thể hoàn toàn trách người ta được, thời gian trước làm cũng quá một chút. Chủ tịch Khúc thở dài. Không phải là quá, căn bản là phá sau lưng, dùng một câu thổ ngữ nói đó chính là thác bất địa đạo, đồng chí Diệp Phàm có tức giận cũng là bình thường mà. Người đất cũng sẽ tức giận có phải không nào? Cái Thiệu Trung tiếp lời. Trợ lý cái, những lời anh nói hơi quá rồi. Cái gì mà phá sau lưng, Ủy ban Nhân dân tỉnh có âm mưu như thế sao? Chính anh cũng là một trong những thành viên của Ủy ban Nhân dân tỉnh, sao lại có thể nói ra những lời như thế? Khi đó cũng là vì cần thiết nên tỉnh mới suy nghĩ như thế có phải không nào? Bây giờ cũng vì cần nên mới quyết định như thế có phải không nào? Thời đại thay đổi, thời gian thay đổi, một số quyết định cũng không thể nhất thành bất biến được có phải không nào? Triệu Hướng Vân nã pháo vào cái Thiệu Trung. Hỏa lực cũng rất mạnh, bởi vì lúc đầu khi đưa ra quyết định này Triệu Hướng Vân là người khởi xướng mạnh mẽ nhất. Lần này làm cho ông ta bối rối nhất chính là cái Thiệu Trung. Tôi nói sai sao, những đồng chí chúng ta ngồi ở đây đều dùng lương tâm để suy nghĩ xem có phải là như thế hay không. Có những việc không cần phải đưa ra đây để nói, mọi người không dễ chấp nhận. Anh biết, tôi biết trong lòng đều hiểu cả, thời buổi này ai cũng không phải là kẻ ngốc. Cái Thiệu Trung hừ nói. Hiện trường chợt im lặng. Rất lâu sau, Chiêm Hữu Quang mới nói. Lần này nếu đồng chí Diệp Phàm cứ cứng đầu với chúng ta thì thực sự cũng chẳng dễ giải quyết. Cứng đầu, hắn có bao cân lượng mà muốn chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, đơn giản chính là thái phó xương cuồng truy ái chạy đi đâu. Cơn gió này không thể to lên được, loại phong khí này phải kiên quyết kìm nén lại. Bằng không lâu dài những đồng chí cấp dưới lại học theo, Ủy ban Nhân dân tỉnh nào còn có thể quản lý cấp dưới được nữa. Triệu Hướng Vân nói, ý của Chủ tịch Triệu là, Phong Hồ Ninh hỏi, loại bỏ hắn, tập đoàn Hoành Không chẳng phải là nhà máy trực thuộc tỉnh quản lý hay sao? Ban lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh sau khi thông qua hội nghị thảo luận thì có quyền loại bỏ lão tổng Diệp Phàm này. Loại bỏ được hắn, tập đoàn Hoành Không còn có thể phân cao thấp với chúng ta hay sao? Phải chạm một người làm gương, kiềm chế những luồng gió độc này. Bằng không. Những đồng chí cấp dưới tạo được một chút thành tích liền lên mặt, đây là điển hình của hành vi cuồng vọng cá nhân nghiêm trọng, hành vi của chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Đây là quyền lực mà nếu để bành trướng ra không thể tiết chế được thì sẽ xảy ra đại sự. Triệu Hướng Vân nói, loại bỏ, đồng chí Triệu Hướng Vân chỉ thị loại bỏ sau đây là đúng rồi. Cái Thiệu Trung cười nhạt nói, lão Triệu, ông chủ của tập đoàn Hoành Không không chỉ có một mình chúng ta. Phong Hồ Ninh nói, có thể liên thủ với tỉnh Điền Nam mà, rồi thông báo với ban quốc tư một chút là được rồi. Triệu Hướng Vân nói, nếu như đồng chí bên Điền Nam không đồng ý, có lẽ Diệp Phàm sẽ mời bọn họ tham gia vào tổ đệ trình hạng mục, bọn họ có lý do gì để đứng ra tước mũ của Diệp Phàm chứ? Phong Hồ Ninh hỏi, Thiên Vân chúng ta là cổ đông lớn, có quyền quyết định việc này. Tuy nhiên, tôi tin rằng tính khí của đồng chí Diệp Phàm như thế,
từ đầu Điền Nam loại bỏ nhanh hơn chúng ta, Diệp Phàm sẽ nể mặt họ sao? Chỉ bằng liên hệ với Điền Nam một chút rồi có thể cùng phối hợp. Triệu Hướng Vân nói. Thôi đi, đừng bàn những việc không mắt ấy nữa. Chủ tịch Khúc khoát tay, vẻ mặt nghiêm túc liếc nhìn mọi người, nói. Đồng chí Diệp Phàm có oán trách cũng là bình thường. Cách làm của chúng ta trước kia đúng là có chút không thỏa đáng. Quan trọng bây giờ phải làm thông được công việc của đồng chí Diệp Phàm mới là việc quan trọng nhất chứ không phải là cắt chức. Cắt chức không phải dễ dàng như vậy, dù chúng ta là cấp trên chủ quản của tập đoàn Hoành Không cũng không dễ. Có cần thông qua tỉnh ủy phê duyệt, có cần thông qua ban quốc tư phê duyệt một chút, như vậy dù là có thể thành công, nhưng đổi lại, chính vụ viện phái tổ chuyên gia xuống thì ai sẽ tiếp đãi. Còn nữa, đến khi người ta chỉ đích danh đồng chí Diệp Phàm nói về đại quy hoạch Hoành Không, chúng ta sẽ phải đi đâu để tìm đây? Vì thế, những việc này là không thực tế. Huồng chi chỉ một chút oán trách đồng chí Diệp Phàm mà chúng ta phải cách chức cậu ta, việc này, cũng là một cách nhìn không thỏa đáng. Những cống hiến của đồng chí Diệp Phàm đối với tập đoàn Hoành Không không có đồng chí nào là không ghi lòng tạc dạ. Chưa vắt chanh đã đòi bỏ vỏ, đó là hành động gì chứ? Lời của Chủ tịch Khúc Thầm phê bình Triệu Hướng Vân, nhất thời mặt lão căng đỏ lên. Diệp Phàm không nhận thức được đại cục như thế, việc xử lý có mức độ nhất định của Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng là cần thiết. Bằng không sao có thể chịu được. Tôi đề nghị kỷ luật đồng chí Diệp Phàm vi phạm kỷ luật. Nếu kiên quyết không chấp hành quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tổ đệ trình hạng mục thì càng phải xử lý nghiêm. Triệu Hướng Vân vẫn cố nói vài câu để lấy lại thể diện. Xử lý, anh chỉ biết xử lý. Tổ khảo sát của chính vụ viện sắp đến, chúng ta ngồi đây không thảo luận xem làm thế nào để có thể thúc đẩy tập đoàn Hoành Không thuận lợi nhận được hạng mục, mà lại nói đến xử lý người phụ trách tập đoàn Hoành Không. Diệp Phàm làm sai ở chỗ nào, khi bực tức thì có thể phát ra một câu có phải không nào. Đồng chí Diệp Phàm là con người, chúng ta đều là con người, đều có những lúc bực tức. Huống chi chúng ta đã làm những việc không thỏa đáng trước có phải không nào. Hơn nữa, cũng không để cho người ta nói gì, dân chủ mà đảng chúng ta khởi xướng ở đâu. Cái Thiệu Trung hừ nói. Chương 3313, sự lúng túng của Ưu Bần Tỉnh. Đồng chí Thiệu Trung nói không sai. Bây giờ quan trọng không phải là vấn đề xử lý, mà là làm thế nào để phát huy vai trò chỉ đạo của tỉnh chúng ta. Chuyện lớn như vậy phải giải quyết, không thể tách rời sự chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh có phải không nào? Bằng không, các đồng chí ở chính vụ viện sẽ cho rằng tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh chúng ta không coi trọng tập đoàn Hoành Không. Không hề có trách nhiệm lãnh đạo thì chẳng phải cũng như chúng ta đã bị mất chức rồi sao? Phong Hồ Ninh cũng gật đầu nói. Thực ra, người này thấy sự phê bình ngầm của Chủ tịch Khúc đối với Triệu Hướng Vân, đương nhiên trong lòng rất vui. Từ trong lời nói của Chủ tịch Khúc cũng đã lĩnh hội được ý của lãnh đạo. Nhưng đồng chí Diệp Phàm không phối hợp, chúng ta phải làm thế nào? Lẽ nào phải phái đồng chí xuống để giám sát? Đó là tập đoàn Hoành Không, nói khó nghe một chút thì đó là địa bàn của Diệp Phàm, không phải là của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh. Có thể nói, ở tập đoàn Hoành Không không có sự phối hợp của Diệp Phàm thì chúng ta căn bản đừng có nghĩ đến việc nhúng tay vào. Triệu Hướng Vân tỏ ra tức giận, hừ nói. Đây đúng là một vấn đề rất lớn. Chiêm Hữu Quang gật đầu. Chỉ bằng đem việc này báo cáo lên ban thường vụ tỉnh một chút, xem ý kiến của thường vụ tỉnh thế nào. Triệu Hướng Vân nói, người này vẫn muốn xử lý việc này. Thế này đi, trước tiên không báo cáo với ban thường vụ tỉnh. Tôi và Bí Thư Ninh bàn bạc một chút rồi sẽ quyết định. Trước kia đồng chí Thiệu Trung và đồng chí Diệp Phàm cùng là đồng nghiệp của nhau, hãy gọi điện kết nối với đồng chí Diệp Phàm một chút. Hơn nữa, đồng chí Thiệu Trung cũng là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Hoành Không, có thể lấy danh nghĩa này để bàn bạc thống nhất với đồng chí Diệp Phàm một chút có phải không nào? Chủ tịch Khúc nói, vâng, tôi sẽ nói chuyện tâm sự với đồng chí Diệp Phàm. Cái Thiệu Trung gật gật đầu. Nhiệm vụ này tuy là khó khăn nhưng không nhận cũng không được. Buổi chiều, Chủ tịch Khúc vào phòng làm việc của Bí Thư Ninh. Sau khi nghe Chủ tịch Khúc nói lại tình hình, Ninh Chí Hòa trầm ngâm một hồi rồi mới nói. Đồng chí Chí Quốc, việc lần trước tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh đã xử lý có chút tắc trách. Đồng chí Diệp Phàm có oán trách cũng là bình thường, chúng ta đều là người mà, làm sao có thể không để người ta nói vài câu được chứ? Đương nhiên. Hành vi giận dỗi của đồng chí Diệp Phàm cũng chẳng thỏa đáng tí nào. Đây là không quan tâm đến tình hình đại cục. Đoàn khảo sát của chính vụ viện sắp đến rồi,
trên dưới trong tỉnh càng phải đồng tâm hiệp lực dành cho được hạng mục mới phải. Chứ không phải là vấn đề phải kỷ luật ai, lúc này kỷ luật Diệp Phàm là hành động hết sức không sáng suốt. Bởi vì đại quy hoạch Hoành Không là đồng chí Diệp Phàm khởi xướng. Ngay cả người khởi xướng mà chúng ta cũng bỏ đi thì làm sao có thể qua được cửa ải chính vụ viện. Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng đồng chí Diệp Phàm nhất thời chưa thông. Tôi cũng đã gọi điện thoại cho cậu ta rồi. Nói thật, khẩu khí của đồng chí Diệp Phàm rất khó chịu. Ý của cậu ta là muốn hoàn toàn đẩy hai tỉnh chúng ta ra ngoài để tập đoàn Hoành Không độc lập làm. Thực ra, đối với tập đoàn Hoành Không, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng luôn muốn chút bỏ gánh nặng này. Chỉ có điều không thể bỏ được. Chủ tịch Khúc nói, rũ bỏ gánh nặng, ý của đồng chí Chí Quốc là nhân cơ hội này thẳng thắn rũ bỏ quan hệ giữa chúng ta và tập đoàn Hoành Không. Ninh Chí Hòa hỏi, đây là quyết sách khó cả đôi đường. Từ những khoản nợ mà tập đoàn Hoành Không đang gánh thì thực sự Ủy ban Nhân dân tỉnh muốn rũ bỏ. Từ nay về sau hai chúng ta không cùng làm chung nữa. Trả lại hết cho Ban Quốc Tư độc lập quản lý là được. Sau này cũng không cần phiền toái như thế nữa có phải không nào? Tuy nhiên, nhìn từ xu thế phát triển của tập đoàn Hoành Không, nói thật là tôi vẫn cảm thấy luyến tiếc. Đặc biệt là luồng khí mới ở tập đoàn Hoành Không sau khi đồng chí Diệp Phàm tiếp nhận. Có lẽ tương lai nó sẽ trở thành gà đẻ trứng vàng của tỉnh. Khúc Chí Quốc nói và nở nụ cười. Anh cho rằng rũ bỏ trách nhiệm nợ nần quan trọng hay là xu thế đang phát triển của bọn họ quan trọng? Cần phải xem xét lợi hại ở cả hai vấn đề. Một khi tập đoàn Hoành Không trở ra độc lập, nó sẽ là nhà máy trực thuộc quản lý của Ban Quốc Tư, không có quan hệ nhiều lắm với chúng ta. Đến lúc đó muốn lên chuyến xe tập đoàn Hoành Không thì sẽ khó đấy. Tôi nghĩ các đồng chí của Điền Nam có lẽ cũng đang suy nghĩ về vấn đề này. Nhìn từ xu thế phát triển của tập đoàn Hoành Không thì lợi nhiều hơn hại. Thành phố hạng Nam chúng ta vẫn phải dựa vào sự dẫn dắt của nó để phát triển ra ngoài. Còn nhìn từ tốc độ quật khởi của nó, tập đoàn Hoành Không không chừng còn có cơ hội đứng trong top 500 của thế giới. Đến khi đó đơn vị cấp trên chủ quản chúng ta đây cũng nở mày nở mặt. Ninh Chí Hòa nói. Đúng vậy, trong lòng tôi cũng cứ mâu thuẫn. Dối rắm vì vấn đề này. Đến bây giờ tập đoàn Hoành Không vẫn gánh trên lưng món nợ mấy chục tỷ. Nếu trả hết cũng phải mất mấy năm. Đương nhiên nếu thực sự để cho họ độc lập thì cũng là một việc không dễ dàng gì. Phải có người đồng ý tiếp nhận thì mới được. Còn phải kết hợp với một loạt các chính sách, nói thì dễ nhưng làm thì rất phiền phức. Chủ tịch Khúc nhíu mày nói. Đúng là thế mà, vì thế ủng hộ bọn họ, chúng ta phải kiên trì đến cùng. Tập đoàn Hoành Không phát triển rồi thì tỉnh Thiên Vân chúng ta cũng có vinh quang rất lớn. Đương nhiên, khi đó anh và tôi có còn ở tỉnh Thiên Vân nữa hay không thì cũng khó nói. Việc này không hề quan trọng là tỉnh Thiên Vân đạt được lợi ích, người dân Thiên Vân được nhiều ưu đãi. Ninh Chí Hòa cười nói. Nhưng thái độ của Diệp Phàm bây giờ thì làm thế nào? Đoàn khảo sát sắp xuống rồi, hay là, Bí thư Ninh, anh gọi điện thoại nói chuyện với cậu ta một chút. Làm công tác tư tưởng cho cậu ta. Khúc Chí Quốc nói. Không cần, anh phái đồng chí Chiêm Hữu Quang trực tiếp xuống là được. Lần này trên danh nghĩa có thể thay đổi đi. Ví dụ như lấy việc đồng chí trên tỉnh xuống chỉ để phối hợp làm việc với tiểu ban đệ trình hạng mục hiện vẫn còn tồn tại ở tập đoàn Hoành Không là chủ yếu. Tin rằng đồng chí Diệp Phàm sẽ lấy đại cục làm trọng. Sau khi hết bực tức rồi thì sẽ quên đi thôi có phải không nào? Chúng ta cũng không cần phải so đo quá những việc này có phải không nào? Ninh Chí Hòa cười nói. Về thành viên có nên sắp xếp theo lần trước hay không? Khúc Chí Quốc hỏi. Từ trong báo cáo của anh tôi nhìn ra một điều, đồng chí Triệu Hướng Vân có chút bất đồng với Diệp Phàm. Anh nói xem cử anh ta xuống có phù hợp hay không? Ninh Chí Hòa hỏi. Tạm thời không cử anh ta xuống. Cử đồng chí Chiêm Hữu Quang xuống trước bàn bạc một chút. Đồng chí Cái Thiệu Trung có thể đi cùng, còn đồng chí Phong Hồ Ninh cũng tạm thời không cần xuống. Chỉ e là đồng chí Diệp Phàm nghĩ không thông, nếu mâu thuẫn bị kích động thì e là sẽ dẫn đến những phiền phức không cần thiết. Trong thời khắc quan trọng khi đoàn khảo sát sắp xuống, chúng ta đều phải cẩn thận hơn nữa có phải không nào? Khúc Chí Quốc nói, việc này anh cứ quyết định đi. Ninh Chí Hòa nói, tuy nhiên, khi mà chính vụ viện đã phê chuẩn rồi thì phải cử đoàn khảo sát xuống. Như thế việc này tám phần là đóng kịch, cho nên cần phải làm hết sức cẩn thận. Nhất định phải lấy cho được, việc này có lẽ là một trong những hạng mục lớn nhất của tỉnh Thiên Vân chúng ta năm nay. Đồng chí Diệp Phàm làm rất tốt, trước kia việc này đã kẹt lại,
trong lòng tôi và anh đều hiểu rõ một số việc. Lần này cuối cùng bên phía chính vụ viện cũng đã nhả ra rồi, đây là một dấu hiệu tốt. Có lẽ trong việc này đồng chí Diệp Phàm đã phải làm không ít việc. Đồng chí Diệp Phàm là một đồng chí giỏi. Liệu có phải yêu cầu của chúng ta đối với cậu ta quá hà khắc rồi không? Hơn nữa, có phải là chúng ta cũng đã quá thô bạo rồi không? Huống hồ trong việc này có những việc có tính chất phía sau mà đồng chí Diệp Phàm đã làm chúng ta cũng chẳng có cách nào để biểu dương cậu ta. Không thể biểu dương lại còn phê bình, đúng là hơi quá đáng. Khúc Chí Quốc cười nói. Cấp dưới cũng cần phải tôn trọng mà. Ninh Chí Hòa cười nói. Ngày 6 tháng 10, hai người Chiêm Hữu Quang và cái Thiệu Trung xuất hiện ở Tổng bộ Tập đoàn Hoành Không. Trong phòng giao ban tuyên bố quyết định của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh. Đó chính là bọn họ xuống để phối hợp làm tốt công tác đệ trình của Tập đoàn Hoành Không. Còn tổ đệ trình chính là những thành viên còn lại của tổ đệ trình trước kia thuộc Tập đoàn Hoành Không. Hơn nữa, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh hết sức khen ngợi sự lãnh đạo của Diệp Phàm đối với tổ đệ trình trong tình hình khó khăn vẫn có thể kiên trì công việc. Hơn nữa, khen ngợi đồng chí Lam Tồn Quân có nhãn quang, phối hợp rất tốt với Tập đoàn Hoành Không. Bí thư Chiếm, thành viên của tổ cũ chúng tôi tuy vẫn còn ở đây, nhưng sự chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh về thành viên không được thay đổi. Làm công việc cụ thể là do Tập đoàn Hoành Không chúng tôi, nhưng các anh đừng quên phải chỉ đạo. Vì thế việc tái lập lại tổ đệ trình tôi thấy cứ khôi phục lại những thành viên trước kia là được rồi. Tuy nhiên, tôi có một đề nghị nhỏ. Diệp Phàm tỏ ra như đã thông. Đồng chí Diệp Phàm, anh cứ nói. Thái độ lần này của Chiêm Hữu Quang cũng rất khách khí. Bởi vì đã có nhắc nhở của Bí thư Ninh. Đi xuống cần phải khách khí một chút, cố gắng quan tâm một chút những ý kiến của các đồng chí ở Tập đoàn Hoành Không. Đừng lấy tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh ra để ép người hay làm gì khác. Chính là tôi không hy vọng đồng chí Triệu Hướng Vân lại xuống, bởi vì ông ấy không phù hợp làm công tác lãnh đạo tổ đệ trình hạng mục. Diệp Phàm nói rất thẳng thắn. Đối với đề nghị của anh đưa ra, tôi sẽ báo cáo việc này với tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, tin rằng lãnh đạo tỉnh sẽ xem xét một số đề nghị đặc biệt của Tập đoàn Hoành Không. Chiêm Hữu Quang nói, vẻ mặt có chút ngượng ngùng. Lời này, đương nhiên 2 tiếng sau đã được truyền đến tai Triệu Hướng Vân, khiến người này tức giận lập tức cầm cặp công văn đứng dậy vội vàng chạy đến phòng làm việc của đồng chí Phó Chủ tịch tỉnh thường trực Bố Hoa Thanh. Chủ tịch Bố, Diệp Phàm đúng là thứ không ra gì. Hắn có ý kiến thì có thể nói trước mặt Triệu Hướng Vân tôi. Hà tất lại nói xấu tôi trước mặt lãnh đạo khi không có tôi ở đó. Hắn như thế là muốn làm gì, chơi tôi mà. Việc này cũng thật quá tiểu nhân có phải không nào? Triệu Hướng Vân tức giận khiến mặt tím đi, môi miệng rung lên. Sao thế? Bố Hoa Thanh vẫn chưa hiểu có chuyện gì, nhíu mày nói. Lão Triệu, ngồi đi, hãy nói chuyện gì trước đã. Nghe Triệu Hướng Vân nói, sắc mặt Bố Hoa Thanh cũng trầm xuống. Có cái lý này hay sao, anh xem, coi thường đồng chí vốn ở trên tỉnh xuống chính là Triệu Hướng Vân tôi. Chỉ mặt đặt tên, đây chính là đang tát vào mặt chủ tịch bố anh. Bởi vì ai cũng biết Triệu Hướng Vân tôi là chủ tịch bố anh đề cử xuống có phải thế không nào. Triệu Hướng Vân muốn kéo Bố Hoa Thanh vào. Chủ tịch Khúc đồng ý rồi sao? Bố Hoa Thanh mặt lạnh lùng hỏi. Không rõ. Bí thư Chiếm khi đó trả lời là sẽ báo cáo với tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh. Sẽ xem xét những yêu cầu mà Tập đoàn Hoành Không đưa ra. Triệu Hướng Vân nói. Thế thì đúng rồi, yêu cầu người ta có thể đưa ra mà, chúng ta không thể không cho người ta cơ hội đưa ra yêu cầu được. Tuy nhiên, đồng ý hay không lại là việc của tỉnh có phải thế không nào? Lão Triệu, đừng kích động như thế. Bố Hoa Thanh hừ một tiếng rồi đưa cho Triệu Hướng Vân một điếu thuốc,